Rồi mình cũng có những lúc buồn vui, mình cũng đến trước bàn thờ tổ tiên để cầu nguyện. Mình nghĩ rằng là những người thân đã từng sinh ra mình, nuôi mình lớn lên hoặc giúp cho cuộc đời của mình trong lúc còn sống, thì mình nghĩ những người thân mình dù có qua đời, có chết đi chăng nữa cũng vẫn ở bên cạnh để mà phù hộ mình, độ trì mình. Cái việc đó có hay không thì không cần biết, nhưng mà trong tâm khảm mọi người là như vậy. Cho nên việc buồn vui hay cắm nhang lên bàn thờ tổ tiên, khấn nguyện ông bà tổ tiên để gia hộ cho mình công việc đó 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 như vậy. Thì ngoài cái tín ngưỡng Phật pháp, chúng ta còn có tín ngưỡng tổ tiên. Và chúng ta có cảm giác là người thân chúng ta vẫn còn tới lui với gia đình này. Và thậm chí chúng ta ở đâu, chúng ta cũng có cảm giác là người thân ông bà tổ tiên chúng ta ở đâu. Bởi vì chúng ta nghĩ những cái người này rất là dễ đi chứ không phải như chúng ta. Bởi vì người này đi bằng cái dạng mà thần thức hay là linh hồn như chúng ta từng suy nghĩ. Xin thưa các vị, việc thờ cúng tổ tiên của chúng ta cơ bản nó nằm trên ba phương diện, là chúng ta thực hiện các là lễ dỗ cúng kiến, và bên cạnh đó là bàn thờ gia tiên, và bên cạnh đó là việc là chăm sóc mồ mả. Đây là ba cái việc mà của những cái người dân tộc Việt của chúng ta có truyền thống về tổ tiên là chúng ta thực hiện. Như vậy thì mỗi một gia đình đều có cái bàn thờ gia tiên. Chúng ta bước vào cái trong một cái gia đình truyền thống của Việt Nam chúng ta ngày xưa, nhất là mấy cái tấm tranh mà chúng ta hay có cái tấm tranh tranh kiến mà sơn thủy đó, chúng ta hay có cái câu là cửu quyền thất tổ. Để thì chúng ta tượng trưng đó, đó là bàn thờ gia tiên của chúng ta. Cửu quyền thất tổ là chỉ chung cho ông bà tổ tiên và trong dòng họ của chúng ta nhiều đời và những thế hệ tương lai, thì chung trong cái đó gọi là cửu quyền thất tổ. Vậy thì cái bàn thờ gia tiên ở mỗi nơi của chúng ta được chăm chút thờ phượng rất là trang nghiêm, và có thể chúng ta xem đó là một cái đền thờ tâm linh của mỗi gia đình. Nếu chúng ta bước vào gia đình nào mà bàn thờ trang nghiêm sạch sẽ, chúng ta biết đây là một gia đình có luân lý nghiêm túc, và thậm chí gia đình đã một đời sống rất là mẫu mực. Nhưng mà bước vào bàn thờ gia tiên của một gia đình nào đó bày hày hoặc là thiếu gì đó sự trang nghiêm, thì chúng ta biết rằng những sinh hoạt mọi thứ trong gia đình người đó cũng sẽ bề bộn lộn xộn và phức tạp. Cái bàn thờ gia tiên nó phản ánh cho được cả tâm linh và cái nếp sinh hoạt của mỗi gia đình, quan trọng vô cùng. Bên cạnh đó, chúng ta giữ những cái ngày mà quá cố của người thân chúng ta, ông bà tổ tiên, để chúng ta làm các lễ giỗ quải hàng năm. Đây là một cái không thể thiếu trong người Việt chúng ta. Rồi bên cạnh đó là chúng ta chăm sóc mồ mả của những người quá cố. Đây là những cái cách để gọi là chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên quá cố vân vân. Mà một việc làm này đối với một người có đạo đức truyền thống giữ rất là chu đáo. Chúng ta nên biết rằng là người Việt của chúng ta tri ân báo ơn là một lễ nghĩa đứng hàng đầu của người Việt. Nếu một con người nào mà không biết tri ân báo ân, người ta xem người đó là vô văn hóa, thiếu đạo đức. Và thường thường là người ta nghĩ là người này không xài. Cho nên cái việc mà văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, tri ân và nhớ ơn cái con người Việt chúng ta rất là quan trọng. Các vị nhớ Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa có cái câu gì trong cái bài mà thà đuôi đó, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Cái câu này là Nguyễn Đình Chiểu nói trong một cái bài thơ dài cả hàng chục câu như thế, thà đuôi vậy đó. Nhưng mà hai cái câu thà đuôi đầu tiên đó, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, câu này là thật sự á, nói rất là nặng lời với những người quên nguồn quên cội, sống thiếu lễ nghĩa đạo đức gia tiên với truyền thống văn hóa lâu đời. Như vậy chúng ta thấy rằng câu này nói nặng lời mà nói đúng. Không biết ai nghĩ sao cho riêng tôi thì tôi thấy rất là đúng. Và thậm chí câu này có thể dán trước cửa nhà mọi người luôn càng đúng hơn nữa. Những người quên cội quên nguồn nghe câu này rất là tự ái và thấy là chúng ta bị nhột. Nhưng mà thật sự hãy xem lại cái câu đó và nhìn lại chúng ta. Người Việt chúng ta về lễ nghĩa và ân tình đối với những người thân, người quá cố hay thậm chí đối với mọi mối liên hệ trong một quốc gia nó lớn vô cùng.
Chúng ta không phải là tri ân, nhớ ơn hay là cúng bái với ông bà tổ tiên không nữa, mà chúng ta còn tri ân, nhớ ơn với những cái gì mà xung quanh trong quốc gia chúng ta. Ví dụ như là thờ cúng vua Hùng. Chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có ngày truyền thống cúng vua Hùng ngày mấy? Mùng 10 tháng 3. Cúng các cái vị vua Hùng, những cái bậc mà có công gầy dựng, dựng nước như thế. Vậy thì cái nghĩa, cái tình, cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam chúng ta rất là rộng. Tôi nhớ cái câu này dường như là dù ai đi ngược về xuôi á, gọi gì nữa, nhớ ngày giỗ tổ vậy, mùng 10 tháng 3. Nó trở thành câu ca dao. Cái gì mà chúng ta đọc trong sách vở mà chúng ta thấy nó tục ngữ ca dao là chúng ta biết rằng đó là một cái văn truyền miệng rất là lâu đời, là một sản phẩm đặc biệt của quê hương Việt Nam chúng ta. Mà cái gì thuộc về văn hóa nó mới trở thành ca dao. Cho nên cái gì không có ca dao, cái đó không thuộc về văn hóa. Cái gì mới du nhập, cái gì mới quá, không có nằm trong ca dao của chúng ta. Ca dao nó chỉ có trong một bề dày lịch sử hàng nghìn năm trên đất nước Việt nó mới có những cái điều như thế. Vậy thì nhìn lại những điều này, chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất là tuyệt vời. Nhưng mà riêng những quốc gia bên cạnh chúng ta có những cái nguồn mà gọi là văn hóa lễ nghĩa này để ảnh hưởng Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm, nhưng bây giờ lại là không còn. Đó là những cái vị thầy mà đi học ở Trung Quốc. Họ nói rằng là bàn thờ gia tiên ở Trung Quốc dường như là không có còn. Người ta không có thờ gia tiên nữa. Và thậm chí người ta có quan niệm cái đó là một cái việc gọi là mê tín. Đây là một việc mà tôi muốn chia sẻ với các vị nữa. Lý do nào để đánh đồng giữa thờ cúng tổ tiên và mê tín để trở thành một cái việc gì người ta cho hủ tục và người ta loại trừ đi? Cái này là do cái gì? Vậy thì trên cơ bản nhất, việc thờ cúng tổ tiên này nó nằm trong phong tục tập quán ban đầu của người Trung Quốc. Mà Khổng Tử là một trong những cái người mà gọi là đề xướng cái vấn đề này. Sự tử như sự sanh, Khổng Tử đã từng nói như thế. Và Khổng Tử xem như mà một bậc Á Thánh của Trung Hoa. Và những cái người mà thuộc về Á Đông chúng ta cũng rất là tôn trọng những con người có đầy lễ nghĩa và tri thức như vậy. Vậy thì ở đây ông nói một câu là sự tử như sự sanh, có nghĩa là việc thờ cúng chăm sóc cái người đã quá cố cũng giống như việc mà chăm sóc người còn hiện tại. Có nghĩa là cha mẹ đã chết rồi, nhưng mà cái bổn phận của cái những người thân bằng quyến thuộc con cháu còn lại cũng phải chăm sóc như thế nào, cũng nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào mà như cái người thân mình còn sống. Như vậy thì sự tử như sự sanh là thờ cúng chăm sóc cái sự chết như là thờ cúng chăm sóc cái sự còn sống như vậy. Thì vậy là một cái nguồn gốc văn hóa đạo đức truyền thống như vậy mà bây giờ do một lý do gì đó người ta có thể gạt qua một bên và người ta xem như là mê tín. Và cái việc đó, giá trị văn hóa trong một đất nước gốc mà như vậy thì họ không thể nào còn tự hào với thế giới về điều đó nữa. Còn riêng người Việt chúng ta, rất có thể chúng ta không ảnh hưởng về cái này. Trong cái vấn đề giao thoa văn hóa dĩ nhiên có qua lại, nhưng mà tôi nghĩ về thờ cúng truyền thống của tổ tiên chúng ta nó đã có hàng nghìn năm về trước rồi. Chúng ta có rất là lâu đời, nó có những cái văn hóa rất độc lập của người dân tộc Việt của chúng ta. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ việc thờ cúng tổ tiên như vấn đề mê tín thì chúng ta sai. Tại vì ở đây cái vấn đề mà chúng ta tôn trọng những người quá cố là một truyền thống đạo đức về ân về nghĩa mà chúng ta cho là mê tín. Và thậm chí một số tôn giáo du nhập vào Việt Nam, họ cũng sỉ vả và cho rằng cái việc thờ cúng tổ tiên chúng ta là mê tín và thờ cúng như vậy là ma quỷ. Và tôi cảm giác rằng là tại cái đầu họ chứa đầy ma quỷ cho nên họ nhìn thấy cái giống gì cũng ma quỷ. Hãy nói là như vậy. Thì họ có một cái quan niệm và hình dung cái người chết như thế nào, họ bị học tập một cách méo mó và lệch lạc thế nào, họ bị người khác gieo vào trong đầu óc họ những cái quan niệm như thế nào, trong khi những cái truyền thống đạo đức và ý nghĩa này họ không được nắm bắt. Và vì vậy họ nói theo một cách rất là khống quyền, nói bằng một cách nhắm mắt mà không cần suy nghĩ. Tức là nói theo thói quen, người ta nói mình là như vậy, rồi mình gặp người khác cũng nói bằng thói quen như vậy mà không biết ngượng miệng và không biết hổ thẹn. Đây là một điều mà tôi nói với các vị,
Cho nên mai này trong gia đình của chúng ta mà có một ai đến mà chỉ vào bàn thờ mà ông bà tổ tiên chúng ta mà nói đó là ma quỷ là dọa cái họng liền à, nên nhớ là như vậy. Cái điều này là nên là như vậy. Bởi vì trước hết mày có quyền nói tao ma quỷ, nhưng không được quyền mày sỉ vả ông bà tổ tiên tao là như vậy. Mày nói như vậy là mày đã xúc phạm à, như thế. Như vậy vô tình mày chửi ông bà tổ tiên tao. Cho nên cơ bản nhất là gặp nhau thì có thể là à nói mày ma quỷ được, vấn đề bạn bè nhau tao nói nhau được, nhưng mà không được quyền chỉ bàn thờ ông bà tổ tiên mình nói những lời như thế. Tại vì cái điều này là điều mà người ta xúc phạm rất lớn, trong khi đó là một cái bàn thờ thiêng liêng và một cái nơi gọi là tâm linh của một gia đình mà người ta đến như người ta nói như thế. Tôi thấy người Phật giáo chúng ta hay là người con việc nói chung rất là hiền. Người ta nói như vậy mình có thể là mình không hài lòng, nhưng mà mình dùng cái gì mình ngăn che lại, ít bao giờ mình phản ứng mạnh. Và bên cạnh đó mình cũng chưa bao giờ mình sỉ vả những người khác, là những cái từ mà gọi là có cái tính cách là khiếm nhã như vậy. Nhưng mà họ lại á, vì họ muốn xóa nền văn hóa Việt Nam cho nên họ phải làm như vậy. Và một số người yếu đuối nhẹ dạ, không có cái sự tự trọng về văn hóa Việt Nam, nghe nói như vậy cảm thấy bị dao động và muốn loại trừ, bởi vì nghĩ như vậy là mình sẽ liên hệ đến ma quỷ kìa. Như vậy á, mình không có một cái lòng tự trọng về nền văn hóa Việt, đồng thời là mình không hiểu ý nghĩa việc đó như thế nào, cho nên mình mới bị người ta tác động. Nhưng rất may văn hóa Việt Nam vẫn còn mạnh mẽ trong tinh thần người Việt và còn vẫn giữ gìn đến trong và ngoài nước. Một ngày nào chúng ta không còn truyền thống cái này xem như chúng ta mất gốc. Bởi vì thờ cúng tổ tiên xem như là một đạo lý của người Việt Nam, mà đạo lý này đem bỏ đi có nghĩa là văn hóa Việt Nam chúng ta bị mất gốc. Và nếu khi chúng ta bị mất gốc thì chúng ta sẽ bị đồng hóa với một văn hóa mới. Văn hóa mới là cái gì? Tùy các vị du nhập, tùy các vị chấp nhận về một vành văn hóa mới đó. Như vậy chúng ta bỏ gốc theo ngọn, chúng ta đã chà đạp lên một truyền thống dài lâu của chúng ta. Vô tình chúng ta có lỗi với các bậc tiền nhân, và chúng ta có lỗi với cả một cái truyền thống ông bà tổ tiên của dòng họ huyết thống của chính mình nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tại sao họ lại suy nghĩ một cách vớ vẩn như thế? Họ suy nghĩ là thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ là mê tín, là thờ cúng ma quỷ. Sự thật ra quan điểm ma quỷ như thế nó nằm trong những học thuyết khác, chứ không phải là trong Phật giáo. Phật giáo của chúng ta quan niệm về cái người chết á, nó có cái lối đi cơ bản nhất là trong sáu nẻo luân hồi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà riêng người Việt như chúng ta, về mặt tín ngưỡng cơ bản nhất, khi chưa có cập nhật được cái học thuyết Phật giáo á, thì lúc đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng người chết chúng ta vẫn còn sống đâu đó với một hình hài đó trong cái tâm khảm của chúng ta. Cho nên chúng ta hay ăn cơm, chúng ta bới chén để bên đó chúng ta cúng. Sự thật ra cái đó là một cái đạo đức mà chúng ta không phải dễ gì làm được trọn đời đâu. Có người hỏi tôi rằng thầy, bây giờ sau khi ba má người thân mình qua đời rồi, mình mỗi lần ăn cơm mình bới chén cơm để cúng đó, mình cúng bao lâu? Xin thưa thật với các vị làm được suốt đời các vị càng tốt. Nhưng mà ai làm được suốt đời? Còn cơ bản nhất thì người ta cúng trong thời gian 49 ngày, 100 ngày, hay là tuần thất đầu tiên, hay là 3 năm gì đó, để là giống như một sự hiếu thảo. Nhưng thật sự các vị giữ được cái đó suốt đời càng tốt. Có nghĩa là mỗi lần lên ngồi ăn cơm thì cái chỗ này chỗ má nè, chỗ này chỗ ba nè, chỗ ông nội bà nội nè, những cái cảm giác đó chúng ta nhớ, chúng ta để dành một chén cơm cúng như thế. Và để dành chén cơm cúng như thế, chúng ta có cảm giác rằng là nơi này mà ba má mình ngày xưa từng ngồi ăn chung mâm với mình thế thế. Một cái đạo đức, một cái tình cảm rất là đẹp à, cho dù chẳng ai về ăn cái đó cả. Các vị cúng có bao giờ thấy chén cơm vơi bớt hột nào không? Hay là cúng vợ hồi mình cũng sớt rồi mình ăn hả? Thì mình cúng rồi mình cũng ăn thôi, nhưng mà đâu có ai ăn cái đó. Cho nên á, cái quan điểm về ma quỷ nó không có trong cái này, mà người ta tự cấy vào trong đầu của chúng ta, họ xúc phạm chúng ta một điều rất là lớn như vậy. Cho nên cái việc mà thờ cúng ông bà tổ tiên là một cái truyền thống đạo đức văn hóa của người Việt. Chúng ta có cảm giác rằng là người thân chúng ta vẫn còn sống, sống với một hình thể nào đó mà chúng ta không nhận biết được, chúng ta có cảm giác bằng niềm tin. Thứ hai nữa là chúng ta luôn canh cánh bên lòng về ân tình nghĩa nặng này.
Người thân chúng ta có quá cố, nhưng mà ta là người thừa kế những gì của ông bà cha mẹ chúng ta để lại. Cho nên cái việc mà gọi là thờ cúng là cái việc để tưởng nhớ, để trả ơn. Bây giờ cha mẹ qua đời rồi, chúng ta không có cái dịp báo đáp ơn nghĩa nữa, thì bây giờ chúng ta làm bằng cái chuyện cúng bái như thế này. Và cái cúng bái như thế này để bày tỏ cái tình cảm của chúng ta dành cho người quá cố. Cho nên cái việc cúng rất là đẹp. Ngoài việc cúng dỗ hàng ngày chúng ta vẫn cúng được mà. Chúng ta cúng lên ông bà tổ tiên đĩa trái cây hay đĩa quả, hay là một cái bữa ăn chúng ta dành ra chén cơm để cúng, đó là điều tốt. Cho nên tại sao chúng ta có nghĩ rằng á, là những hình ảnh mà chúng ta thờ trên bàn đó họ cho là ma quỷ? Xin thưa các vị, cái bản mặt họ có bao giờ trở thành cái hình để mình thờ không? Mày không đáng để cho tao để giữ cái hình bên người tao nữa, chứ đừng nói để thờ. Nói thẳng ra như vậy, để một người có một cái hình để thờ, người đó phải là cái gì ơn nghĩa đáng kính trọng và thiêng liêng lắm người ta mới thờ. Ví dụ hình ảnh Đức Phật là một con người đã hy sinh cho cuộc đời vĩ đại lắm người ta mới thờ. Chứ Đức Phật ngày xưa ăn chơi có ai để bàn thờ thờ không? Các vị hiểu điều đó không? Như vậy những người có tượng để được thờ, những người có hình ảnh để được thờ là một người đáng kính, một người hy sinh, một người rất có ý nghĩa. Cái lớn là cho cuộc đời, cái nhỏ là cho truyền thống gia đình của chúng ta. Cho nên cái bản mặt mày, những cái thằng mày nói như vậy, suốt đời có ai thờ cái hình mày không? Đâu có đáng để thờ như vậy. Cho nên đừng có nói là chỉ những hình ảnh đó là ma quỷ nha chưa. Những hình ảnh đó là ân tình nghĩa nặng lắm, chúng ta mới thờ như vậy. Bây giờ ví dụ người thân chúng ta qua đời rồi, mình không còn cái gì để gặp người thân nữa đó. Hình ảnh đây là trở nên di ảnh để kỷ niệm, để trong tủ, để trên bàn thờ. Và như vậy á, mỗi một lần nhìn hình ảnh này, nhớ má, nhớ ba, nhớ người thân ngày xưa đã từng dắt mình vào đời, đã từng chăm sóc cứu mang mình, đã từng á, vui buồn với cuộc đời mình như thế nào. Mỗi lần mình nhớ đến, mình có rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Và cái cảm xúc đó có thể mình nói lại với các thế hệ con cháu mình về cảm xúc đó nữa, để giữ một cái này là à, bà nội con ngày xưa vậy đó, ông ngoại con ngày xưa vậy đó. Chỉ một cái hình mà nhắc nhở đến cháu con, để cho nó không quên cội quên nguồn, để nó nhớ cái đạo đức này, thậm chí mai này mình là người mà tiếp tục để nó phải hiểu, và nó chỉ với con cháu nó là như vậy. Đây là một cái điều rất là đẹp. Những cái hình ảnh này mình thờ không mang cái nghĩa ma quỷ, mà mình để mang cái nghĩa là tri ân và báo ân. Ân nghĩa của cha mẹ là ân lớn, cho nên là mình gìn giữ suốt đời. Suốt đời này như vậy, thờ cho tới chết thôi. Cho nên tôi thấy nhiều ông cụ bà cụ già như vậy đó, nhìn lên thờ tổ tiên nhiều khi nhìn mà rớt nước mắt trong những buổi cúng dỗ. Tôi nghĩ những người đó có một ấn tượng về ba mình, má mình, ông bà mình đã từng có một sự hy sinh như thế nào cho mình, cho nên trở thành một cái ký ức rất là nặng trong đầu của những cái người mà có tuổi tác. Các vị thấy ông bà tổ tiên mình, nhiều khi ông nội bà nội mình vậy đó, đến bàn thờ gia tiên cái là khóc. Cái khóc đó không mang cái nghĩa là bi lụy, mà cái tình của ông bà tổ tiên đó hồi đó dành cho ông bà mình nó lớn thế nào đó, một sự hy sinh cao cả nào đó, một sự gì có sự sống của họ mà có thể vì cái gì đó mà người đó có thể qua đời hay là cái gì đó, nó đã trở thành một cái ân nghĩa lớn trong cuộc đời, sâu nặng trong lòng như thế. Cho nên cái bàn thờ gia tiên nó phản ánh cái đạo đức của con người. Mà con người còn có đạo đức được với ông bà tổ tiên thì quả mai mới có đạo đức với xã hội, với làng xóm. Ông bà tổ tiên mày, mày còn không biết ơn, mày còn không nhớ ơn, mày còn không cần đếm xỉa tới, thì tất cả mọi người xung quanh giúp đỡ mày là cái quái gì? Có ý nghĩa gì với mày? Nó thẳng ra trong cuộc đời là như vậy. Ông bà cha mẹ mày mà mày còn không biết thì đừng có hòng cái vấn đề đạo đức bên ngoài, đó là đạo đức giả. Nó thẳng ra là như vậy. Một cái đạo đức mà hết sức là lớn lao trong cuộc đời họ mà họ không nhớ, họ nhớ ai? Cho nên tôi nói là các vị, một vài bài giảng mà tôi suối với mọi người, tôi nói nó mà không yêu cha kính mẹ nó thì nó không bao giờ yêu thật con đâu nha. À, nó lừa đảo con đó. À. Tôi nói như thế. Cho nên khi mà các vị có người yêu, các vị phải xét kỹ dò cẩn đó. À. Phải xét, cái đó sự thật mà. À, coi mỗi lần má nó điện thoại đến nó nghe nó nói thế nào. À, hay là mỗi lần nó về nó gặp ba má nó nói chuyện thế nào. Mỗi lần ví dụ như à, đang ngồi nói chuyện với mình mà má nó điện thoại lên, nó má à con thế thế, dạ thưa má con vậy vậy. À, tao có khả năng tin mày 80%. À,
Ít nhất tao chưa biết sao là mày có đạo đức hiếu thảo với má mày trước cái đã. Còn như mà nó đang ngồi đây, má nó điện thoại là tao có việc á, mệt quá, hôm khác nói chuyện đi. Tao quýt bài mày liền. Phải nói là như vậy, thấy không? Cho nên đôi khi mình phải tinh ý. Đừng nghĩ ở gần bên cái gì cũng em, cái gì cũng em hết trơn trơn á. Còn má nó điện tới nó gạt bên cái vậy là mình ngon hơn má đó. Cho nên thấy vậy mình khoái. Chết bỏ mạng. Nói vậy để các vị hiểu là mình á, nghe ngóng một điều gì, mình thấy một vấn đề gì, mình có quyền hiểu sâu các vấn đề. Bởi vì mình không sống trong nhà người ta, mình không là người ta, cho nên mình không biết hết. Nhưng mình có quyền đánh giá một cái cách nhìn tổng quát. Đó là sự khôn ngoan và lanh lợi của mỗi con người, để mình mà gọi là kết giao. Cho nên người xưa dạy chúng ta một câu là nhân phi nghĩa bất giao, mà vật phi nghĩa bất thủ, là vậy đó. Là người không có nghĩa, không có tình thì không có kết giao, không có chơi. Mà vật phi nghĩa là vật đó, nó không có chính nghĩa đó, là không có giữ lấy. Cho nên nó đồ mà đi ăn cắp về đem cho mình là mình biết như vậy là mình trả liền, chứ không có bao giờ lấy cái kiểu bậy bạ như vậy. Vì vậy á, cho nên cái câu người xưa để lại cho chúng ta những cái ý đó rất hay. Cho nên tôi nói với các vị là những cái ngày giỗ quả chúng ta thờ cúng là một cái điều tốt mà. Nhưng bây giờ các vị ở trong giường, các vị có cây trái. Ở Mỹ thì chúng ta mới qua đây, chúng ta không có cái truyền thống này. Nhưng mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có cái truyền thống rất là hay. Dường như các gia đình của ở các miền Tây, miền quê, đa phần chúng ta đều có cái mảnh vườn. Và mảnh vườn đó trồng dừa, trồng chuối, trồng cam, trồng mít, trồng xoài, trồng ổi. Mà những cái này ai trồng? Ông bà tổ tiên trồng không à? Tại vì những cây này 5 năm, 10 năm mới có trái. Và vì vậy có những người lớn tuổi ông bà tổ tiên trồng, sau đó qua đời chưa có dịp để ăn, hay là chưa có dịp để chứng kiến nữa. Thì bây giờ đây là một cái quả trái đầu mùa của cây xoài, cái mít, cái ổi gì đó hay cái chuối gì đó. Cái trái mình để trên dĩa, mình để lên bàn, bàn ba, bàn ông nội, bàn má gì đó, mình để lên đó. Ngày xưa là cây mít này là má trồng hay là ba trồng nè, cây ổi này ngày xưa ông nội ha trồng hay là ông ngoại trồng. Thế là đây là những cái trái đầu mùa mà ngày xưa ông bà chồng mà chưa có dịp để ăn, rồi qua đời, hôm nay con là người thế thế, cho nên đây là quả đầu mùa, con tưởng nhớ đến cái ơn của người chồng, con để lên đây con cúng để ba má ông bà về chứng minh. Cái nghĩa tình chúng ta nó đẹp như thế đó, đó mà người ta cho là chuyện thờ cúng ma quỷ. Các vị thầy hiểu rất rõ là như vậy. Vậy thì bây giờ cái việc đó mình cúng kiến như vậy là một cái điều tốt, để mình cảm thấy rằng sống đúng như người xưa là ẩm thủy tri nguyên, mà uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước nhớ người đào giếng. Đây là đạo đức lễ nghĩa ngàn đời người Việt Nam chúng ta. Nó giữ cái đó là giữ cái đẹp chứ. Người khác không có được văn hóa này. Các vị hỏi người Mỹ họ có được văn hóa đó không? Người Mỹ họ không có tự hào với thế giới về văn hóa. Họ chỉ tự hào với thế giới về khoa học kỹ thuật thôi, các nền công nghệ thôi. Vậy thì chúng ta không có cái khoe với họ về mặt khoa học kỹ thuật tiền bạc, chúng ta không khoe họ được. Nhưng mà mình có quyền khoe với họ mấy ngàn năm văn hiến này mày có không? Chúng ta vẫn còn có cái để tự hào chứ. Cho nên tôi có gặp hai cái anh chàng người Mỹ đi theo hai cô gái người Việt về Việt Nam chơi, và hai cô gái đó là Phật tử của chùa tôi. Cho nên hai cô này có dẫn hai anh chàng người Mỹ đến thăm chùa chơi. Và khi tâm chùa thì thật sự tôi nói qua vấn đề thông dịch của hai cái cô này thôi. Và họ gật gù về vấn đề là họ nói là Việt Nam có cái hay về ân cha nghĩa mẹ và tình nghĩa như thế. Họ nói là đôi khi họ cũng có cái cảm xúc như vậy mà họ không có một truyền thống như thế. Họ cũng có những người họ cũng nghĩ tình cảm của cha mẹ vậy đó, nhưng mà không ai hướng dẫn cho họ về một cái truyền thống cần làm gì gì gì. Và người Việt ở đây là cái này họ cảm thấy cần phải học hỏi. Họ gật đầu và họ cảm thấy là cái đó hay. Mà trong cái quá trình tôi ngồi tôi phân tích được dịch lại thôi, thì hai anh chàng ảnh cảm thấy rằng Việt Nam có những cái hay mà ảnh nghĩ rằng cái này mà nếu ảnh về cái gì mẹ ảnh chắc là mẹ ảnh hạnh phúc lắm. Bởi vì trong cái việc mà gọi là người mẹ, người cha ở những đất nước phương Tây như thế này, rất hiếm khi nào có một đứa con mà yêu thương nhớ về mình, và như một cái chuyện mà gọi là chăm sóc hỏi han vỗ về. Cái này hiếm lắm.
Và anh nói rằng nếu anh làm điều này, mẹ sẽ rất là ngạc nhiên về anh. Và tôi nói anh nên làm điều này và cần khuyến khích những bạn bè anh đang là làm điều này. Bởi vì những người đó là những người đáng để anh nhớ. Đó là một đạo đức của con người mà anh cũng cảm thấy rằng những văn hóa của Đông Phương có những cái hay mà anh cần phải học hỏi. Vậy thì tôi nói các vị thấy, cái hành động đó của chúng ta, cái việc mà tôn trọng thờ cúng như vậy là hoàn toàn tốt mà. Cho nên cái ngày đám giỗ gia tiên, nó có cái đám giỗ riêng và đám giỗ chung. Cái đám giỗ riêng là chúng ta cúng theo cái ngày mất của ông bà tổ tiên quá cố. Còn cái đám giỗ chung á, là chúng ta cúng vào dịp nào? Tết Nguyên Đán. Đó, các vị nhớ rất là rõ, cái này ai mà không nhớ. Như vậy thì ở dịp Tết Nguyên Đán mà rước ông bà ngày 29-30 đó, cái đó chúng ta gọi là hiệp cúng, tức là cúng chung cho ông bà tổ tiên người quá cố. Còn thông thường những ngày giỗ trong năm thì chúng ta sẽ cúng theo ngày cái người mất. Như vậy cái cúng giỗ là một cái truyền thống nữa để gọi là thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì đám giỗ chúng ta cơ bản chúng ta làm thì làm theo cái ngày nào? Thông thường đám giỗ chúng ta làm cơ bản là hai ngày, đúng không? Ngày tiên và ngày chánh. Ngày tiên người ta hay gọi là tiên thường, ngày chánh gọi là chánh kỵ. Thì cái ngày đầu đó gọi là tiên thường là buổi đầu á, mà chúng ta cúng nhẹ nhẹ, cúng sơ sơ, và buổi chiều đó thì chúng ta gọi là tiên thường, tức là cái quan niệm là để cho ông bà tổ tiên chúng ta nếm trước khi còn sống, ý là như vậy. Cho nên thông thường cúng đám giỗ là ví dụ như bây giờ ông bà chúng ta chết cái ngày mùng 10 thì cái vào về cái ngày cúng đó là chúng ta phải cúng ngày mùng 9. Cái ngày mùng 9 đó là ngày tiên thường, tức là ngày này trước khi cha mẹ ông bà qua đời. Thì cái ngày đó gọi là tiên thường để nếm trước, là khi người này còn sống, cái chữ tiên thường ta cho là nếm trước. Rồi chính cái ngày chết của người thân mình cúng giỗ chánh á, cái đó gọi là chánh kỵ. Thì tại sao cái ngày giỗ chúng ta hay gọi là ngày kỵ? Cái chữ kỵ đó là giống như là trong ngày đó nó thiêng liêng lắm. Đừng làm những gì bậy bạ, đừng nói những gì bậy bạ, kiên cử trong những ngày đó chúng ta gọi là ngày kỵ. Bởi vì thân chúng ta mất có gì vui đâu mà chúng ta phải làm lu bu, hay là ăn nói bừa bãi, hay là anh em mà cãi lộn nhau trong những ngày đó là ngày kỵ. Ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn. Thành ra là cha mẹ ngày chết có giận cách mấy cũng phải để lòng, chứ không có ngày đó mà đem ra cãi lộn. Cho nên gia đình nào mà người thân vừa qua đời mà cãi lộn, đánh lộn, chia của, giành giật, bất hòa đó, người ta xem gia đình đó là bất hạnh. Làm những hành động đó trong ngày kỵ là bất hạnh. Cho nên bằng mọi cách gia đình chúng ta là khi có người thân qua đời phải yên ấm, phải hòa hợp, phải yêu thương, mọi việc phải dàn xếp một cách tốt nhất. Cho nên trong kỵ là đám giỗ, đám quả như thế đó. Thì cái chính cái ngày kỵ là ngày để dòng họ anh em có dịp để về thăm nhau và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên cha mẹ vào ngày kỷ niệm đó. Cho nên ngày đó phải giữ mọi thứ cho nó được tốt đẹp. Còn có một số người nhân cái ngày đó về mới dọn nhậu cho đã, hồi đập lộn nhau à. Cái này ngày đó nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái việc đó chúng ta làm nó hết ý nghĩa. Chứ còn cơ bản những ngày đó đó là ngày mà vui vẻ, anh em đoàn tụ sum họp về, à anh ba, anh hai, chị tư gì đó à, làm để ngày hôm nay mai cúng má, cúng ba, cúng ông nội, bà nội gì đó. Rồi đó, mỗi người lên giái cúng hôm nay, ngày cúng ông bà tổ tiên vậy đó. Con cháu dòng họ vậy về cúng ông bà tổ tiên, bát nước chung trà hay là mâm trái đĩa quả mọi thứ. Rồi chúng ta cúng rồi chúng ta giái cả dòng họ lên, nêu tên anh chị em này kia à, có mặt con hai, con ba, thằng năm đầy đủ trong cái ngày cúng má, cúng ba thế thế. Đây là một cái ngày mà để cho con cháu tự nhiên nó ý thức rằng đây là cái gia đình của mình, cái nhà thờ chung của dòng họ tổ tiên mình. Mỗi lần mình giái vậy cho tất cả con cháu dòng họ nó nghe. Như vậy để nó cảm thấy là đây là ngôi nhà chung và chúng ta có dòng tộc nè. Các con cháu nhìn nhau, con của anh hai nhìn con chị ba, à mai mốt là biết rằng con cháu mình dòng họ nhau, để không thôi ra đường không biết nhau, đập lộn nhau chết mồ nữa. Nên nó phải những ngày này phải giới thiệu con cháu dòng họ anh em để biết nhau như thế như thế. Đó là những cơ hội, tại vì mỗi một người ở xa đôi khi có con có cháu người khác đâu có biết.
Nên những ngày đó mình có, mình dẫn về rồi mình giới thiệu với dòng họ tổ tiên, truyền thống hay đẹp vô cùng. Cho nên cái ngày giỗ người ta gọi là ngày kỵ là như vậy. Cho nên cúng giỗ cúng kỵ hay là người ta gọi là quý kỵ rồi này kia. Cái quý là để rồi mình tránh đi những cái điều gọi là kiên kỵ, trong đó người ta cũng gọi là chữ húy. Chữ này là nó mang nghĩa là như vậy. Cho nên ngày đó đó đừng ăn bậy nói bậy, nó thẳng là như vậy. Trong cách xã giao mọi thứ đừng nói bậy, đừng đem những chuyện không hay không đẹp nói những cái ngày kỷ niệm ông bà tổ tiên của mình. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ là tại sao chúng ta có cái đám giỗ, cái nghĩa nó là như vậy. Và cơ bản nhất là thông thường á, cái lễ nghi cúng giỗ là cúng những gì? Chúng ta thường thường cúng hương, đăng, trà, quả, bánh, trái, phải vậy không? Bên cạnh đó có nghĩa là gì nữa? Có giấy tiền vàng mã, có không? Có. Cái này là văn hóa Việt. Văn hóa Việt. Ở đây tôi không có nói với Phật giáo à, tôi nói văn hóa Việt. Nhưng mà tôi nói với các vị nè, cái vấn đề vàng mã cúng kiến trong đó cũng là một sự tranh cãi. Tôi có nói rằng á, đây là một bài giảng tôi giảng tại Pháp, bài giảng là đạo Phật có mê tín không. Và trong đó tôi có hỏi mọi người là đốt vàng mã đó là tín ngưỡng hay là mê tín. Thì giờ hỏi lại các vị đây, đốt vàng mã tín ngưỡng hay mê tín? Mê tín. Ai nói mê tín nó đưa tay lên coi. Rồi mê tín. Rồi xin cảm ơn các vị. Ai nói tín ngưỡng nó đưa tay lên coi. Rồi vậy bây giờ tín ngưỡng hay là mê tín? Xin thưa các vị, tôi có phân tích cái này. Cũng là một hành động đó mà tín ngưỡng, mà cũng là một hành động đó có thể là mê tín. Nếu chúng ta đốt như thế này, chúng ta nghĩ là hôm nay đám giỗ, đám quải cúng kiến ông bà tổ tiên mình đó, mà không biết ông bà tổ tiên mình bên bển có nhà ở không nữa, hay là có nhà lầu không nữa, cái bắt đầu đi mua ra sắm nhà lầu. Không biết ông bà muốn đi, không biết có xe đi không nữa, đi ra mua sắm chiếc xe. Không biết ở dưới ông bà có người hầu không nữa, đi ra mua sắm người hầu. Mà bằng giấy hết nha. Này bằng giấy à, đồ giấy à. Không biết ông bà có đồ vét, đồ mặc không nữa. Ngày xưa ông bà áo dài khăn đóng nhiều giờ thời đại rồi ba má ơi, cho nên là mặc đồ vét đi. Đó, ra làm dài bộ đồ vét. Có phải không? Thậm chí còn có là mình cũng muốn liên lạc với cái người ông bà tổ tiên, cho nên là ở dưới chắc đâu có điện thoại để con mua cái iPhone 6 con gửi xuống. Và nếu mà chúng ta làm như thế và chúng ta đốt để chúng ta nghĩ rằng những người dưới âm phủ ở đâu đó, theo cái nghĩ của chúng ta đó, để có đồ xài, có nhà ở, có người hầu, có quần áo mặc, có xe chạy vân vân, chúng ta làm như vậy là gì? Đúng vậy, các vị tự trả lời luôn rồi đó. Như vậy thì hành động đó gọi là mê tín. Nhưng mà bây giờ cũng là vậy, hôm nay cúng ông bà tổ tiên này kia kia nợ của mình, mình để lạnh lẽo, không có nhang, không đèn, không có hương khói, không có gì hết, nó lạnh lẽo, nó không có nghi lễ. Thôi đi ra mua tấm vàng bạc về đốt cúng cho ngày đó, nhang đèn cắm lên rồi nó trang nghiêm, nó có hương khói ấm cúng cái bàn thờ gia tiên. Cái đó là gì? Là tín ngưỡng. Như vậy cũng cùng là một hành động mà nó là vừa tín ngưỡng mà vừa mê tín, theo quan niệm suy nghĩ chúng ta. Cho nên nếu chúng ta đốt bằng cách là về chút định hương khói để chúng ta cảm thấy như một nghi lễ để cúng kiến cho nó ấm cúng bàn thờ gia tiên, thì cái đó lỗi gì? Và ai được quyền nói cái đó là mê tín? Dám nói không? Tôi nói thẳng ra cái, mặc dù cái đó không phải là chủ trương của Phật giáo, Phật giáo có đề cập đến điều này, nhưng mà các vị nên biết rằng cái việc đó đối với truyền thống tín ngưỡng văn hóa của dân tộc Việt đã có từ lâu, nhưng mà chúng ta lạm dụng nó, chúng ta dễ dời bậy bạ, cho nên nó trở thành những cái gọi là mê tín. Chứ tự thật ra từ nguồn gốc ban đầu, cái đó tôi thấy rằng một nghi lễ đẹp chứ đâu có gì để gọi là đáng phê bình. Nhưng mà làm bậy như vậy đó, cứ quan niệm lệch lạc như vậy đó, quan niệm là giam cầm ông bà tổ tiên ở nhà sang cửa rộng trong địa ngục á, cái quan niệm đó nó lại không đúng. Nhưng mà chúng ta rất là mâu thuẫn. Chúng ta rước mấy ông thầy về tụng kinh cầu gì? Cầu cho ba má hương linh được về Tây Phương Cực Lạc. Mà cứ đốt nhà kêu ở dưới đi. Chúng ta làm việc tự mâu thuẫn rồi à.
các vị mỗi lần các vị cung kiến, các vị rước thầy về, các vị mong mỏi cho các hương linh có ông bà tổ tiên mình siêu thoát, có phải không? Rồi bây giờ cứ cột nhà lầu xe cổ xuống dưới hoài, cột hoài sao thoát nè. Cho nên là không khéo chúng ta tự làm việc mâu thuẫn. Ở đây có cái chính sách cầu nguyện mà giống như là cầu nguyện nhưng mà ở dưới đi. Cầu nguyện mà ở dưới đi. Các vị thấy cái việc mà cúng kiến dỗ quải của chúng ta nó đẹp lắm. Mà nếu chúng ta cúng đúng ý nghĩa của nó rất là hay. Chứ thật tình mà nói chúng ta cúng có ai mà ăn mà ở mà uống cái cây đó đâu. Các vị cúng cho người quá cố ăn hay các vị ăn? Tôi thấy đa phần là chúng ta trước khi cúng là chúng ta đã chuẩn bị ăn rồi. Có phải không? Đấy, một số nhà cái hai mai mày ăn gì hai? Còn khoái heo quay quá. Ngày mai trên bàn thờ có heo quay á. Nhưng mà không phải, đó vì con hai nó muốn ăn heo quay. Có phải không? Hay là thằng ba mày muốn ăn gì không? Ba con muốn gà luộc. Trên mai trên bàn thờ có gà luộc á. Nhưng mà không phải ổng ăn, ba ăn, mai này ba ăn. Như vậy thì ở đây chúng ta cơ bản nhất cúng kiến không có ai ăn hết trơn trời á. Cũng không có ông nhà bà nào về mà ngồi với trên cái bàn thờ đó. Cái bàn thờ chúng ta biệt bi lớn, bằng bàn này không? Ai mà ngồi cho nổi trên đó? Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây cái tưởng niệm của chúng ta, cái tình nghĩa của chúng ta, cái ngày đó chúng ta cúng hoàn toàn xuất phát từ ân tình nghĩa, không có ma quỷ như những người khác nói. Bởi vì cái quan niệm của họ là ma quỷ, một là lên thiên đàng, hai là làm quỷ, là thuộc về cái hệ của Satan á. Chúng ta bị cái ám ảnh đó mà chúng ta có quan niệm là như vậy. Vì vậy chúng ta nghĩ rằng những cái cúng kiến đó nó mang cái nghĩa mê tín. Đạo đức của con người, nguồn gốc của con người mà chúng ta không tôn thờ, không tôn kính, vì chúng ta thờ ai? Và tôi đã từng nói với các vị, những người không có ông bà tổ tiên, không có truyền thống này, những người đó xem như là không phải sanh ra theo một quy luật, mà người đó từ dưới lỗ nẻ chui lên. Đúng là những cái câu mà người ta từng nói đó, đó là mày không có nguồn gốc, mày là từ lỗ nẻ chui lên. Cho nên trên cuộc đời này chỉ có một người duy nhất mà không có nguồn gốc thuộc về sanh như thế, đó là ai? Chỉ có Tài Thiên thôi. Chỉ có Tài Thiên sanh ra từ đá vậy thôi. Thì Tài Thiên có quyền thờ cúng bà tổ tiên hay không tùy ổng. Cái việc đó của Tài Thiên, còn riêng chúng ta không có ngoại lệ đó. Vì vậy chúng ta đã bị người khác đầu độc cho chúng ta đi một cái là quên cội quên nguồn, bỏ đi một cái ân tình của văn hóa truyền thống. Chúng ta như vậy là chúng ta thấy có lỗi với các cái bậc tiền nhân và truyền thống của gia đình chúng ta. Chúng ta không có hiểu về những cái vấn đề đó. Rồi một ngày nào đó chúng ta trở thành một cái gọi là một con ma lạc loài trong những truyền thống khác. Tôi nhớ Vũ Hoàng Chương có nói một câu mà tôi có nói trong cái bài giảng Đạo Làm Người đó. Anh em chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Biển vô tận có xá gì chi nữa, thuyền ơi thuyền theo sóng hãy lên đên. Có nghĩa là ở đây chúng ta là quỳ quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh, có nghĩa là chúng ta mất gốc rồi, mất truyền thống văn hóa, mất mọi thứ rồi, nên chúng ta không bị được ai trân trọng nữa hết trơn trời. Chúng ta trở thành một người lạc loài trong một nền văn hóa mới, nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà gọi là bàn thờ gia tiên, nhờ những cái việc đó truyền thống, đừng có nhẹ dạ mà nghe những cái người mà gọi là không hiểu biết gì cả mà họ nói rồi chúng ta hoang mang. Sự thật chúng ta làm gì hoang mang? Chúng ta không tự hào thì thôi chứ cái mặt gì hoang mang. Chúng ta có được những điều mà thiên hạ ngưỡng mộ, muốn có mà không có được. Cho nên các vị thấy rằng người Việt chúng ta giữ được truyền thống Việt á, là người phương Tây họ rất là quý, rất trân trọng. Bởi vì họ biết chúng ta còn có những gì để mà họ học hỏi. Cho nên khi sang Pháp tôi có nói cái bài giảng mà con đường xưa em đi á, trong cái bài giảng đó tôi có nói những giới trẻ đó, chúng ta học tiếng Việt không phải là chúng ta tìm chén cơm manh áo trên đất Pháp. Chúng ta học tiếng Việt không phải là để chúng ta kiếm được ngành nghề, mà chúng ta học tiếng Việt để khẳng định mình là con người Việt Nam. Còn bây giờ á, ở thế giới mà người ta nhìn á, tôi có nói trong đó, tôi nói là đi ra đường á, nhìn Tàu biết Tàu, nhìn Tây biết Tây, nhìn Ấn Độ biết Ấn Độ, nhìn Iran Iraq biết Iran Iraq,
mà nhìn Việt Nam không biết là ai á. Sự thật ra mình không có cái nét để gọi là phản ánh của văn hóa Việt mình, thất bại rồi. Như vậy á, mình mất hết tất cả những gì của dân tộc Việt mình, thì người ta tiếp xúc với mình, người ta cảm thấy rằng mình đã bị người ta đồng hóa rồi, người ta không có xem trọng mình. Bởi vì văn hóa là chính của người ta mà mình trở thành lệ thuộc của người ta hoàn toàn, thì đâu có cái gì để gọi là cao quý đâu. Cho nên biết được tiếng Việt dài ba chữ cũng khẳng định tao là Việt Nam rồi. Như vậy họ còn cảm thấy rằng à, tiếng Việt chữ cảm ơn nói làm sao đó. Tôi lên máy bay Mỹ nó hỏi tôi, nếu mà tiếng thank you thì tiếng Việt nó nói đó là cái gì, thì tôi nói là tiếng Việt nói cảm ơn, cái nó lặp lại lặp lời cảm ơn cảm ơn. Như vậy nó cũng còn học được tôi hai chữ cảm ơn à, có phải không? Còn nếu tôi là Mỹ nó hỏi làm gì, hoặc là tôi không biết tiếng Việt nó hỏi làm gì, thì chữ thank you của nó cũng biết rồi, nó hỏi làm gì nữa. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị là trong cái vấn đề chia sẻ về văn hóa, nó có những cái mà chúng ta quên đi là chúng ta sẽ bị người ta đánh giá thấp liền, và người ta thấy rằng mình rất là dễ bị đồng hóa. Mà tôi nói thật, cái tính người Việt Nam cũng dễ bị hấp thụ văn hóa mới lắm nha. Tôi nói là cái cá tính của người Việt Nam mình rất là dễ coi như là bắt chước những cái gì mới. Tôi nói một cái gì mới mới mà nó cà chớn, nó tào lao gì đó, trong một thời gian ngắn ở Sài Gòn cũng vẫn có một nhóm choi choi nào đó nó làm y chang á. Từ đầu tóc ăn mặc cho đến mọi thứ, chúng ta dễ dàng bắt chước như thế đó, dễ dàng thay đổi ghê gớm như vậy. Tôi không hiểu là tại sao cái tính chúng ta mà dễ như vậy á, thì chúng ta bị người ta đánh giá thấp về vấn đề á, tôn trọng văn hóa truyền thống của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy trở lại vấn đề này, khi thờ cúng tổ tiên, cơ bản nhất là chúng ta cúng ông bà tổ tiên bằng những cái vấn đề mà vật chất á, là như nhang đèn hoa quả, thậm chí bên cạnh đó chút đỉnh giấy tiền vàng bạc. Điều đó nếu chúng ta quan niệm theo tín ngưỡng thì không sai. Đừng lố đà theo dạng để mê tín, làm bậy làm bạ như vậy, quan niệm như vậy là nó không hợp lý. Và quan trọng là sau này một số người Việt của chúng ta mà khi mà hiểu được Phật pháp á, thì chúng ta có quan niệm là cúng ông bà tổ tiên nên cúng chay hay là cúng mặn. Giờ bây giờ các vị nghĩ là cúng chay hay cúng mặn? Chay. Cúng chay. Vậy cúng chay ai ăn? À. Thì có nhiều người hỏi tôi về vấn đề này là nên cúng chay hay cúng mặn. Rồi có những người á, thì nói là chay, tại vì người ta là người Phật tử ăn chay và hiểu được Phật pháp. Thậm chí có những người không ăn chay nhưng mà nghĩ rằng cúng chay sẽ tốt hơn, nó thanh sạch hơn nên cúng chay, mặc dầu mình ăn mặn nhưng mà cúng ông bà cho cúng chay. Còn một số người nghĩ rằng ông bà mình ngày xưa ăn mặn đâu có ăn chay, giờ cúng chay sao ông bà ăn. Nè, chúng ta có quan niệm như thế, nhưng mà không biết ông bà ăn hay mình ăn không biết. Nè, thì bây giờ cái quan niệm đó người ta hỏi tôi thì tôi mới trao đổi một cách khách quan như thế này. Thật sự vấn đề cúng kiến này nó không lệ thuộc vào người quá cố. Chúng ta là người Phật tử ăn chay trường, chúng ta không liên hệ đến việc sát sinh và thịt cá, thì hoàn cảnh chúng ta như vậy buộc lòng chúng ta phải cúng chay. Còn những người đó, họ không quen ăn chay thì bây giờ họ cúng chay được thì tốt, nhưng mà họ cúng rồi đem đổ à. Như vậy thì bây giờ nếu cái gia đình đó, người đó mà không ăn chay được mà nhưng mà hiểu rằng à, nếu mình cúng như vậy thấy nó xanh sạch trong cái bữa cúng để nó được trang nghiêm linh thiêng thì cứ sắm chay cúng không sao cả, càng tốt. Nhưng mà nếu gia đình cảm thấy rằng à, cái việc đó nó không thích hợp với nhà mình cũng không quen cái việc đó, thì mình cúng mặn tùy mình. Cái việc cúng nó tùy cái tấm lòng của con người của mình. Tại vì mình có cúng chay mình cũng ăn mặn thì cái việc đó nó cũng không có là cái vấn đề gì. Thành ra cái việc đó mình khỏi cần cúng mà mình vẫn ăn như thế thì cái việc này có cúng thì cũng không sao. Cho nên cái việc cúng này tôi nghĩ rằng á, tùy mỗi cái quan niệm của gia đình. Cúng chay được thì càng tốt, mà gia đình ăn chay trường thì không có cách khác phải cúng chay thôi chứ làm sao. Được thì tốt, còn những gia đình ăn mặn mà nếu không có cách khác thì vì làm cúng đó để đãi bạn bè mọi thứ luôn theo thói quen chúng ta thì vấn đề là tùy. Nhưng mà nguyên tắc trên cuộc đời dai gì trả đó, và chúng ta dai chúng ta trả chứ không phải ông bà tổ tiên chúng ta trả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta có cúng heo bò trâu chó gì đó thì cũng là chúng ta làm, chúng ta lãnh đủ, chứ không phải là do người quá cố mà để mà lãnh đủ những điều mà chúng ta làm. Đừng nên nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta làm được cái việc chay thì càng tốt,
mà nếu chúng ta cảm thấy rằng gia đình không quen và cũng không thích hợp việc này, chúng ta có quyền, nhưng mà trên cuộc đời nguyên tắc là giai gì trả đó. Vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng quy kết trong bà tổ tiên bởi vì những người này như thế, không có. Tại vì cho đây chúng ta cúng từ cái thói quen thích ăn của chúng ta mà, thích ăn gì mình cúng ông bà đó mà. Vì vậy cho nên cái việc này chúng ta hiểu rất rõ. Còn nếu chúng ta là người Phật tử giác ngộ hiểu biết rất rõ, và chúng ta nghĩ người quá cố đã là quá cố rồi, cúng chỉ là một sự tưởng niệm về đạo đức con người, cái này nên giữ gìn, thì thôi chúng ta cúng giai thanh đạm càng tốt. Việc này rất là hay, nếu làm được vậy càng tốt. Thành ra cái việc là nhang đèn hương đăng hoa quả đó, rồi bên cạnh đó có những thực phẩm chay, còn những gia đình không quen cũng thực phẩm mặn. Cái việc đó những người trong gia đình đừng can thiệp để làm cãi lộn nhau trong ngày kỵ. Bởi vì có những gia đình đó, là cùng hai phe, một phe ăn chay một phe ăn mặn. Phe ăn mặn thì đòi cúng gì? Cúng mặn. Rồi phe ăn chay là gì? Mày cúng mặn mày tội thôi mày, cúng mặn cho ông bà lãnh đủ thôi mày, này kia cái đó. Cho nên tranh cãi phải cúng chay. Cho nên đó, cuối cùng cái ngày kỵ mà đi cãi lộn nhau bởi cúng chay hay mặn. Thật tình mà nói, nếu trong gia đình rơi vào trong trường hợp đó, theo ý kiến riêng tôi nha, theo ý kiến riêng tôi, nếu đề nghị mà những người ăn mặn không chấp nhận phản đối thì mình là người có tu tập, mình nhịn người ta hay hơn. Bởi vì cơ bản nhất, mình ăn chay biết tu tập mình có thể nhịn, chứ những người họ không biết tu tập họ không nhịn mình đâu. Và đôi khi họ đâm quán ra những cái hành động của mình, họ quán nhiều cái họ nghĩ bậy bạ lại là không tốt. Cho nên mình hiểu được vấn đề, mình phân tích được cho gia đình hiểu, à cái việc cúng kiến như vậy nên như vậy, nên làm chay tốt như vậy, à mình điều đình với hết tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng mà những người trong gia đình chống đối rằng không thích về việc đó thì thôi tùy thuận. Còn hai nữa thì cái nào chúng ta lấy theo số đông. Nếu tất cả những người ăn chay chiếm đông thì chúng ta cúng chay, còn những người ăn mặn tự làm riêng rồi ăn thôi khỏi cúng. Cái vấn đề đó tùy mỗi nơi, nhưng mà mình nên thương thảo với nhau là anh em dòng họ bà con trong một gia đình không có một cái việc gì để đem ra cãi như thế. Nhưng mà tôi cũng đề nghị như thế này, khi cúng chay thì người ăn mặn ăn được không? Được. Nhưng mà khi cúng mặn người ăn chay ăn được không? Họ lại không ăn. Vì vậy cái việc này theo tôi nghĩ là người ăn được thì nên tùy thuận chút hay hơn. Mình ăn mặn cả đời, một ngày cúng để anh em vui vẻ trong một bữa chay, tôi thấy cái việc này tôn trọng và cũng như là chúng ta là hòa hợp nhau trong cái việc đó, tôi thấy hay chứ đâu có gì đâu. Bởi vì cái người cúng chay cũng nghĩ tốt hơn cho gia đình, cho ông bà tổ tiên. Mà người ta nghĩ được thì thôi mình tùy thuận. Và khi cúng chay dọn ra, ăn ít ăn nhiều gì mình được. Còn khi mình cúng mặn thì cũng tội nghiệp, mấy người ăn chay ăn cũng được thôi, nhưng mà không khi nào ăn cái này. Nó thẳng ra là như vậy. Cho nên tôi nghĩ cái việc đó, nếu trong gia đình người ăn mặn nghĩ rằng mình ăn thiếu gì ngày, cả đời mình ăn mặn rồi, cho nên hôm nay ngày cúng chay tùy thuận với anh chị em chúc cho vui, ăn chi vậy vui, cũng biết mùi chay là gì thế thế. Tôi nghĩ nếu nghĩ thoáng được vậy rất là tốt. Cho nên đừng cực đoan trong cái việc này. Còn khi người ta cực đoan không hiểu về đạo lý, và người ta cũng không có cái lòng bao dung để nhường nhịn ai, và người ta cứ nghĩ ăn việc đó là quan trọng, thì thôi người ăn chay nên nhường một chút cho cái việc đó, để mà cái này là cái ngày kỵ trong gia đình nó được hài hòa, nó tốt đẹp. Thì đây là tôi phân tích để các vị cảm thấy khỏi cắn đắng. Tại vì các vị hay đem hỏi tôi khi tranh cãi với gia đình. Tôi nghĩ việc này đừng tranh cãi nữa. Trong cái việc đó là tranh cãi gì? Tùy cái giác ngộ của mỗi người mà thôi. Rồi sau đó từng bước mình giúp cho người thân mình giác ngộ được thì tốt. Cho nên ở đây làm sao giúp người thân giác ngộ, chứ đừng áp đặt và tranh cãi. Tất cả mọi sự áp đặt đều không tốt. Bởi vì chúng ta chưa hiểu biết được thì chúng ta sẽ sống theo thói quen thôi. Vậy thì bây giờ trong cái việc cúng đó thì chay thì càng tốt, mà không thì nên thương lượng và tùy thuận với gia đình. Và nên nhớ ai giai gì trả đó, chứ không phải là làm cái đó ông bà tổ tiên mình lãnh. Lúc đó ông đã đi tái sanh đâu mất tiêu rồi, không có ở đó để mà lãnh đâu. Nên nhớ là như vậy. Và cái quan niệm tiếp theo nữa đó là có ăn được đồ cúng ông bà tổ tiên không. Cái câu hỏi này là bên chùa Bát Nhã vùng Nam Cali thì có những người Phật tử hỏi tôi là mình có ăn được đồ cúng hay không. Vậy thì đây Phật tử mình có ăn được đồ cúng không? Được. Vậy thì ở đây các vị tự trả lời rồi. Xin thưa các vị,
Vậy thì cơ bản nhất là một số người á là không ăn đồ cúng, và thậm chí á, mình lấy đồ cúng mình cho họ, họ cũng không lấy. Thì ở đây tôi có chia sẻ một điều là như vậy: nếu mình quan niệm đồ cúng vẫn ăn được, mà trong lúc mình có thể sắp ăn rồi mình chia với mọi người, thì hành động này là hành động động tốt. Còn mình có quan niệm rằng đồ cúng ăn không được, cho nên mình đem kiếm người khác mình cho, cái này là mình thiếu về đạo đức. Nên nhớ nha, nếu chúng ta cảm thấy đồ cúng ăn được và đồ đó vẫn còn ăn được và đồ đó mình cũng sẽ ăn, và vì vậy nhân có bạn bè và người nào đó mình cần chia sẻ, hoặc là mình thấy rằng ăn có thể không hết cho nên mình cho một vài người, vì mình ăn mình cảm thấy không đỏ bữa nó uổng, cho nên trước khi ăn chia mọi người, đây là việc tốt. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng đây là cúng ma quỷ hay gì đó, cúng cô hồn gì đó, và ăn sẽ bệnh, sẽ ảnh hưởng gì đó, sẽ xui gì đó, tới thế cho nên kiếm ai để cho, cái này là thiếu đạo đức cái chỗ hành động đó. Vậy thì tùy cái quan niệm của chúng ta, cũng một hành động cho mà lại có ân, có nghĩa, có tình, đúng đạo lý, cũng là một hành động cho nhưng mà xuất phát từ tâm niệm đó, nó lại là sai, nó lại là kém đạo đức trong cái hành động đó. Vậy thì bây giờ riêng cái quan điểm về đồ cúng ăn là chuyện bình thường. Bởi vì thật ra mà nói, vì chúng ta cho đồ cúng không ăn là vì chúng ta nghĩ ma quỷ ăn trong cái việc mà các vị bị người khác đầu độc trong cái đầu của các vị về điều đó. Cho nên các vị mới nghĩ là cúng như vậy nó ăn nó sẽ bệnh, hay là cô hồn ăn rồi ăn không được gì gì, không có những chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng đồ cúng có thể ăn và có thể không ăn với hai lý do. Lý do thứ nhất là đồ cúng có thể ăn là cái đồ cúng này nhưng mà nó không ảnh hưởng về thời gian mà cúng mà để bị hư hay là gì gì đó. Như là cúng trái cây rồi chẳng hạn không sao. Còn bây giờ chúng ta cúng cơm, cúng đồ, cúng thịt thà hay là cúng đồ ăn, nói chung là các loại đồ ăn dọn lên cúng mà ngày này qua ngày khác lưu linh như vậy, thì chúng ta ăn chúng ta sẽ bị bệnh hoạn. Vì vấn đề đã chúng ta để quá lâu cái việc đó khỏi cúng, để trên bàn vậy thôi, quá lâu ăn cũng vẫn bệnh như thường, chứ đừng đổ thừa do cúng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta cảm thấy rằng đồ ăn này không thể sử dụng lại được bằng cách xử lý một cái vài điều gì đó để tận dụng lại thì chấp nhận bỏ, thì cái đó là do ăn không được bỏ, chứ không có quan niệm rằng đồ cúng ăn không được mà bỏ. Nên hiểu là như vậy. Cho nên khi chúng ta dọn cúng với thời gian ngắn, một giờ nửa giờ, không có món đồ nào hư bằng và thời gian đó cả. Cho nên sau những cái thời gian cúng đó, chúng ta tranh thủ một thời gian nào đó để chúng ta sử dụng những đồ cúng đem xuống, mà đừng để bỏ phí. Vì vậy chúng ta cúng trong thời gian tương đối ngắn thôi, đừng cúng quá dài, hay là đừng có ninh trên bàn một vài ngày hay là cả đêm như thế. Vậy thì chúng ta hiểu được những cái điều đó thì đồ cúng chúng ta có quyền ăn, nếu đồ cúng còn hợp vệ sinh và đồ cúng đó còn tận dụng để ăn được. Còn trừ ra đồ đó bị hư hoặc đồ đó để qua đêm nó có thể ảnh hưởng về vấn đề mà vi trùng gì đó lên meo, hay là thực phẩm này nó không còn để bảo quản được tốt đó, thì cái này chúng ta có quyền bỏ. Như vậy không có một cái quan niệm là ăn đồ cúng rồi vấn đề cúng ma, cúng quỷ, cô hồn vậy đó ăn không nên này kia kia nọ. Không có quan niệm đó việc mà cúng kiến của chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu rất rõ như vậy, thì để mai này chúng ta biết cái cách mà sử dụng đồ ăn một cái cách hợp tình hợp lý, khéo léo trong cái việc đó. Đó là tùy cái sự suy nghĩ của chúng ta một cách đúng đắn. Vậy thì tùy cái tâm niệm của chúng ta mà chúng ta nhìn nhận các vấn đề nó có cái sự là đúng sai như thế nào, cho nó hợp tình hợp lý, chứ không có tưởng tượng máy móc, hay là không có bị ai tác động của chúng ta bằng những suy nghĩ vớ vẩn như thế. Đây là điều nên nhớ. Chúng ta có thể cúng bất cứ nơi nào, chúng ta có thể cúng trong cái gia đình của chúng ta, hoặc là chúng ta không còn ở cái nhà cũ đó nữa mà bây giờ chúng ta sống ở trên ghe thuyền. Ví dụ bây giờ các vị thấy, các vị từng có đi mà bố thí cho những cái nơi mà gọi là dùng mà gọi là bên giáp ranh Campuchia, chúng ta kêu gì, biển hồ, đúng rồi biển hồ. Như vậy những người sống trên biển hồ là ghe của họ là nhà. Vậy thì bây giờ họ cúng đâu? Họ phải cúng trên ghe. Như vậy nhớ cái ngày đó họ trên ghe, họ sắm chút đỉnh gì, thậm chí họ câu được vài con cá, họ lên họ nướng với một chén cơm vẫn cúng được.
Cái đó cái đạo lý của người Việt Nam chúng ta, đi đâu ở đâu vẫn không quên cội quên nguồn. Cái gốc nó là như vậy. Cho nên dù ở trên ghe chúng ta vẫn cúng được, không có sao cả. Cho nên cái việc quan niệm thờ cúng tổ tiên đó là một cái đạo lý truyền thống ngàn đời. Cái điều đó không thể là có truyền thống trong Phật giáo. Phật giáo chúng ta thờ cúng tổ tiên và thầy tổ là một cái đạo đức mà chúng ta đã hòa quyện với nền văn hóa dân tộc từ rất lâu đời. Chứ thật sự cái truyền thống mà cúng tổ tiên thật ra nó không có nằm trong cái kinh điển. Đạo lý con người Đức Phật dạy, hiếu thảo Đức Phật có dạy, nhưng mà cái việc gọi là cúng như vậy thì trong các kinh điển thấy không có đề cập. Nhưng mà chùa chiền chúng ta vẫn làm cúng, thì cái này chúng ta bổ sung thêm một nền văn hóa tín ngưỡng đẹp quá, chúng ta cập nhật vào trong cái việc cúng và cúng thầy tổ của chúng ta như một cái cúng truyền thống. Nhìn chung cái truyền thống của Đông Phương hay là nói riêng là của người Việt Nam chúng ta đã sử dụng rất nhuần nhuyễn trong Phật giáo. Và bây giờ sự cúng kiến cha mẹ thầy tổ dường như nó còn chỉ nằm bàn bạc trong Phật giáo là chính. Tại vì sao vậy? Chùa chiền đạo Phật đã giữ được tín ngưỡng truyền thống này, đã giữ rất là trọn vẹn. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái quá đà để làm thấy nó bị hơi có cái gì đó nó mê tín thôi. Chứ còn trên cơ bản nhất là những cái truyền thống cúng kiến này là một cái điều rất là tốt, rất là đẹp. Vì vậy chúng ta hiểu quan niệm thờ cúng tổ tiên một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ giữ gìn một cách trọn vẹn. Chúng ta không ngùng về việc này, cũng không vì bất cứ một ai nói mình mê tín rồi mình ngại, mình bỏ đi, hoặc tới ngày cúng mình không dám nói. Sự thật ra cái đó không có gì để gọi là đáng nói cả. Nhà nào còn giữ được cái này thì truyền thống gia đình đó còn tốt đẹp. Phải nói rằng về đạo đức mọi thứ còn tốt đẹp. Cho nên cổ đức có dạy chúng ta một câu là lễ xóm hương hôm lòng hiếu kính, non cao bể rộng đức sanh thành, là như thế. Tức là cái việc này của con người, đạo lý con người của chúng ta. Cho nên mình nhìn thấy một số nơi cái gia đình giữ được điều này, mình đến mình dự tiệc chơi hay là mình thăm chơi, mình thấy ông bà cha mẹ họ cách thờ cúng mọi thứ mình thấy đẹp, rất là tôn trọng. Rồi nhiều khi mình về mình nhìn mình không có bàn thờ đó, mình không làm được điều đó, mình cũng thấy đáng buồn chứ. Những thân bằng quyến thuộc của mình là mình bỏ rơi đâu hết rồi, đáng buồn. Còn có những người càng ngại là đem hình đó theo thờ, không biết nó xấu tốt hay là nó xui hơn gì, bởi vì hình người chết thế cũng quăng ném liền hết, bỏ hết các vị. Thậm chí có những người cái hũ cốt hũ xương gì cũng đem liền hết trơn trời. Tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó diệt của người ta mà lòng mình nó chua chua xót xót về cái đạo lý đó trong mỗi gia đình. Cho nên là những cái mà gọi là tập tục hay truyền thống đẹp và nó phản ánh cái đạo đức của con người, trước nhất người Việt Nam hay là trong đạo Phật của chúng ta, nên giữ gìn và phát huy. Và mình phân tích một cách rõ ràng cho các thế hệ của mình, con cháu mình hiểu rất rõ. Và cần thiết phải sắp xếp các việc được để có mặt trong những ngày cúng dỗ tổ ông bà tổ tiên. Được thì càng tốt, bất đắc dĩ mà không cho phép thì mình cũng có thể điện hỏi thăm và nói lên lý do tại sao lần này con vắng. Mình nói như vậy là mình gửi gắm một cái ý là mình cũng có ý muốn về tham dự nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, để thể hiện rằng mình cũng còn nhớ ông bà tổ tiên, đạo đức trong lòng của mình vẫn giữ mặc dù mình không có mặt. Vì vậy mình không có mặt thì mình phải nói lên được lý do để người thân của mình thông cảm. Đây là một cái việc các vị cần phải biết như vậy. Cho nên là hôm nay trong cái bài giảng là ý nghĩa thờ cúng ông bà tổ tiên, tôi muốn chia sẻ các vị một cái điều cơ bản để góp thêm cho các vị quan niệm nhận thức và thực hiện những nghi lễ của mỗi gia đình chúng ta nên đúng đắn, để tránh đi những cái cãi vã hay là cái này kia đáng tiếc trong những cái ngày mà chúng ta từng cho là cái quý kỵ này. Cái kỵ có nghĩa là đừng nói những lời mà bậy bạ hay là đừng cãi giả trong những cái đó, nó bất hòa, nó không hay. Đó là một truyền thống đẹp các vị nên giữ gìn. Tôi chỉ gói ghém với các vị trong ý nghĩa của bài giảng để chia các vị cho chúng ta có cái nhìn rộng hơn về vấn đề mà nghi lễ truyền thống tín ngưỡng người Việt chúng ta. Chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Các vị có cần trao đổi gì trong buổi nói chuyện hôm nay? Mời các vị. Câu hỏi mà đánh sẵn cả trang vậy đó hả?
Cái câu hỏi này thì nó hơi riêng tư một chút, nhưng mà nếu nêu ra để chúng ta học tập thì cũng được. Con xin bạch thầy, con hỏi thầy cho con hỏi, có một chùa mà sư cô trụ trì tin tưởng sư muội của mình mà giao tất cả sự điều hành trong chùa từ A tới Z cho sư muội của mình. Sao người sư muội này tự tách ra riêng mua một ngôi chùa khác, cải tên chùa, và người này dọn tất cả đồ trong chùa của sư trụ trì và đi nói xấu xuyên tạc với Phật tử. Sau này người sư muội này sau khi mạng chung theo Phật giáo sẽ đi về nẻo nào? Kính xin thầy khai thị cho con. Này các vị không hỏi ông Phật hỏi tôi. Tôi chỉ nói một cách chung chung thôi. Cái việc này các vị nêu tôi cũng không nắm hết được vấn đề, mà chỉ tôi nói chung như thế này: cái nhân quả là quy luật. Vì vậy tu sĩ hay là cư sĩ, cái gì đó nó không quan trọng. Quan trọng người nào rơi vào trong nhân quả thì người đó phải chịu trách nhiệm về nhân quả, không có cách khác được. Tôi nói cái nhân quả là một chân lý, nó giống như lửa. Đây là tôi cho cục lửa đi, các vị là người cư sĩ, các vị đụng lửa sao? Nóng. Vậy tôi thầy tu, tôi đụng lửa sao? Chẳng phải là các vị là người cư sĩ Phật tử đụng lửa nóng, mà tôi tu sĩ tôi đụng lửa nó mát à. Như vậy thì các vị hiểu cái gì? Đây là quy luật thuộc về chân lý. Người tu thì không quan trọng về cái sắc phục tu ở đời, mà quan trọng là ai làm sai thì phải trả quả báo đó, chứ không có nói gì hết. Như vậy một người tu sĩ mà thiếu đạo đức như vậy, nếu đúng nghĩa như vậy nha, tôi nói là tôi nói trên văn tự này, chứ tôi không nói cái sự kiện đó tôi không biết, nhưng văn tự nêu như thế này, mà thật tình thiếu đạo đức như vậy thì người tu này không bao giờ giải thoát được, và phải trả tất cả những quan trái và nghiệp chướng mà người này đã gieo cho người khác. Đây là không có cách khác được. Vì vậy nghiệp chướng này dẫn về đâu thì tùy nhân quả và nghiệp chướng của người đó, dẫn người đó đến một môi trường trả cái nghiệp tương đương, mà tôi không đánh giá được à. Nói thẳng ra vậy, hỏi tôi đi về đâu tôi đâu biết đâu tôi không có đủ cái thiên nhãn để tôi nhìn thấy vấn đề đó. Tôi chỉ dựa vào nhân quả tôi phân tích một vấn đề cho các vị hiểu vậy thôi. Nhưng nếu dựa vào câu hỏi này, một người tu như vậy không đáng để tin cậy và không đáng để ủng hộ. Nên nhớ là như vậy, người tu như vậy không xứng đáng để ủng hộ và không xứng đáng để tin cậy. Cho nên việc này, người nào mà ủng hộ việc này tôi nghĩ cũng tà kiến ghê gớm lắm á, chứ không phải là bình thường. À, tôi chỉ trả lời cái đó tới đó thôi ha. Gì đó vậy? Tay hỏi trực tiếp không? Dạ, thầy mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào thầy. Xin thầy vui lòng giải đáp cho con một những câu hỏi. Cái người anh của con ở Canada có một đứa con trai á thầy, cũng như là ăn nhậu rồi quậy phá rồi cũng như hút sắc rồi đó, thiếu tiền đồ rất là nhiều, thì ảnh cứ thể mà nó thiếu á thì ảnh cứ trả cho nó, giết là ảnh mấy chục ngàn chiếc là ảnh không còn gì nữa, chỉ còn căn nhà là bây giờ sắp sửa muốn bán. Thì vợ ảnh đó là người Canada, chỉ không đồng ý, chỉ nói chỉ không hiểu về Phật pháp, tại vì ảnh cũng có giải thích, ảnh nói là thiếu nợ thì trả, nhưng mà chỉ không đồng ý, chỉ nói là nhưng mà ý cô muốn hỏi là cái gì? Giống như là cái ý con đó là thầy có vui lòng giải đáp cho con là ảnh nên làm như thế nào và vẫn vui lòng trả cho nó, hay là như thế nào, như là vợ ảnh là không đồng ý. Rồi cô ngồi xuống đi. Riêng tôi á, tôi đồng ý cái quan niệm của cô vợ hơn. Một cái người cha mà như vậy á, một cái quan niệm Phật giáo như vậy đó là quan niệm nhu nhược. Cứ là quan niệm thiếu nợ là trả. Trên cuộc đời tao chưa biết mày thiếu nợ thế nào, nhưng mà cả đời mày báo tao. Cái việc này cơ bản nhất là mày nợ tao chứ tao chưa nợ mày. Mình quan niệm về cái nợ của Phật giáo như vậy là mai này các vị chết cả đám, chứ không phải là riêng về cái gia đình đó. Cứ nói là thiếu nợ trả, vậy là những cái đứa con hư nó ăn chơi rồi cái hết tiền về má thiếu nợ con trả tiếp, rồi cái mai này cũng bán nhà má trả tiếp, rồi còn bản thân không lẽ bây giờ mai mốt mà má bán nội tạng đi trả tiếp. Xin thưa các vị, đây là tôi đã giảng trong cái bài giảng là hóa giải nghiệp tiền kiếp, tôi nói với các vị rồi,
Các việc cần phải giải quyết bằng sự khôn ngoan và nguyên tắc trên cuộc đời này một cách triệt để. Chừng nào sử dụng hết tất cả khả năng có được để giải quyết vấn đề mà vấn đề không thay đổi, mình mới có thể tạm chấp nhận rằng đó là cái nghiệp. Còn bây giờ mình không nỗ lực để mình giáo dục dạy dỗ các con để nó hư, do nó báo hại mình, rồi mình nói mình thiếu nó, mình trả. Thật sự mình thiếu nó hay nó đang thiếu mình? Cái vấn đề này ai có thể cho biết được trước câu hỏi đó? Mình thiếu nó hay là nó đang, cái này nó đang dai mình đây? Cho nên chúng ta không có nói Phật Pháp bằng một cách tiêu cực như vậy. Cho nên người xưa từng nói chúng ta một câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng. Ta hiểu câu này chưa? Như vậy nỗ lực hết mình rồi mới biết cái mạnh như thế nào. Bây giờ nói thầy bói nói là mình mạng nghèo. À, mạng nghèo là chuyện cái miệng của thầy bói. Nhưng mà bản thân tôi làm cho chốc xương sống, tôi làm hết chốc này đến chốc khác, ngày giờ tôi làm tất cả mọi thứ, tôi làm cả đời mà cuối cùng á, đúng là tôi cũng nghèo, đúng là lúc đó mới gật đầu là tin ông là ông nói tôi nghèo. Còn bây giờ nghe ông thầy bói nói nghèo, cái giờ không làm nữa thôi. Ông thầy bói nói tôi nghèo, tôi làm gì cũng không có ăn đâu, cho nên tèn tèn hàng ngày nói thất nghiệp để ăn welfare. Như vậy thì bây giờ á, các vị mà ăn đồng tiền mà gọi là gì Obama khe gì đó hả? Đó thì bây giờ các vị thấy rằng khi mà chúng ta mà đổ thừa như vậy và chúng ta buông trôi bản thân của mình, rồi mình nói là do cái mạng mình nghèo như vậy á, đây là tại mình lười biếng, tại mình nhu nhược, tại mình hiểu một cách lật lạc, tại mình mê tín. Cho nên bây giờ cái việc nào cũng vậy, giải quyết bằng mọi khả năng có được. Con cái mình hư thì mình có đầy đủ cái cách để dạy nó, thậm chí dạy nó từ nhỏ kìa. Tôi đã giảng với các vị một cái bài giảng là nuôi dạy con thời hiện đại. Tôi nói đứa con là mình phải dạy nó từ nhỏ, phải tập nó đi chùa, phải tập nó học đạo, phải tập lễ nghĩa, phải tập đạo đức, phải cho nó biết cái trách nhiệm bổn phận của nó như thế nào. Dạy từ nhỏ như vậy, lớn lên nó có cái hạt giống đó trong đầu thì quả mai mới dễ dàng dắt con vào đời. Còn cái này các vị bỏ sụi cho nó, từ nhỏ tới lớn nó ăn chơi, nó tất vả lưu lỏng, mọi thứ nó có quyền tự do. Mai này lớn lên các vị muốn nó ngoan, nó hình thành theo cái nguyện vọng của mình, các vị nấu cát mà muốn thành cơm à, làm gì có chuyện đó. Một cái cây mà người ta muốn nó trở thành một cây bonsai, người ta phải làm gì? Nghệ nhân người ta uống, người ta chăm chút từng miếng từng miếng từng miếng, ngày này qua ngày khác, 5 năm 10 năm như vậy mới có thể trở thành cây bonsai để lên bàn mà trưng. Còn một con người chúng ta bỏ phế như thế đó, chúng ta nghĩ sau này tự nhiên nó lên người à? Làm gì có những chuyện mà như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải quan niệm đúng đắn về việc này. Việc con mình hư có hai việc. Thứ nhất là do cái thiếu trách nhiệm dạy dỗ của mình. Thứ hai là lại gì? Bản tánh của nó thuộc về bướng bỉnh và ăn chơi một cách lưu lỏng. Trong hai phải có một hoặc là có cả hai. Và giờ này khi con chúng ta nó đã hư là một cái hệ quả của chúng ta, hệ quả tất yếu. Vì vậy cái ông cha này rất có thể là tự xét mình thấy mình có lỗi trong việc dạy con mới chịu đựng như vậy. Thì cái này nghĩ như vậy mà chịu đựng tôi chấp nhận, còn nghĩ gì thiếu nợ nó mà phải thuyết phục bà vợ. Đây là làm cái chuyện mà gọi là không hợp lý. Cho nên khi mình nghĩ ông phân tích rằng tôi đã thiếu trách nhiệm dạy con, bỏ bê nó, bây giờ nó như vậy thì đây là hậu quả của tôi phải gán lãnh thôi, bà chịu chung với tôi, vân vân. Nói như vậy người ta dễ nghe hơn. Chứ còn nói kiếp trước, ông nội ai biết kiếp trước là cái gì. Cho nên cái bà vợ phản ánh là đúng. Bây giờ á, vì nói cái vấn đề thiếu nợ nó rồi, bây giờ cầm nhà đi ra ngoài đường ở như vậy không hợp lý. Còn ông này cảm thấy rằng á, là cái bổn phận mình thiếu sót với con, cho nên bây giờ cái việc của ông phải giống như ông bù đắp cái việc thiếu sót đó, tùy ông. Nhà đó nếu mà không phải là của riêng ông thì vấn đề đó ông chia với vợ hay làm gì làm, hay là ông làm gì đó ông bù đắp cho nó. Còn hai là ông giáo dục nó thế nào đó tùy. Không có một quan niệm, một đạo Phật về nghiệp chướng bậy bạ như vậy. Cho nên tôi phân tích một cách rộng rãi như vậy để chúng ta quan niệm cho nó hợp tình hợp lý. Cơ bản nhất nó còn nằm trong sự giáo dục của chúng ta thì phải dạy nó tới cùng. Chúng ta dạy không được, cho luật pháp dạy nó. Cách này không được thì cách khác.
chứ chúng ta không phải là để rồi khoán một cái câu gì nghiệp báo hay là về về thiếu nợ. Tôi thấy mấy người từng để những đứa con hư mới quậy phá tào lao, rồi do nói thiếu nợ này kia kia nọ, không có xài một cái vấn đề Phật học như vậy. Phật nào dạy chúng ta như vậy? Cho nên chúng ta không hiểu, ứng dụng sai lời Phật dạy rồi chúng ta đổ thừa cái đó cho Phật. Phật mà ông sống vậy, ông nói tao dạy rồi đó nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhiều cái các vị du quan trong Phật ghê gớm lắm á. Đâu phải là mượn ông Phật ra, tại các vị nghĩ ông Phật chết rồi, ông không có cãi được đúng không? Cho nên cứ gì cứ nói ông Phật nói xong. Cho nên cái việc đó đó tôi muốn trao đổi với anh cô á về một cái cách rất là khách quan. Đừng ép vợ mình, làm sao phân tích để đủ sự cảm thông và nhận cái lỗi như thế nào trong việc đó, và đồng thời có cái cách để điều phục cậu trai nên người, chứ không phải là dung túng tội phạm như vậy. Cái đó các vị dung túng tội phạm, không phân tích và không dạy dỗ nó, mà các vị để cho nó hư mà để được lo hoài như vậy, nó không hiểu được cái hư của nó như thế nào. Cho nên tôi nhớ cái này là tôi giảng ở bên Tát Sạch đó, tôi có giảng cái bài giảng là nuôi dạy con nên người đó. Tôi có nói cái bài thơ mà ngày xưa đó thầy tôi hay dạy tôi từ thở bé: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to, không siêng dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình, cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Cái câu kết của nó là cha răng thầy dạy phân minh mà học hành không đặng tội đành về con á, thì cái này tâm mới nói rằng á là hãy dạy học trò đến nơi đến chốn. Chuyện mà cha mẹ và thầy cô phải có trách nhiệm với học trò, mà dạy nó chừng hết cái nhiệm vụ của mình mà nó hư á thì lúc đó mới thuộc về cái lỗi của nó. Còn cái đây mình không dạy dỗ này kia cái nợ mà nó hư á là lỗi của mình. Đó là cái cách mà người xưa dạy trong cái bài đó. Như vậy thì đại khái là tôi muốn nói cái việc gì? Cái việc mà mình hãy can thiệp dạy dỗ từ khi con nó còn tấm bé kìa. Cổ đức mình từng dạy là dạy con từ thở còn thơ. Cho nên là mình cảm thấy rằng là cây non mà mình không uống là tới già làm sao uống được. Phải hiểu rất rõ, đây là các vị lấy kinh nghiệm cho việc dạy dỗ con cái của chúng ta. Từ nhỏ không hướng dẫn nó, đến lớn lên tự nhiên các vị muốn nó ngoan, các vị ảo tưởng rồi, không bao giờ được cái những điều như thế. Phải hiểu rất rõ như vậy để mà giúp cho chúng ta có cái cách để dạy con, nhất là những cái xứ sở như đất Mỹ này. Khi nó đủ tuổi trưởng thành, nó có quyền tự do, vì vậy phải tranh thủ thời gian lúc trẻ của nó, tức là lúc mà luật pháp chưa can thiệp á, chúng ta phải can thiệp nó trước. Từ nhỏ muốn nó nguyện vọng nào, hãy dạy nó từ lúc nó còn ấu thơ, phân tích dạy dỗ cặn kẽ, dìu dắt, kiềm chế nó, không vi phạm luật pháp, nhưng mà cũng chúng ta có quyền, là cha là mẹ có quyền hướng đạo cho con mình từ thở nhỏ. Rồi khi đủ tuổi trưởng thành, nó có quyền tự chọn cho nó, bởi vì lúc đó mình can thiệp rất là khó. Nhưng mà khi nó đã có hạt giống rồi, chúng ta nói nó sẽ hiểu. Còn từ nhỏ tới lớn nó chưa có hạt giống, không có hạt giống dạy dỗ của chúng ta về đạo đức, về hiếu thảo, về sự nghiệp, về này kia. Lớn lên các vị nói cái đó nó giống như dịch nghe sấm vậy đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Hãy hiểu cái điều này rất rõ để mà giúp các con nên người. Ha, tôi phân tích như vậy để cô chia sẻ với anh cô. À gì đâu rồi. Tại sao tạo hóa lại sinh ra con người để rồi phải giữ giới, nếu không thì phải gánh tội từ nhiều kiếp? Cái này các vị hỏi giống Thiên Chúa. Cái quan niệm này nó không có trong Phật giáo. Không có tạo hóa nào, ông nào tạo ra con người cả. Các vị nên nhớ kỹ trên nguyên tắc này, là chúng ta phải biết rằng là học thuyết của Đạo Phật không có cái khởi điểm để một người nào đó sinh ra ai. Cái này nó nằm trong học thuyết của Thiên Chúa về Thượng Đế sinh ra tất cả. Và cái học thuyết này đã bị các nhà khoa học phê bình. Và bên cạnh đó, những nhà sinh vật học Darwin cũng tìm ra cách giải quyết các vấn đề này bằng cách là suy tìm về dựa người thành người qua quá trình là nghiên cứu của khảo cổ về các loại hóa thạch. Nhưng tất cả những cái này đều không đem lại kết quả để phản ánh đúng về chân lý cả. Học thuyết của Đạo Phật là học thuyết duyên sinh,
Vì vậy không có một sự khởi điểm ban đầu về ai sinh ra ai. Mà quan điểm này nó cũng giống như gà sanh trứng và trứng sanh ra gà vậy đó. Chúng ta có thể hỏi gà sanh ra trứng hay là trứng sanh ra gà? Các vị hỏi cái này được không? Các vị hỏi cái này á, là người mà gọi là theo học thuyết của thần học Thiên Chúa đó, họ không trả lời được. Bởi vì họ có khởi điểm ban đầu. Còn học thuyết duyên sinh của đạo Phật là cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Học thuyết này nó không mang cái nghĩa khởi điểm ban đầu. Cho nên vấn đề gà sanh trứng hay là trứng sanh gà không là vấn đề của Phật giáo. Đủ nhân đủ duyên thì có trứng, mà đủ nhân đủ duyên có gà. Nó là nguyên tắc, nhiều khi có trứng chưa hẳn có gà, mà nhiều khi có gà chưa hẳn có trứng. Các vị nhớ rất rõ là như vậy. Học thuyết duyên sinh của Phật giáo không bị vướng mắc bởi những cái này. Và Darwin cũng vậy. Darwin không mang cái nghĩa là ông đã suy luận về cái vấn đề là quá thạch của vượn người thành người. Xin thưa các vị, hàng triệu năm qua có một con vượn nào, người nào thành người chưa? Chưa bao giờ có chuyện đó. Chỉ có điều là trong người tiền sử của chúng ta, cái thời kỳ ăn lông ở lỗ, cái mức độ đời sống sinh hoạt và mọi thứ của chúng ta nó gần với các loài cầm thú hơn, nó kém văn minh hơn. Chứ không có nghĩa rằng cái thời điểm đó chúng ta là một con vượn rồi sau này được tiến hóa thành người. Mà tôi nói với các vị nè, cái này tôi đã giảng cái bài giảng là tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người, tôi đã có phân tích với các vị rồi. Đã cho là tiến hóa thì xin thưa các vị, một loài này tiến hóa thành loài kia thì tự thân nó còn không? Nếu một loài này tiến hóa thành loài kia thì tự nó phải diệt đi, phải mất đi chứ không thể còn. Nhưng mà bây giờ còn dượng không? Còn vậy ở đâu nó sót lại vậy? Nếu đã tiến hóa thành người rồi mắc cái gì mà nó còn sót lại một số con đó, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu dượng người thành người thì mấy ngàn năm qua nó sống gần với con người, gần tập quán văn minh của con người, nó có thành người con nào chưa? Cho nên các vị nên nhớ kỹ, dượng thì mãi đẻ ra dượng, mà người đẻ ra người. Đó là nguyên tắc thôi. Thì gọi là cái tầng bậc của các loài động vật á, nó từ bậc thấp đến bậc cao. Cho nên những cái động vật nào nó gần với con người thì các cấu tạo về xương nanh mọi thứ của nó gần với cấu tạo của xương con người vậy thôi. Động vật nó nằm từ bậc cao, là cao nhất là con người. Vậy thì kế con người là loài nào đó, nó sẽ có cái bộ xương cấu tạo giống cái bộ xương con người. Nhưng không thể nào nó để trở thành người được, không có lý do đó. Đã là tiến hóa thì không còn chính bản thân nó nữa, nên nhớ là như vậy. Và thứ hai, nó vẫn còn thì không thể xác định được. Học thuyết của Darwin là đúng, nhưng mà giải quyết tạm thời trong một giai đoạn để con người đang bí và bế tắc về vấn đề để tìm hiểu ra nguồn gốc con người. Và ông có thể là một nhà sinh vật học, ông thuộc về dạng gọi là khoa học tự nhiên, nó thuộc về dạng vi vật. Ông có thể tìm ra học thuyết để chống lại với những cái học thuyết của di tâm thần học và tôn giáo đang ngự trị một thời. Thì cái này nó là một cái giải quyết của vấn đề lịch sử. Nhưng xin thưa các vị, với quan điểm của Phật học, hai điều này đều không thừa nhận. Cho nên chính cái bản thân của câu này, nó không có giá trị là tạo hóa sanh ra con người để con người gánh vác tội lỗi. Cái này nó nằm trong học thuyết về tôn giáo, nó không có trong học thuyết của Phật giáo chúng ta. Mà chúng ta chỉ gánh những hành động sai lầm mà chúng ta đã làm thôi. Cái việc đó kiếp này kiếp khác gì đó tùy. Ví dụ bây giờ các vị ra ăn trộm người ta, người thì các vị bị cảnh sát bắt, thì các vị gánh trách nhiệm về điều đó thực tế nè, chứ chưa nói kiếp nào cả. Trong cái việc này chúng ta có thể gánh tất cả những sai lầm của chúng ta từ một đến nhiều đời nếu có. Vậy thôi. A Di Đà Phật. Nhiều người nói rằng khi sống không cho ăn, khi chết thì cúng quá trời. Xin thầy giải thích cho các Phật tử hiểu. Xin thưa các vị, cái này là những cái câu mà cổ ngôn Việt Nam để mỉa mai những người gọi là cái hiếu thảo giả dối á. Hiếu thảo giả dối có nghĩa là khi sống bỏ bê cha mẹ, rồi khi chết cúng kiến, thì người ta mới lấy cái đó ra để người ta mỉa mai là tại sao hồi đó sống không cho ăn đi rồi chết rồi mày cúng cho quá vậy, mày cúng mày ăn chứ đâu phải là mày cúng ổng bà ăn. Để người ta nói rằng những người này là đạo đức giả. Còn cái chuyện cúng kiến là lễ giáo, đó là chuyện ngàn đời, chuyện không thể quên được. Cho nên nếu một con người có đạo đức thì cái cách cúng của chúng ta cúng chừng nào người ta tôn trọng chừng đó. Bởi vì nghĩ rằng đúng là người này có cái đạo đức với cha mẹ mình. Còn khi sống mà cả đời bỏ bê
khi chết làm cái đó. Người ta đánh giá cái hành động đó xuất phát để đạo đức giả đó, chứ không phải là cho hành động cúng là sai ha. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, con nghe thầy nói rằng đa số Phật tử đi chùa vì cầu mong gia đình được hạnh phúc, cơm no áo ấm, con ngoan trò giỏi. Còn những Phật tử mong muốn được giải thoát chỉ được khoảng 1%. Con xin thầy có thể giảng một bài hoặc chỉ dẫn cách tu tập cho những cư sĩ mong muốn được giải thoát. Cái này tôi giảng hàng trăm bài luôn chứ đừng nói một bài. Tôi giảng tôi la làng luôn mà không chịu nghe. Cái miệng á, lúc nào cũng nói muốn giải thoát mà ở trên đời này ôm cho một đống. Ôm như thế mà đòi la bay lên trời á, đá mà đòi bay lên. Có nghĩa là miệng thì muốn bay lên mà thân thì muốn ôm đá. Xin thưa các vị, đây là cái điều mà các vị từng mắc phải. Các vị tu tập bằng tưởng tượng và ước vọng mà các vị không chịu xét tới chính mình để ứng dụng. Tôi đã giảng quá nhiều bài giảng về cái vấn đề này. Chỉ tại tự các vị thứ nhất là không chịu nghe để ứng dụng. Thứ hai là mình tự lừa dối mình bằng những tưởng tượng ảo vọng. Chứ thật tình mà nói, các vấn đề bài giảng về xã hội và bài giảng về Phật học của tôi tương đương với nhau. Rất có thể là tôi là giảng nhiều bài xã hội nhất, nhưng mà ở một mức độ nào đó thì trong cái vấn đề chia sẻ đó, tôi cũng đưa các vấn đề Phật học. Thậm chí nếu chúng ta muốn tu tập một bài một, chúng ta có thể tu đến nơi đến chốn rồi. Cái bài giảng rất lâu là cái bài giảng là giải thoát là gì đó. Nếu các vị cần giải thoát, các vị nghe xong bài giảng đó các vị thoát liền đó. Nhưng mà không biết có chịu thoát không. Đây là điều mà các vị nên để ý như vậy ha. Rồi A Di Đà Phật. Cái này các vị nếu cần hiểu thì tôi chia sẻ. Xin thầy Quan Hỷ giải thích cho chúng con sự khác biệt nhân quả nghiệp. Hai là Mạt Na và A Lại Gia. Chúng con chân thành cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, nhân quả nghiệp đây là một cái dạng gọi là dây không tách rời được. Nhân quả nghiệp nó như củi lửa khói rồi vậy đó, nó chung nhau vậy, không có lửa không có khói. Nhờ gì có khói cho nên biết đó có lửa vậy đó. Nhân quả nghiệp nó là một cái chuyện dây chuyền. Nghiệp là một hành động tạo tác. Vậy thôi. Hành động tạo tác này là hành động tạo tác có thể thiện mà có thể là ác. Thì hành động tạo tác thiện gọi là nhân thiện, hành động tạo tác ác gọi là nhân ác. Và nhân thiện cho nên đem lên quả thiện, nhân ác đem lên quả ác. Nhân quả nghiệp này kia, đó là một cái hệ dây chuyền như thế, không tách rời được. Cho nên phân tích thì nói như vậy thôi, chứ trên nguyên tắc nhân quả nghiệp báo là nó một cái hệ của nó, như khói với lửa vậy đó. Lửa với khói vậy không thể tách rời. Vì vậy có nhân có quả là phải có nghiệp mới có nhân có quả chứ. Nghiệp thiện thì cái quả thiện, mà nghiệp ác thì quả ác, vậy thôi. Cho nên nhân quả nghiệp là nó một hệ dây chuyền, hiểu chưa? Cái này nó đâu cần thiết để chúng ta có thể là phân bua mà chia chẻ gì nữa. Còn trong cái việc mà gọi là hỏi là A Mạt Na, không phải A Mạt Na, nó có từ Mạt Na thôi và cái từ A Lại Gia. Đây là một trong tám thức tâm vương của di thức học. Trong bát thức tâm vương gồm có tiền ngũ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi ba thức sau là ý thức, rồi Mạt Na thức và A Lại Gia thức. Riêng Mạt Na thức và A Lại Gia thức thì Mạt Na và A Lại Gia như bóng với hình. A Lại Gia chúng ta dịch là tàn thức. Tàn thức là cái kho chứa trong tâm thức của mỗi con người, những ký ức mà chúng ta lưu lại trong đầu chúng ta gọi là chủng tử. Và cái mà để chứa cái chủng tử đó, cái đó gọi là tàn thức. Cho nên tàn thức gọi là cái kho. Và cái từ nguyên tác của nó gọi là Alaya. Chúng ta hay phiên âm là Alaya. Như vậy cái tàn thức này nó mang cái nghĩa là chứa chủng tử. Và đồng thời đó là cái thức chứa nghiệp của chúng ta. Và có thể nói rằng là thức này là thức tái sinh. Cho nên riêng Alaya này nó có mặt hình thành trước tiên cho sự có mặt của chúng ta, và nó đi cuối cùng cho sự kết thúc cuộc đời của chúng ta. Mà trong di thức nó có một cái câu là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ hậu lai tiên tác chủ ông là khứ hậu là đi sau, lai tiên là đến trước, A Lại Gia là chủ ông. Có nghĩa là sau khi chúng ta kết thúc thân này
thì A Lại Gia là đi cuối cùng để ôm tất cả những hành động chủng tử nghiệp thiện ác của chúng ta để rời khỏi thân xác này, để trở thành một dạng thân trung ấm tồn tại trong cái thức A Lại Gia. Và thức này tìm một môi trường tái sinh, thì khi tái sinh thì A Lại Gia phải nhập bào thai trước. Cái đó gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Như vậy A Lại Gia chúng ta hiểu một cách nôm na là cái thức để chứa đựng tất cả những hành động quan trái nghiệp báo suy tư ý niệm thiện ác trong một đến nhiều đời của chúng ta trong đó. Cái đó chúng ta hay gọi là ký ức. Chúng ta hiểu vậy chưa? Rồi riêng về cái mạt na là thức thứ 7. Cái thức thứ 7 này rời thức thứ 8 nó không có được. Bản thân của thức thứ 7 là thức mạt na theo trình tự từ 1 đến 8. Cho nên á, mạt na thức hay gọi là truyền tống thức, hay là cái thức chấp ngã, phải hiểu là như vậy. Như vậy truyền tống thức là thức này nó có khả năng nó đưa tất cả những cái ấn tượng hay những hình ảnh thiện ác gì đó đưa vào trong kho, và nó phải nó moi tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta cần nghĩ nhớ đó từ trong kho đưa ra. Cái thức mạt na làm trung gian để cho ý thức nhận biết được điều đó, thì cái thức mạt na này gọi là truyền tống thức, đưa vào và đưa ra những cái hạt giống chủng tử. Theo cái này là cái thuyết này gọi là duy thức học. Và cái bản thân của mạt na thức là nó chấp ngã, tức là ôm lấy cái mạt na làm ngã, tức là nó tồn tại theo A Lại Gia. Cho nên bản thân của mạt na thức người ta gọi là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, tức là nó yêu cái ngã, nó chấp vào cái ngã, nó ôm giữ cái ngã, nó có thành kiến về cái ngã. Cho nên A Lại Gia đầu sanh vào trong con heo thì mạt na nó chấp là nó tự ngã, bảo vệ tự ngã. Và nếu mà A Lại Gia này sanh vào con người làm người nữ thì đó là nữ tính này là của tôi. Cho nên mạt na nó mang cái nghĩa bảo vệ tự ái tự ngã của con người. Phải hiểu cái này rất là rõ như vậy. Cho nên duy thức tam thập tụng có một cái câu là tùy sở sanh sở hệ, có nghĩa là tùy A Lại Gia sinh vào đâu thì mạt na sẽ chạy theo bám chấp vào đó để cột trói vào đó, gọi là cố chấp. Cho nên nó mới có cái nghĩa ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ma ái như vậy. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng mạt na thức là một trong những thức quan trọng, đồng thời nó có tính cách bảo vệ tự ngã của con người. Cho nên mạt na là một dạng phản xạ không điều kiện của tất cả chúng ta. Chúng ta phải so sánh rất rõ, tự thân của ký ức nó không có phân biệt được thiện ác, cho nên bản thân của A Lại Gia thức là vô ký. Nhớ là như vậy, vô ký có nghĩa là nó là một kho chứa thôi, nó không có phân biệt được thiện ác. Muốn phân biệt được thượng ác phải là ý thức để phân biệt đánh giá được vấn đề. Còn cái thằng này do nó bị dính mắc vào trong A Lại Gia cho nên nó vô ký, mà nó hữu phú, nó bị che đậy, mà nó có tính vô ký, nhưng mà nó cũng không phân biệt được thiện ác, nhưng nó là một dạng phản xạ tự nhiên. Bây giờ tôi cho phản xạ tự nhiên nè, tôi ví dụ tôi ngắt đoạn cái này đi, xin lỗi nha bông. Tôi cho đây là con ong. Bây giờ con ong tự nhiên nó bay vô mắt tôi, thì các vị ví dụ bây giờ con ong nó bay vô mắt các vị, các vị làm gì? Nheo lại chứ không phải ngồi nó dòm suy nghĩ. Cái này là con ong hả? Và con ong này nó bay vô mắt hả? Nếu bay vô mắt thì chắc là đau lắm hoặc là bị mù. Vì vậy cho nên là hãy khép mắt lại để thôi con ong nó đụng con mắt. Nghĩ chưa xong đuôi mắt rồi. Có phải vậy không? Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi con ong bay vào trong con mắt, tự nhiên gì? Chớp lại liền. Cái đó gọi là gì? Cái gọi là phản xạ không điều kiện, đúng không? Như vậy mạt na nhiệm vụ nó là như thế, tức là bảo vệ tự ngã này bằng một cái phản xạ không điều kiện. Còn có điều kiện là phải qua lăng kính của ý thức suy nghĩ, nhưng mà lăng kính suy nghĩ cũng chậm hơn phản xạ tự nhiên, đúng không? Vì vậy ý thức mới suy nghĩ mày là con ong cho nên mày có cây kim, hoặc là mày như vậy đâm vào mắt tao sẽ đuôi, như vậy là tu đuôi tao không thấy đường, nghĩ vậy nên khép mắt lại, nghĩ chưa xong đâm đuôi rồi. Cái đó là làm việc của ý thức. Còn mạt na không có, càng này mà chữ hiện tay rồi tới nhảy liền, có phải không? Đây là cái dạng đụng vô lửa thì sao, vừa đụng nóng là sao,
giật ra liền. Trong cái này là lửa, nó nóng, nóng như vậy nó sẽ cháy da, nó cháy da vậy nó phỏng thịt tôi, sau này nó sẽ bị thối, nó bị hư. Nghĩ chưa xong cháy nguyên ngón tay coi. Có phải không? Đây là cái việc để gọi là hiểu cho cái chức năng hoạt động của các thức. Ở đây không phải hôm nay tôi giảng về duy thức học, nhưng tôi phân tích để các vị thấy rằng, các vị hỏi về mạt na và a lại da, tôi chỉ nói một cách cơ bản ngắn gọn để các vị hiểu rằng ý nghĩa và chức năng của hai thức này trong bát thức mà thôi. A Di Đà Phật. Mấy cái này phức tạp lắm, tôi không có muốn nói với các vị, nhưng mà ai chắc là ba của con mất được 2 năm, hài cốt gia đình của con đem vô chùa. Con có xin mẹ được để hài cốt của ba trong một cái hộp nhỏ. Mỗi lần gia đình con họp mặt, anh chị em nói với nhau của nhà riêng con đem ba con theo và chung, và chung con đều có cảm giác là ba con có mặt. Nhưng thời gian gần một sư cô nói với mẹ con là không nên làm như vậy. Con rất là buồn nhưng không hiểu làm như vậy là đúng hay theo Phật pháp. Không hiểu luôn. Không hiểu muốn nói gì luôn á. Con hỏi với con là hài cốt của ba con để trong cái hộp nhỏ, mỗi lần con họp gia đình á con đem theo. Như vậy là, nhưng mà mẹ con nói là, sư cô nói là đem theo như vậy là không có để cho ba con yên tĩnh. Nhưng mà mỗi lần như vậy con thấy là gia đình họp mặt là có sự có mặt của ba con. Tại vì gia đình con là một tuần họp mặt lại một lần, mỗi tuần mỗi. Thật ra mà nói đó, tôi nghĩ cái này không phải ba cô không yên mà cả gia đình cô không yên. Ông chết rồi, ông không có gì yên, không yên hết trơn á. Nhưng mà tại các vị á, máy móc trong cái hành động, cho nên là các vị làm loạn trong gia đình. Cái việc thờ cúng á, thì cơ bản nhất là chúng ta thờ nên để trang nghiêm. Cái việc mang đi nó không có sai gì hết trơn trời á, nhưng mà chúng ta thờ cúng như vậy chúng ta thiếu sự tôn trọng. Cái đó không phải là một cái vật đồ chơi. Cho nên ở đây, nếu thờ thì để yên như vậy, nó sẽ cảm thấy rằng cái cảm giác mọi người thấy sự tôn trọng và trang nghiêm hơn. Còn họp gia đình thì cứ họp gia đình, chứ tại sao phải mang nấm xương cho ông đi theo. Thật ra mà nói ông chẳng còn có mặt đó để ông giữ nấm xương đâu. Cho nên á, ở đây các vị đừng làm loạn cho gia đình như thế. Thờ ba chỗ nào thờ cho được thật sự trang nghiêm. Còn họp gia đình đó là chuyện riêng của gia đình. Ngày đám giỗ đó là ngày có mặt chung của mọi người. Hoặc ai cuối tuần muốn về thăm ba, về đó đốt nhang, đó là tình cảm của mỗi đứa con trong gia đình có quyền để sử dụng điều đó. Cô đừng làm loạn cho gia đình nữa. Ý thầy là như thế. A Di Đà Phật. Bạch thầy Quan Hỷ, con có một người âm nhập vô thân thì nó nói trong nhà cha mẹ và anh em. Nói cái gì? Bạch thầy, có pháp môn nào dạy con hành trì? Pháp môn này vô bệnh viện á, vô nhà thương điên á. Xin thưa các vị về lấy cái bài giảng tôi giảng vào ngày Halloween. Cái ngày đó tôi giảng tại Canada, bài giảng là hiện tượng ma dự nhập là gì. Và tôi đã phủ nhận cái này từ rất lâu rồi. Tôi đã nói rất là nhiều. Chúng ta sống một đất nước văn minh mà còn quan niệm thời đồ đá. Tôi nói không phải để tranh cãi với mọi người để làm cái gì. Cái chuyện ma dựa nhập là cái chuyện này theo tín ngưỡng dân gian tập quán Việt Nam. Khi chúng ta chưa có giải thích được bằng y học, khoa học hay là thần kinh học, thì chúng ta không biết cái đó là cái gì, cho nên chúng ta nói là ma dựa nhập. Thì khi mà chúng ta chưa có những cái khoa học can thiệp thì chúng ta có quyền. Nhưng một khi khoa học can thiệp, người ta đã cho chúng ta biết được rằng đó là chứng bệnh của phân liệt thần kinh đa nhân cách. Và người ta đã giúp chúng ta trị dứt điểm ba cái này, chứ thầy bùa, thầy pháp, thầy chùa nữa cũng không giải quyết được vấn đề này đâu. Cho nên ở đây chúng ta đó, ngày xưa đau chân thì há miệng. Cho nên chúng ta làm việc, mấy thầy từ thì mấy thầy cũng nghĩ bằng việc tâm linh tín ngưỡng, các thầy cũng hỗ trợ cho chúng ta hên xui. Hết được cũng thôi, chứ giờ làm sao. Nhưng việc này là việc mà khoa học người ta can thiệp hết dứt điểm, mà chúng ta vẫn còn ôm quan niệm này là chúng ta đẩy người thân của mình bị bệnh tật suốt đời.
Bởi vì chúng ta có quan niệm là người đó bị ma dựa nhập, cho nên chúng ta chữa trị theo dạng thầy bùa thầy pháp, hoặc chúng ta đinh ninh người đó như thế, cho người ta bị tự kỷ ám thị. Khi cho mình là bị như vậy, thành ra suốt đời này làm sao thoát ra được. Cho nên đây là điều các vị cần phải hiểu. Ngày xưa khi chúng ta chưa có ánh sáng khoa học đó, chúng ta cho cái hiện tượng sét đánh là gì? Là thiên lôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái viện khoa học rồi á, nó có nói đó là thiên lôi mà mang búa xuống đánh quỷ, đánh yêu, đánh tà nào không? Không, thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta gọi là sét đánh. Ngày xưa chúng ta chưa hiểu được khoa học, chúng ta nói là ma dựa nhập. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dùng một cái từ rất là khoa học, đó là bệnh phân liệt thần kinh hoang tưởng đa nhân cách. Cho nên là chúng ta không nắm được các vấn đề này mà chúng ta diễn dịch theo ma. Chúng ta đẩy những người bị tổn thương thần kinh đó đi vào trong cái chuyện gọi là bệnh vĩnh viễn, thậm chí có thể chết được. Cho nên tôi đã lặp đi lặp lại rất là nhiều người, và nhiều người thậm chí mê tín chống đối tôi, cho là tôi là Phật giáo, là tôi không tin vậy. Tôi nói tôi không phải là tôi không tin không có ma, là một trong những nguyên tắc sự thật, chứ không có cần tin tin gì, nó là như vậy đó. Có người, có ta, có ma, có quỷ. Cái chuyện đó những chúng sinh chưa tái sinh hoặc là tái sinh vào địa ngục ngạ quỷ là trở thành quỷ đạo, là loài ma là chuyện bình thường. Nhưng mà không có ma theo tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian ma của chúng ta là ma gì đó? Ma gì? Bảy. Ma cà rồng là ma của phương Tây à. Ma của cái phương Nam là yêu tinh, là quỷ quái, là chằn gì đó. Ma của chúng ta là ma ông kẹ rồi đó à, đó là ma Việt Nam. Còn ma của phương Tây là ma cà rồng à, nên nhớ là như vậy rất là rõ nha. Chúng ta phải phân tích rất rõ. Cho nên quan niệm này là quan niệm theo dân gian. Nhưng mà thật sự có ai gặp mặt con ma cà rồng lần nào chưa? Mà tôi nghĩ các vị gặp rồi, các vị không còn sống để gặp tôi ở đây đâu à. Tôi nói hẳn là như vậy. Cho nên quan niệm này á, tôi phân tích là phân tích theo cái nhìn của Phật học. Còn các vị nhìn theo tín ngưỡng dân gian, các vị có quyền à, các vị dân gian thì cho là thiên lôi đánh thì cứ giữ thiên lôi đánh, ai nói làm gì, cãi nhau chi. Còn bây giờ chúng ta hiểu bằng cái cách nào tùy. Nhưng mà riêng về Phật học là tôi hiểu vấn đề như vậy. Và tôi cũng đã từng giúp nhiều người để mà hết bệnh này như thế. Và hỗ trợ của y học hiện giờ, nhất là khoa thần kinh, trị dứt điểm những bệnh này mà cho chúng ta sao không nghe. Nghe thầy bùa thầy pháp, tất cả uống giấy uống tờ gì đó, đánh đập gì đó. Thậm chí có những cái mà chơi nguy hiểm hơn, để vô đại hồng chung đóng, nó điên luôn á à, khỏi tỉnh luôn. Tôi mà như vậy mà thọt cái đầu tôi ra đại hồng chung đóng cái tôi điên liền luôn á à, chứ đừng nói tới mấy cái người bị bệnh thần kinh đó. Cho nên đó là một trò tín ngưỡng nguy hiểm. Các vị đừng có bày đặt mà tín ngưỡng bậy bạ. Cho nên các vị bói ra ma quét nhà ra rác, quan niệm như vậy chết người thân mình do mình hiểu bậy. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng của tôi giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Tôi phân tích rất là chi tiết, và tôi đưa ra cái hướng để các vị giúp cho người thân mình có trường hợp giống như vậy. Đừng có quan niệm này theo mà một cái tập quán xưa nay. Có người nói là tôi nói ra vậy để chống đối. Tôi nói thật sự chống đối ăn lọc thật gì tôi. Tôi nói vậy có lợi gì cho tôi? Thiên hạ chửi tôi nữa có lợi gì? Nhưng mà tôi thấy cái vấn đề đó không nói thì mai này các nhà khoa học cũng dạy chúng ta ra những cái sai lầm. Và nhất là ở trong chùa mà chúng ta cũng giải thích đồng bóng, và chúng ta cứu chữa bệnh bằng cách đó, mai này bị người ta chê cười cho mà thấy. Cho nên chúng ta không dựa vào cái trí tuệ của Đức Phật để giải thích các vấn đề, mà dựa vào tín ngưỡng dân gian thì hên xui, có những cái cũng đúng vậy, nhưng mà có những cái nó rất nguy hiểm. Thành ra chúng ta biết cái nào thuộc về tín ngưỡng và cần giúp can thiệp bằng có trí tuệ, còn cái nào nó không như vậy, chúng ta phải từng bước nhận ra, chứ đừng có cố chấp định kiến theo thói quen của chúng ta. Và chúng ta như vậy là sau này chúng ta làm khổ người thân mình trong trường hợp như thế. Cho nên đây là một lời nhắn nhủ của tôi về vấn đề này. Cô nào hỏi câu này hay là ai hỏi câu này nên về nghe xong cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì, để giải thích các vấn đề của những người đang là như thế. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, niệm kinh và niệm Phật cái nào tốt hơn? Này giống như ăn xôi với ăn cơm, ăn nào tốt hơn vậy đó. Người thích xôi thì xôi tốt, người thích cơm, cơm tốt. Cơ bản nhất hai cái này nó không có cái gì để gọi là khác biệt mà cái ghê gớm. Nhưng tôi muốn nói cái này, cái niệm kinh nó có giá trị ở chỗ nào? Cái niệm kinh nó có ý nghĩa là ngoài vấn đề chúng ta hành trì, nó còn
hiểu được lời Phật dạy, Đức Phật nói chúng ta về cái gì. Cho nên sau một phần hành trì, chúng ta mở mang ra được những cái nhận thức về vấn đề Phật học. Cho nên vấn đề niệm kinh nó có ý nghĩa vậy. Còn niệm Phật, nếu chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần dụng công để chuyên nhất, để nhất tâm trong một hành động, chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi để tâm không phân biệt, để được nhất tâm chánh niệm trong thời khóa công phu, chúng ta có quyền lấy công niệm Phật sử dụng. Như vậy thì ở đây tôi phân tích hai cái đó để các vị hiểu đó là vấn đề kinh điển hành trì nó ý nghĩa thế nào, vấn đề hành trì, vấn đề niệm Phật nó có ý nghĩa thế nào, để chúng ta có quyền chọn. À, chúng ta cần hiểu bản kinh này Đức Phật nói gì để chúng ta biết thêm, để hỗ trợ cho con đường tu tập, thì cứ niệm kinh để biết thêm nhiều vấn đề. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng tâm mình loạn động nhiều, phân biệt, đang mệt mỏi, tâm mình đang không an, cần niệm Phật để tâm mình thanh vắng được nhất tâm, an lành, thì chúng ta bỏ chuyện suy nghĩ kinh điển qua bên, hãy chuyên nhất niệm Phật. Cái vấn đề đó ứng dụng tùy cái trạng thái tâm của chúng ta cho nó một cách thích hợp và linh động. A Di Đà Phật. Rồi mình cũng có những lúc buồn vui, mình cũng đến trước bàn thờ tổ tiên để cầu nguyện. Mình nghĩ rằng là những người thân đã từng sinh ra mình, nuôi mình lớn lên hoặc giúp cho cuộc đời của mình. Trong lúc còn sống thì mình nghĩ những người thân mình dù có qua đời, có chết đi chăng nữa cũng vẫn ở bên cạnh để mà phù hộ mình, độ trì mình. Cái việc đó có hay không thì không cần biết, nhưng mà trong tâm khảm mọi người là như vậy. Cho nên việc buồn vui hay cắm nhang lên bàn thờ tổ tiên, khấn nguyện ông bà tổ tiên để gia hộ cho mình công việc đó 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 như vậy, thì ngoài cái tín ngưỡng Phật pháp, chúng ta còn có tín ngưỡng tổ tiên, và chúng ta có cảm giác là người thân chúng ta vẫn còn tới lui với gia đình này.
Và thậm chí chúng ta ở đâu, chúng ta cũng có cảm giác là người thân ông bà tổ tiên chúng ta ở đâu. Bởi vì chúng ta nghĩ những cái người này rất là dễ đi chứ không phải như chúng ta. Bởi vì người này đi bằng cái dạng mà thần thức hay là linh hồn như chúng ta từng suy nghĩ. Xin thưa các vị, việc thờ cúng tổ tiên của chúng ta cơ bản nó nằm trên ba phương diện là chúng ta thực hiện các là lễ dỗ cúng kiến, và bên cạnh đó là bàn thờ gia tiên, và bên cạnh đó là việc là chăm sóc mồ mả. Đây là ba cái việc mà của những cái người dân tộc Việt của chúng ta có truyền thống về tổ tiên là chúng ta thực hiện. Như vậy thì mỗi một gia đình đều có cái bàn thờ gia tiên. Chúng ta bước vào cái trong một cái gia đình truyền thống của Việt Nam chúng ta ngày xưa, nhất là mấy cái tấm tranh mà chúng ta hay có cái tấm tranh tranh kiến mà sơn thủy đó, chúng ta hay có cái câu là cửu quyền thất tổ, để cho chúng ta tượng trưng đó, đó là bàn thờ gia tiên của chúng ta. Cửu quyền thất tổ là chỉ chung cho ông bà tổ tiên và trong dòng họ của chúng ta nhiều đời và những thế hệ tương lai, thì chung trong cái đó gọi là cửu quyền thất tổ. Vậy thì cái bàn thờ gia tiên ở mỗi nơi của chúng ta được chăm chút thờ phượng rất là trang nghiêm, và có thể chúng ta xem đó là một cái đền thờ tâm linh của mỗi gia đình. Nếu chúng ta bước vào gia đình nào mà bàn thờ trang nghiêm sạch sẽ, chúng ta biết đây là một gia đình có luân lý nghiêm túc, và thậm chí gia đình đã một đời sống rất là mẫu mực. Nhưng mà bước vào bàn thờ gia tiên của một gia đình nào đó bày hay hoặc là thiếu vậy nên là sự trang nghiêm, thì chúng ta biết rằng những sinh hoạt mọi thứ trong gia đình người đó cũng sẽ bề bộn lộn xộn và phức tạp. Cái bàn thờ gia tiên nó phản ánh cho được cả tâm linh và cái nếp sinh hoạt của mỗi gia đình, quan trọng vô cùng. Bên cạnh đó, chúng ta giữ những cái ngày mà quá cố của người thân chúng ta, ông bà tổ tiên, để chúng ta làm các lễ dỗ quải hàng năm. Đây là một cái không thể thiếu trong người Việt chúng ta. Rồi bên cạnh đó là chúng ta chăm sóc mồ mả của những người quá cố. Đây là những cái cách để gọi là chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên quá cố vân vân. Mà một việc làm này đối với một người có đạo đức truyền thống giữ rất là chu đáo. Chúng ta nên biết rằng là người Việt của chúng ta tri ân báo ơn là một lễ nghĩa đứng hàng đầu của người Việt. Nếu một con người nào mà không biết tri ân báo ơn, người ta xem người đó là vô văn hóa, thiếu đạo đức. Và thường thường là người ta nghĩ là người này không xài. Cho nên cái việc mà văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, tri ân và nhớ ơn con người Việt chúng ta rất là quan trọng. Các vị nhớ Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa có cái câu gì trong cái bài mà thà đuôi đó, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Cái câu này là Nguyễn Đình Chiểu nói trong một cái bài thơ dài cả hàng chục câu như thế, thà đuôi vậy đó. Nhưng mà hai cái câu thà đuôi đầu tiên đó, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Câu này là thật sự nói rất là nặng lời với những người quên nguồn quên cội, sống thiếu lễ nghĩa đạo đức gia tiên với truyền thống văn hóa lâu đời. Như vậy chúng ta thấy rằng câu này nói nặng lời mà nói đúng. Không biết ai nghĩ sao, cho riêng tôi thì tôi thấy rất là đúng. Và thậm chí câu này có thể dán trước cửa nhà mọi người luôn, càng đúng hơn nữa. Những người quên cội quên nguồn nghe câu này rất là tự ái và thấy là chúng ta bị nhột. Nhưng mà thật sự hãy xem lại cái câu đó và nhìn lại chúng ta. Người Việt chúng ta về lễ nghĩa và ân tình đối với những người thân, người quá cố, hay thậm chí đối với mọi mối liên hệ trong một quốc gia nó lớn vô cùng. Chúng ta không phải là tri ân, nhớ ơn hay là cúng bái với ông bà tổ tiên không nữa, mà chúng ta còn tri ân, nhớ ơn với những cái gì mà xung quanh trong quốc gia chúng ta. Ví dụ như là thờ cúng vua Hùng. Chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có ngày truyền thống cúng vua Hùng ngày mấy? Mùng 10 tháng 3. Cúng các cái vị vua Hùng, những cái bậc mà có công gầy dựng, giữ nước, dựng nước như thế. Vậy thì cái nghĩa, cái tình, cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam chúng ta rất là rộng. Tôi nhớ cái câu này dường như là dù ai đi ngược về xuôi á, gọi gì nữa,
nhớ ngày giỗ tổ vậy, mùng 10 tháng 3. Nó trở thành câu ca dao. Cái gì mà chúng ta đọc trong sách vở mà chúng ta thấy đó, tục ngữ ca dao, là chúng ta biết rằng đó là một cái văn truyền miệng rất là lâu đời, là một sản phẩm đặc biệt của quê hương Việt Nam chúng ta. Mà cái gì thuộc về văn hóa nó mới trở thành ca dao. Cho nên cái gì không có ca dao, cái đó không thuộc về văn hóa. Cái gì mới du nhập, cái gì mới quá, không có nằm trong ca dao của chúng ta. Ca dao nó chỉ có trong một bề dày lịch sử hàng nghìn năm trên đất nước Việt, nó mới có những cái điều như thế. Vậy thì nhìn lại những điều này, chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất là tuyệt vời. Nhưng mà riêng những quốc gia bên cạnh chúng ta có những cái nguồn mà gọi là văn hóa lễ nghĩa này để ảnh hưởng Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm, nhưng bây giờ lại là không còn. Đó là những cái vị thầy mà đi học ở Trung Quốc, họ nói rằng là bàn thờ gia tiên ở Trung Quốc dường như là không có còn. Người ta không có thờ gia tiên nữa. Và thậm chí người ta có quan niệm cái đó là một cái việc gọi là mê tín. Đây là một việc mà tôi muốn chia sẻ với các vị nữa. Lý do nào để đánh đồng giữa thờ cúng tổ tiên và mê tín để trở thành một cái việc gì người ta cho hủ tục và người ta loại trừ đi? Cái này là do cái gì? Vậy thì trên cơ bản nhất, việc thờ cúng tổ tiên này nó nằm trong phong tục tập quán ban đầu của người Trung Quốc. Mà Khổng Tử là một trong những cái người mà gọi là đề xướng cái vấn đề này. Sự tử như sự sanh, Khổng Tử đã từng nói như thế. Và Khổng Tử xem như mà một bậc á thánh của Trung Hoa. Và những cái người mà thuộc về Á Đông chúng ta cũng rất là tôn trọng những con người có đầy lễ nghĩa và tri thức như vậy. Vậy thì ở đây ông nói một câu là sự tử như sự sanh, có nghĩa là việc thờ cúng chăm sóc cái người đã quá cố cũng giống như việc mà chăm sóc người còn hiện tại. Có nghĩa là cha mẹ đã chết rồi, nhưng mà cái bổn phận của cái những người thân bằng quyến thuộc con cháu còn lại cũng phải chăm sóc như thế nào, cũng nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào mà như cái người thân mình còn sống. Như vậy thì sự tử như sự sanh là thờ cúng chăm sóc cái sự chết như là thờ cúng chăm sóc cái sự còn sống như vậy. Thì vậy là một cái nguồn gốc văn hóa đạo đức truyền thống như vậy mà bây giờ do một lý do gì đó người ta có thể gạt qua một bên và người ta xem như là mê tín. Và cái việc đó, giá trị văn hóa trong một đất nước gốc mà như vậy thì họ không thể nào còn tự hào với thế giới về điều đó nữa. Còn riêng người Việt chúng ta, rất có thể chúng ta không ảnh hưởng về cái này. Trong cái vấn đề giao thoa văn hóa dĩ nhiên có qua lại, nhưng mà tôi nghĩ về thờ cúng truyền thống của tổ tiên chúng ta, nó đã có hàng nghìn năm về trước rồi. Chúng ta có rất là lâu đời, nó có những cái văn hóa rất độc lập của người dân tộc Việt của chúng ta. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ việc thờ cúng tổ tiên như vấn đề mê tín thì chúng ta sai. Tại vì ở đây cái vấn đề mà chúng ta tôn trọng những người quá cố là một truyền thống đạo đức về ân về nghĩa mà chúng ta cho là mê tín. Và thậm chí một số tôn giáo du nhập vào Việt Nam, họ cũng sỉ vả và cho rằng cái việc thờ cúng tổ tiên chúng ta là mê tín và thờ cúng như vậy là ma quỷ. Và tôi cảm giác rằng là tại cái đầu họ chứa đầy ma quỷ cho nên họ nhìn thấy cái giống gì cũng ma quỷ. Hãy nói là như vậy. Khi họ có một cái quan niệm và hình dung cái người chết như thế nào, họ bị học tập một cách méo mó và lệch lạc thế nào, họ bị người khác gieo vào trong đầu óc họ những cái quan niệm như thế nào, trong khi những cái truyền thống đạo đức và ý nghĩa này họ không được nắm bắt. Và vì vậy họ nói theo một cách rất là khống quyền, nói bằng một cách nhắm mắt mà không cần suy nghĩ. Tức là nói theo thói quen, người ta nói mình là như vậy, rồi mình gặp người khác cũng nói bằng thói quen như vậy mà không biết ngượng miệng và không biết hổ thẹn. Đây là một điều mà tôi nói với các vị. Cho nên mai này trong gia đình của chúng ta mà có một ai đến mà chỉ vào bàn thờ mà ông bà tổ tiên chúng ta mà nói đó là ma quỷ là giả cái họng liền. Nên nhớ là như vậy. Cái điều này là nên là như vậy. Bởi vì trước hết mày có quyền nói tao ma quỷ, nhưng không được quyền mày sỉ vả ông bà tổ tiên tao là như vậy. Mày nói như vậy là mày đã xúc phạm như thế. Như vậy vô tình mày chửi ông bà tổ tiên tao. Cho nên cơ bản nhất là gặp nhau thì có thể là nói mày ma quỷ được, vấn đề bạn bè nhau tao nói nhau được. Nhưng mà không được quyền chỉ bàn thờ ông bà tổ tiên mình nói những lời như thế.
Tại vì cái điều này là điều mà người ta xúc phạm rất lớn, trong khi đó là một cái bàn thờ thiêng liêng và một cái nơi gọi là tâm linh của một gia đình mà người ta đến như người ta nói. Như tôi thấy người Phật giáo chúng ta hay là người con Việt nói chung rất là hiền, người ta nói như vậy mình có thể là mình không hài lòng, nhưng mà mình dùng cái gì mình ngăn che lại, ít bao giờ mình phản ứng mạnh. Và bên cạnh đó mình cũng chưa bao giờ mình sỉ vả những người khác, là những cái từ mà gọi là có cái tính cách là khiếm nhã như vậy. Nhưng mà họ lại á, vì họ muốn xóa nền văn hóa Việt Nam cho nên họ phải làm như vậy. Và một số người yếu đuối nhẹ dạ, không có cái sự tự trọng về văn hóa Việt Nam, nghe nói như vậy cảm thấy bị dao động và muốn loại trừ. Bởi vì nghĩ như vậy là mình sẽ liên hệ đến ma quỷ kìa. Như vậy á, mình không có một cái lòng tự trọng về nền văn hóa Việt, đồng thời là mình không hiểu ý nghĩa việc đó như thế nào, cho nên mình mới bị người ta tác động. Nhưng rất may văn hóa Việt Nam vẫn còn mạnh mẽ trong tinh thần người Việt, và còn vẫn giữ gìn đến trong và ngoài nước. Một ngày nào chúng ta không còn truyền thống cái này xem như chúng ta mất gốc. Bởi vì thờ cúng tổ tiên xem như là một đạo lý của người Việt Nam, mà đạo lý này đem bỏ đi có nghĩa là văn hóa Việt Nam chúng ta bị mất gốc. Và nếu khi chúng ta bị mất gốc thì chúng ta sẽ bị đồng hóa với một văn hóa mới. Văn hóa mới là cái gì? Tùy các vị du nhập, tùy các vị chấp nhận về một vành văn hóa mới đó. Như vậy chúng ta bỏ gốc theo ngọn, chúng ta đã chà đạp lên một truyền thống dài lâu của chúng ta. Vô tình chúng ta có lỗi với các bậc tiền nhân, và chúng ta có lỗi với cả một cái truyền thống ông bà tổ tiên của dòng họ huyết thống của chính mình nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tại sao họ lại suy nghĩ một cách vớ vẩn như thế? Họ suy nghĩ là thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ là mê tín, là thờ cúng ma quỷ. Sự thật ra quan điểm ma quỷ như thế nó nằm trong những học thuyết khác, chứ không phải là trong Phật giáo. Phật giáo của chúng ta quan niệm về cái người chết á, nó có cái lối đi cơ bản nhất là trong sáu nẻo luân hồi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà riêng người Việt như chúng ta, về mặt tín ngưỡng cơ bản nhất, khi chưa có cập nhật được cái học thuyết Phật giáo á, thì lúc đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng người chết chúng ta vẫn còn sống đâu đó với một hình hài đó trong cái tâm khảm của chúng ta. Cho nên chúng ta hay ăn cơm, chúng ta bới chén để bên đó chúng ta cúng. Sự thật ra cái đó là một cái đạo đức mà chúng ta không phải dễ gì làm được trọn đời đâu. Có người hỏi tôi rằng: thầy, bây giờ sau khi ba má người thân mình qua đời, mình mỗi lần ăn cơm mình bới chén cơm để cúng đó, mình cúng bao lâu? Xin thưa thật với các vị làm được suốt đời các vị càng tốt. Nhưng mà ai làm được suốt đời? Còn cơ bản nhất thì người ta cúng trong thời gian 49 ngày, 100 ngày, hay là tuần thất đầu tiên, hay là 3 năm gì đó, để là giống như một sự hiếu thảo. Nhưng thật sự các vị giữ được cái đó suốt đời càng tốt. Có nghĩa là mỗi lần lên ngồi ăn cơm thì cái chỗ này chỗ má nè, chỗ này chỗ ba nè, chỗ ông nội bà nội nè, những cái cảm giác đó chúng ta nhớ, chúng ta để dành một chén cơm cúng như thế. Và để dành chén cơm cúng như thế, chúng ta có cảm giác rằng là nơi này mà ba má mình ngày xưa từng ngồi ăn chung mâm với mình, thế một cái đạo đức, một cái tình cảm rất là đẹp. Cho dù chẳng ai về ăn cái đó cả, các vị cúng có bao giờ thấy chén cơm vơi bớt hột nào không? Hay là cúng vượn hồi mình cũng sớt rồi mình ăn hả? Thì mình cúng rồi mình cũng ăn thôi, nhưng mà đâu có hay ăn cái đó. Cho nên á, cái quan điểm về ma quỷ nó không có trong cái này, mà người ta tự cấy vào trong đầu của chúng ta, họ xúc phạm chúng ta một điều rất là lớn như vậy. Cho nên cái việc mà thờ cúng ông bà tổ tiên là một cái truyền thống đạo đức văn hóa của người Việt, chúng ta có cảm giác rằng là người thân chúng ta vẫn còn sống, sống với một hình thể nào đó mà chúng ta không nhận biết được, chúng ta có cảm giác bằng niềm tin. Thứ hai nữa là chúng ta luôn canh cánh bên lòng về ân tình nghĩa nặng này. Người thân chúng ta có quá cố, nhưng mà ta là người thừa kế những gì của ông bà cha mẹ chúng ta để lại. Cho nên cái việc mà gọi là thờ cúng là cái việc để tưởng nhớ, để trả ơn. Bây giờ cha mẹ qua đời rồi, chúng ta không có cái dịp báo đáp ơn nghĩa nữa, thì bây giờ chúng ta làm bằng cái chuyện cúng bái như thế này. Và cái cúng bái như thế này để bày tỏ cái tình cảm của chúng ta dành cho người quá cố. Cho nên cái việc cúng rất là đẹp. Ngoài việc cúng giỗ hàng ngày chúng ta vẫn cúng được mà. Chúng ta cúng lên ông bà tổ tiên đĩa trái cây hay đĩa quả, hay là một cái bữa ăn chúng ta dành ra chén cơm để cúng, đó là điều tốt. Cho nên tại sao chúng ta có nghĩ rằng á, là những hình ảnh mà chúng ta thờ trên bàn đó họ cho là ma quỷ?
Xin thưa các vị, cái bản mặt họ có bao giờ trở thành cái hình để mình thờ không? Mày không đáng để cho tao để giữ cái hình bên người tao nữa, chứ đừng nói để thờ. Nói thẳng ra như vậy, để một người có một cái hình để thờ, người đó phải là cái gì ơn nghĩa đáng kính trọng và thiêng liêng lắm người ta mới thờ. Ví dụ hình ảnh Đức Phật là một con người đã hy sinh cho cuộc đời vĩ đại lắm người ta mới thờ. Chứ Đức Phật ngày xưa ăn chơi có ai để bàn thờ thờ không? Các vị hiểu điều đó không? Như vậy những người có tượng để được thờ, những người có hình ảnh để được thờ là một người đáng kính, một người hy sinh, một người rất có ý nghĩa. Cái lớn là cho cuộc đời, cái nhỏ là cho truyền thống gia đình của chúng ta. Cho nên cái bản mặt mày, những cái thằng mày nói như vậy, suốt đời có ai thờ cái hình mày không? Đâu có đáng để thờ như vậy. Cho nên đừng có nói là chỉ những hình ảnh đó là ma quỷ nha chưa. Những hình ảnh đó là ân tình nghĩa nặng lắm, chúng ta mới thờ như vậy. Bây giờ ví dụ người thân chúng ta qua đời rồi, mình không còn cái gì để gặp người thân nữa đó. Hình ảnh đây là trở nên di ảnh để kỷ niệm, để trong tủ, để trên bàn thờ. Và như vậy á, mỗi một lần nhìn hình ảnh này, nhớ má, nhớ ba, nhớ người thân ngày xưa đã từng dắt mình vào đời, đã từng chăm sóc cứu mang mình, đã từng vui buồn với cuộc đời mình như thế nào. Mỗi lần mình nhớ đến, mình có rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Và cái cảm xúc đó có thể mình nói lại với các thế hệ con cháu mình về cảm xúc đó nữa, để giữ một cái này là bà nội con ngày xưa vậy đó, ông ngoại con ngày xưa vậy đó. Chỉ một cái hình mà nhắc nhở đến cháu con, để cho nó không quên cội quên nguồn, để nó nhớ cái đạo đức này. Thậm chí mai này mình là người mà tiếp tục để nó phải hiểu, và nó chỉ với con cháu nó là như vậy. Đây là một cái điều rất là đẹp. Những cái hình ảnh này mình thờ không mang cái nghĩa ma quỷ, mà mình để mang cái nghĩa là tri ân và báo ân. Ân nghĩa của cha mẹ là ân lớn, cho nên là mình gìn giữ suốt đời. Suốt đời này như vậy, thờ cho tới chết thôi. Cho nên tôi thấy nhiều ông cụ bà cụ già như vậy đó, nhìn lên thờ tổ tiên nhiều khi nhìn mà rớt nước mắt trong những buổi cúng dỗ. Tôi nghĩ những người đó có một ấn tượng về ba mình, má mình, ông bà mình đã từng có một sự hy sinh như thế nào cho mình, cho nên trở thành một cái ký ức rất là nặng trong đầu của những cái người mà có tuổi tác. Các vị thấy ông bà tổ tiên mình, nhiều khi ông nội bà nội mình vậy đó, đến bàn thờ gia tiên cái là khóc. Cái khóc đó không mang cái nghĩa là bi lụy, mà cái tình của ông bà tổ tiên đó hồi đó dành cho ông bà mình nó lớn thế nào đó, một sự hy sinh cao cả nào đó, một sự gì có sự sống của họ mà có thể vì cái gì đó mà người đó có thể qua đời hay là cái gì đó, nó đã trở thành một cái ân nghĩa lớn trong cuộc đời, sâu nặng trong lòng như thế. Cho nên cái bàn thờ gia tiên nó phản ánh cái đạo đức của con người, mà con người còn có đạo đức được với ông bà tổ tiên thì quả mai mới có đạo đức với xã hội, với làng xóm. Ông bà tổ tiên mày, mày còn không biết ơn, mày còn không nhớ ơn, mày còn không cần đếm xỉa tới, thì tất cả mọi người xung quanh giúp đỡ mày là cái quái gì, có ý nghĩa gì với mày? Nó thẳng ra trong cuộc đời là như vậy. Ông bà cha mẹ mày mà mày còn không biết thì đừng có hòng cái vấn đề đạo đức bên ngoài, đó là đạo đức giả. Nó thẳng ra là như vậy. Một cái đạo đức mà hết sức là lớn lao trong cuộc đời họ mà họ không nhớ, họ nhớ ai? Cho nên tôi nói là các vị một vài bài giảng mà tôi suối với mọi người, tôi nói nó mà không yêu cha kính mẹ nó thì nó không bao giờ yêu thật con đâu nha. Nó lừa đảo con đó. Tôi nói như thế. Cho nên khi mà các vị có người yêu, các vị phải xét kỹ dò cẳng đó. Phải xét cái đó sự thật mà. Coi mỗi lần má nó điện thoại đến, nó nghe nó nói thế nào. Hay là mỗi lần nó về nó gặp ba má nó nói chuyện thế nào. Mỗi lần ví dụ như đang ngồi nói chuyện với mình mà má nó điện thoại lên, nó má con thế thế, dạ thưa má con vậy vậy, tao có khả năng tin mày 80%. Ít nhất tao chưa biết sao là mày có đạo đức hiếu thảo với má mày trước cái đã. Còn như mà nó đang ngồi đây, má nó điện thoại là tao có việc mệt quá, hôm khác nói chuyện đi, tao goodbye mày liền. Phải nói là như vậy, thấy không? Cho nên đôi khi mình phải tin ý, đừng nghĩ ở gần bên cái gì cũng em, cái gì cũng em trơn trơn á. Còn má nó điện tới nó gạt bên cái vậy là mình ngon hơn má đó. Cho nên thấy vậy mình khoái chết bỏ mạng, thấy không? Nói vậy để các vị hiểu là mình
nghe ngóng một điều gì, mình thấy một vấn đề gì, mình có quyền hiểu sâu các vấn đề. Bởi vì mình không sống trong nhà người ta, mình không là người ta, cho nên mình không biết hết. Nhưng mình có quyền đánh giá một cái cách nhìn tổng quát. Đó là sự khôn ngoan và lanh lợi của mỗi con người, để mình mà gọi là kết giao. Cho nên á, người xưa dạy chúng ta một câu là nhân phi nghĩa bất giao, mà vật phi nghĩa bất thủ, là vậy đó. Tức là người không có nghĩa, không có tình thì không có kết giao, không có chơi. Mà vật phi nghĩa là vật đó, nó không có chính nghĩa đó, là không có giữ lấy. Cho nên nó đồ mà đi ăn cắp về đem cho mình là mình biết như vậy là mình trả liền, chứ không có bao giờ lấy cái kiểu bậy bạ như vậy. Vì vậy á, cho nên cái câu người xưa để lại cho chúng ta những cái ý đó rất hay. Cho nên tôi nói với các vị là những cái ngày giỗ quả chúng ta thờ cúng là một cái điều tốt mà. Nhưng bây giờ các vị ở trong giường, các vị có cây trái. Ở Mỹ thì chúng ta mới qua đây, chúng ta không có cái truyền thống này. Nhưng mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có cái truyền thống rất là hay. Dường như các gia đình của ở các miền Tây, miền quê, đa phần chúng ta đều có cái mảnh vườn. Và mảnh vườn đó trồng dừa, trồng chuối, trồng cam, trồng mít, trồng xoài, trồng ổi. Mà những cái này ai trồng? Ông bà tổ tiên trồng không à? Tại vì những cây này 5 năm, 10 năm mới có trái. Và vì vậy có những người lớn tuổi, ông bà tổ tiên trồng, sau đó qua đời chưa có dịp để ăn, hay là chưa có dịp để chứng kiến nữa. Thì bây giờ đây là một cái quả trái đầu mùa của cây xoài, cái mít, cái ổi gì đó à, hay cái chuối gì đó, cái trái mình để lên dĩa, mình để lên bàn, bàn ba, bàn ông nội, bàn má gì đó, mình để lên đó. À, ngày xưa là cây mít này là má trồng hay là ba trồng nè, cái ổi này ngày xưa ông nội ha trồng hay là ông ngoại trồng. Thế là đây là những cái trái đầu mùa mà ngày xưa ông bà chồng mà chưa có dịp để ăn, rồi qua đời, hôm nay con là người thế thế, cho nên đây là quả đầu mùa, con tưởng nhớ đến cái ơn của người chồng, con để lên đây con cúng để ba má ông bà về chứng minh. Cái nghĩa tình chúng ta nó đẹp như thế đó, đó mà người ta cho là chuyện thờ cúng ma quỷ. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Vậy thì bây giờ cái việc đó mình cúng kiến như vậy là một cái điều tốt, để mình cảm thấy rằng sống đúng như người xưa là ẩm thủy tri nguyên, mà uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước nhớ người đào giếng. Đây là đạo đức lễ nghĩa ngàn đời người Việt Nam chúng ta. Nó giữ cái đó là giữ cái đẹp chứ. Người khác không có được văn hóa này. Các vị hỏi người Mỹ họ có được văn hóa đó không? Người Mỹ họ không có tự hào với thế giới về văn hóa, họ chỉ tự hào với thế giới về khoa học kỹ thuật thôi, các nền công nghệ thôi. Vậy thì chúng ta không có cái khoe với họ về mặt khoa học, kỹ thuật, tiền bạc, chúng ta không khoe họ được. Nhưng mà mình có quyền khoe với họ mấy ngàn năm văn hiến này mày có không? Chúng ta vẫn còn có cái để tự hào chứ. Cho nên đó, tôi có gặp hai cái anh chàng người Mỹ đi theo hai cô gái người Việt về Việt Nam chơi. Và hai cô gái đó là Phật tử của chùa tôi. Cho nên hai cô này có dẫn hai anh chàng người Mỹ đến thăm chùa chơi. Và khi tâm chùa thì thật sự tôi nói qua vấn đề thông dịch của hai cái cô này thôi. Và họ gật gù về vấn đề là họ nói là Việt Nam có cái hay về ân cha nghĩa mẹ và tình nghĩa như thế. Họ nói là đôi khi họ cũng có cái cảm xúc như vậy mà họ không có một truyền thống như thế. Họ cũng có những người họ cũng nghĩ tình cảm của cha mẹ vậy đó, nhưng mà không ai hướng dẫn cho họ về một cái truyền thống cần làm gì gì gì. Và người Việt ở đây là cái này họ cảm thấy cần phải học hỏi. Họ gật đầu và họ cảm thấy là cái đó hay mà. Trong cái quá trình tôi ngồi tôi phân tích, được dịch lại thôi, thì hai anh chàng ảnh cảm thấy rằng Việt Nam có những cái hay mà ảnh nghĩ rằng cái này mà nếu ảnh về cái gì mẹ ảnh chắc là mẹ ảnh hạnh phúc lắm. Bởi vì trong cái việc mà gọi là người mẹ, người cha ở những đất nước phương Tây như thế này, rất hiếm khi nào có một đứa con mà yêu thương nhớ về mình, và như một cái chuyện mà gọi là chăm sóc, hỏi han vỗ về. Cái này hiếm lắm. Và anh nói rằng nếu anh làm điều này mẹ sẽ rất là ngạc nhiên về anh. Và tôi nói anh nên làm điều này và cần khuyến khích những bạn bè anh đang làm điều này. Bởi vì những người đó là những người đáng để anh nhớ. Đó là một đạo đức của con người mà anh cũng cảm thấy rằng những văn hóa của Đông Phương có những cái hay mà anh cần phải học hỏi. Vậy thì tôi nói các vị thấy cái hành động đó của chúng ta, cái việc mà tôn trọng thờ cúng như vậy là hoàn toàn tốt mà. Cho nên cái ngày đám giỗ gia tiên, nó có cái đám giỗ riêng và đám giỗ chung. Cái đám giỗ riêng là chúng ta cúng theo cái ngày mất của ông bà tổ tiên quá cố. Còn cái đám giỗ chung là chúng ta cúng vào dịp nào?
Tết Nguyên Đán đó, các vị nhớ rất là rõ, cái này ai mà không nhớ. Như vậy thì ở dịp Tết Nguyên Đán mà rước ông bà ngày 9:30 đó, cái đó chúng ta gọi là hiệp cúng, tức là cúng chung cho ông bà tổ tiên người quá cố. Còn thông thường những ngày giỗ trong năm thì chúng ta sẽ cúng theo ngày cái người mất. Như vậy cái cúng giỗ là một cái truyền thống nữa để gọi là thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì đám giỗ chúng ta cơ bản chúng ta làm thì làm theo cái ngày nào? Thông thường đám giỗ chúng ta làm cơ bản là hai ngày, đúng không? Ngày tiên và ngày chánh. Ngày tiên người ta hay gọi là tiên thường, ngày chánh gọi là chánh kỵ. Thì cái ngày đầu đó gọi là tiên thường là buổi đầu á, mà chúng ta cúng nhẹ nhẹ, cúng sơ sơ, và buổi chiều đó thì chúng ta gọi là tiên thường, tức là cái quan niệm là để cho ông bà tổ tiên chúng ta nếm trước khi còn sống, ý là như vậy. Cho nên thông thường cúng đám giỗ là ví dụ như bây giờ ông bà chúng ta chết cái ngày mùng 10 thì cái vào về cái ngày cúng đó là chúng ta phải cúng ngày mùng 9. Cái ngày mùng 9 đó là ngày tiên thường, tức là ngày này trước khi cha mẹ ông bà qua đời. Thì cái ngày đó gọi là tiên thường để nếm trước là khi người này còn sống, cái chữ tiên thường ta cho là nếm trước. Rồi chính cái ngày chết của người thân mình cúng giỗ chánh á, cái đó gọi là chánh kỵ. Thì tại sao cái ngày giỗ chúng ta hay gọi là ngày kỵ? Cái chữ kỵ đó là giống như là trong ngày đó nó thiêng liêng lắm, đừng làm những gì bậy bạ, đừng nói những gì bậy bạ, kiên cử trong những ngày đó chúng ta gọi là ngày kỵ. Bởi vì thân chúng ta mất có gì vui đâu mà chúng ta phải làm lu bu, hay là ăn nói bừa bãi, hay là anh em mà cãi lộn nhau trong những ngày đó là ngày kỵ. Ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn, thành ra là cha mẹ ngày chết có giận cách mấy cũng phải để lòng, chứ không có ngày đó mà đem ra cãi lộn. Cho nên gia đình nào mà người thân vừa qua đời mà cãi lộn, đánh lộn, chia của, giành giật, bất hòa đó, thì ta xem gia đình đó là bất hạnh. Làm những hành động đó trong ngày kỵ là bất hạnh. Cho nên á, bằng mọi cách gia đình chúng ta là khi có người thân qua đời phải yên ấm, phải hòa hợp, phải yêu thương, mọi việc phải dàn xếp một cách tốt nhất. Cho nên trong kỵ là đám giỗ, đám quả như thế đó, thì á, cái chính cái ngày kỵ là ngày để dòng họ anh em có dịp để về thăm nhau và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên cha mẹ vào ngày kỷ niệm đó. Cho nên ngày đó phải giữ mọi thứ cho nó được tốt đẹp. Còn có một số người nhân cái ngày đó về mới dọn nhậu cho đã, hồi đập lộn nhau à, cái này cái ngày đó nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái việc đó chúng ta làm nó hết ý nghĩa. Chứ còn cơ bản những ngày đó đó là ngày mà vui vẻ, anh em đoàn tụ sum họp về, à anh ba, anh hai, chị tư gì đó à, làm để ngày hôm nay mai cúng má, cúng ba, cúng ông nội, bà nội gì đó. Rồi đó, mỗi người lên giấy cúng hôm nay ngày cúng ông bà tổ tiên vậy đó. Con cháu dòng họ vậy về cúng ông bà tổ tiên, bát nước chung trà hay là mâm trái đĩa quả mọi thứ. Rồi chúng ta cúng rồi chúng ta giái cả dòng họ lên, nêu tên anh chị em này kia à, có mặt con hai, con ba, thằng năm đầy đủ trong cái ngày cúng má, cúng ba thế thế. Đây là một cái ngày mà để cho con cháu tự nhiên nó ý thức rằng đây là cái gia đình của mình, cái nhà thờ chung của dòng họ tổ tiên mình. Mỗi lần mình giái vậy cho tất cả con cháu dòng họ nó nghe, như vậy để nó cảm thấy là đây là ngôi nhà chung và chúng ta có dòng tộc nè. Các con cháu nhìn nhau, con của anh hai nhìn con chị ba, à mai mốt là biết rằng con cháu mình dòng họ nhau, để không thôi ra đường không biết nhau, đập lộn nhau chết mồ nữa. Nên nó phải những ngày này phải giới thiệu con cháu dòng họ anh em để biết nhau như thế như thế. Đó là những cơ hội, tại vì mỗi một người ở xa đôi khi có con có cháu người khác đâu có biết. Nên những ngày đó mình có, mình dẫn về rồi mình giới thiệu với dòng họ tổ tiên, truyền thống hay đẹp vô cùng. Cho nên cái ngày giỗ người ta gọi là ngày kỵ là như vậy. Cho nên cúng giỗ cúng kỵ hay là người ta gọi là quý kỵ rồi này kia. Cái quý là để rồi mình tránh đi những cái điều gọi là kiêng kỵ, trong đó người ta cũng gọi là chữ húy. Chữ này là nó mang nghĩa là như vậy. Cho nên ngày đó đó đừng ăn bậy nói bậy, nó thẳng là như vậy. Trong cách xã giao mọi thứ đừng nói bậy, đừng đem những chuyện không hay không đẹp nói những cái ngày kỷ niệm ông bà tổ tiên của mình. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ là tại sao chúng ta có cái đám giỗ, cái nghĩa nó là như vậy. Và cơ bản nhất là thông thường á, cái lễ nghi cúng giỗ là cúng những gì? Chúng ta thường thường cúng hương, đăng, trà, quả, bánh trái, phải vậy không?
Bên cạnh đó có nghĩa là gì nữa? Có giấy tiền vàng mã có không? Có. Cái này là văn hóa Việt à, văn hóa Việt. Ở đây tôi không có nói với Phật giáo à, tôi nói văn hóa Việt. Nhưng mà tôi nói với các vị nè, cái vấn đề vàng mã cúng kiến trong đó cũng là một sự tranh cãi. Tôi có nói rằng á, đây là một bài giảng tôi giảng tại Pháp, bài giảng là đạo Phật có mê tín không. Và trong đó tôi có hỏi mọi người là đốt vàng mã đó là tín ngưỡng hay là mê tín. Thì giờ hỏi lại các vị đây, đốt vàng mã tín ngưỡng hay mê tín? Mê tín. Ai nói mê tín nó đưa tay lên coi. Rồi mê tín. Rồi xin cảm ơn các vị. Ai nói tín ngưỡng nó đưa tay lên coi. Rồi vậy bây giờ tín ngưỡng hay là mê tín? Xin thưa các vị, tôi có phân tích cái này. Cũng là một hành động đó mà tín ngưỡng, mà cũng là một hành động đó có thể là mê tín. Nếu chúng ta đốt như thế này, chúng ta nghĩ là hôm nay đám dỗ, đám quải cúng kiến ông bà tổ tiên mình đó, mà không biết ông bà tổ tiên mình bên bển có nhà ở không nữa, hay là có nhà lầu không nữa, cái đầu đi mua ra sắm nhà lầu, không biết ông bà muốn đi không biết có xe đi không nữa, đi ra mua sắm chiếc xe, không biết ở dưới ông bà có người hầu không nữa, đi ra mua sắm người hầu mà bằng giấy hết nha. Này bằng giấy à, đồ giấy à. À, không biết ông bà có đồ vét đồ mặc không nữa. Ngày xưa ông bà áo dài khăn đóng, nhiều giờ thời đại rồi ba má ơi, cho nên là mặc đồ vét đi đó, ra làm dài bộ đồ vét. Các bạn thấy không, thậm chí còn có là mình cũng muốn liên lạc với cái người ông bà tổ tiên, cho nên là ở dưới chắc đâu có điện thoại để con mua cái iPhone 6 con gửi xuống. Và nếu mà chúng ta làm như thế á, và chúng ta đốt để chúng ta nghĩ rằng những người dưới âm phủ ở đâu đó, theo cái nghĩ của chúng ta đó, để có đồ xài, có nhà ở, có người hầu, có quần áo mặc, có xe chạy vân vân, chúng ta làm như vậy là gì? Đúng vậy, các vị tự trả lời luôn hả? Như vậy thì hành động đó gọi là mê tín. Nhưng mà bây giờ cũng là vậy, hôm nay cúng ông bà tổ tiên này kia kia nợ của mình để lạnh lẽo, không có nhang, không đèn, không có hương khói, không có gì hết, nó lạnh lẽo, nó không có nghi lễ. Thôi đi ra mua tấm vàng bạc về đốt cúng cho ngày đó, nhang đèn cắm lên rồi nó trang nghiêm, nó có hương khói ấm cúng cái bàn thờ gia tiên. Cái đó là gì? Là tín ngưỡng. Như vậy cũng cùng là một hành động mà nó là vừa tín ngưỡng mà vừa mê tín, theo quan niệm suy nghĩ chúng ta. Cho nên nếu chúng ta đốt bằng cách là về chút định hương khói để chúng ta cảm thấy như một nghi lễ để cúng kiến cho nó ấm cúng bàn thờ gia tiên, thì cái đó lỗi gì? Và ai được quyền nói cái đó là mê tín? Dám nói không? Tôi nói thẳng ra cái, mặc dù cái đó không phải là chủ trương của Phật giáo, Phật giáo có đề cập đến điều này, nhưng mà các vị nên biết rằng cái việc đó đối với truyền thống tín ngưỡng văn hóa của dân tộc Việt đã có từ lâu, nhưng mà chúng ta lạm dụng nó, chúng ta dễ dời bậy bạ, cho nên nó trở thành những cái gọi là mê tín. Chứ tự thật ra từ nguồn gốc ban đầu, cái đó tôi thấy rằng một nghi lễ đẹp chứ đâu có gì để gọi là đáng phê bình. Nhưng mà làm bậy như vậy đó, cứ quan niệm lệch lạc như vậy đó, quan niệm là giam cầm ông bà tổ tiên ở nhà sang cửa rộng trong địa ngục á, à, cái quan niệm đó nó lại không đúng. Nhưng mà chúng ta rất là mâu thuẫn. Chúng ta rước mấy ông thầy về tụng kinh cầu gì? Cầu cho ba má hương linh được về Tây Phương Cực Lạc, mà cứ đốt già kêu ở dưới đi. Chúng ta làm việc tự mâu thuẫn rồi à. Các vị mỗi lần các vị cúng kiến, các vị rước thầy về, các vị mong mỏi cho các hương linh có ông bà tổ tiên mình siêu thoát, có phải không? Rồi bây giờ cứ cột nhà lầu xe cổ xuống dưới hoài, cột hoài sao thoát à. Cho nên là không khéo chúng ta tự làm việc mâu thuẫn. Ở đây có cái chính sách cầu nguyện mà giống như là cầu nguyện nhưng mà ở dưới đi. Cầu nguyện mà ở dưới đi. Các vị thấy cái việc mà cúng kiến dỗ quải của chúng ta nó đẹp lắm, mà nếu chúng ta cúng đúng ý nghĩa của nó rất là hay. Chứ thật tình mà nói, chúng ta cúng có ai mà ăn mà ở mà uống cái đó đâu. Các vị cúng cho người quá cố ăn hay các vị ăn à? Tôi thấy đa phần là chúng ta trước khi cúng là chúng ta đã chuẩn bị ăn rồi à, có phải không? Tôi thấy một số nhà cái
Hai mai mày ăn gì hai? Con khoái heo quay quá à. Ngày mai trên bàn thờ có heo quay á. Nhưng mà không phải, đó vì con hai nó muốn heo quay. Có phải không? Hay là thằng ba mày muốn ăn gì không? Ba con muốn gà luộc à, trên mai trên bàn thờ có gà luộc á à. Nhưng mà không phải ổng ăn, ba ăn, mai này ba ăn à. Như vậy thì ở đây chúng ta cơ bản nhất cúng kiến không có ai ăn hết trơn trời á. Cũng không có ông nhà bà nào về mà ngồi với trên cái bàn thờ đó. Cái bàn thờ chúng ta bị bi lớn bằng bàn này không? Ai mà ngồi cho nổi trên đó? Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây cái tưởng niệm của chúng ta, cái tình nghĩa của chúng ta, cái ngày đó chúng ta cúng hoàn toàn xuất phát từ ân tình nghĩa, không có ma quỷ như những người khác nói. Bởi vì cái quan niệm của họ là ma quỷ, một là lên thiên đàng, hai là làm quỷ, là thuộc về cái hệ của Satan á. Chúng ta bị cái ám ảnh đó mà chúng ta có quan niệm là như vậy. Vì vậy chúng ta nghĩ rằng những cái cúng kiến đó nó mang cái nghĩa mê tín. Đạo đức của con người, nguồn gốc của con người mà chúng ta không tôn thờ, không tôn kính, vì chúng ta thờ ai? Và tôi đã từng nói với các vị, những người không có ông bà tổ tiên, không có truyền thống này, những người đó xem như là không phải sanh ra theo một quy luật, mà người đó từ dưới lỗ nẻ chui lên. Đúng là những cái câu mà người ta từng nói đó, đó là mày không có nguồn gốc, mày là từ lỗ nẻ chui lên. Cho nên trên cuộc đời này chỉ có một người duy nhất mà không có nguồn gốc thuộc về sanh như thế, đó là ai? Chỉ có Tài Thiên thôi. Chỉ có Tài Thiên sanh ra từ đá vậy thôi. Thì Tài Thiên có quyền thờ cúng bà tổ tiên hay không tùy ổng. Cái việc đó của Tài Thiên. Còn riêng chúng ta, chúng ta không có ngoại lệ đó. Vì vậy chúng ta đã bị người khác đầu độc cho chúng ta đi một cái là quên cội quên nguồn, bỏ đi một cái ân tình của văn hóa truyền thống. Chúng ta như vậy là chúng ta thấy có lỗi với các cái bậc tiền nhân và truyền thống của gia đình chúng ta. Chúng ta không có hiểu về những cái vấn đề đó. Rồi một ngày nào đó chúng ta trở thành một cái gọi là một con ma lạc loài trong những truyền thống khác. Tôi nhớ Vũ Hoàng Chương có nói một câu mà tôi có nói trong cái bài giảng Đạo Làm Người đó. Anh em chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Biển vô tận có xá gì chi nữa, thuyền ơi thuyền theo sóng hãy lên đên. Có nghĩa là ở đây chúng ta là quỳ quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh, có nghĩa là chúng ta mất gốc rồi, mất truyền thống văn hóa, mất mọi thứ rồi, nên chúng ta không bị được ai trân trọng nữa hết trơn trời. Chúng ta trở thành một người lạc loài trong một nền văn hóa mới, nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà gọi là bàn thờ gia tiên, nhờ những cái việc đó truyền thống, đừng có nhẹ dạ mà nghe những cái người mà gọi là không hiểu biết gì cả mà họ nói rồi chúng ta hoang mang. Sự thật chúng ta làm gì hoang mang? Chúng ta không tự hào thì thôi chứ cái mặt gì hoang mang. Chúng ta có được những điều mà thiên hạ hướng mộ, muốn có mà không có được. Cho nên các vị thấy rằng người Việt chúng ta giữ được truyền thống Việt á, là người phương Tây họ rất là quý, rất trân trọng. Bởi vì họ biết chúng ta còn có những gì để mà họ học hỏi. Cho nên khi sang Pháp tôi có nói cái bài giảng mà con đường xưa em đi á, trong cái bài giảng đó tôi có nói những giới trẻ đó, chúng ta học tiếng Việt không phải là chúng ta tìm chén cơm manh áo trên đất Pháp. Chúng ta học tiếng Việt không phải là để chúng ta kiếm được ngành nghề, mà chúng ta học tiếng Việt để khẳng định mình là con người Việt Nam. Còn bây giờ á, ở thế giới mà người ta nhìn á, tôi có nói trong đó tôi nói là đi ra đường á, nhìn Tàu biết Tàu, nhìn Tây biết Tây, nhìn Ấn Độ biết Ấn Độ, nhìn Iran Iraq biết Iran Iraq, mà nhìn Việt Nam không biết là ai á. Sự thật ra mình không có cái nét để gọi là phản ánh của văn hóa Việt mình, thất bại rồi. Như vậy á, mình mất hết tất cả những gì của dân tộc Việt mình, thì người ta tiếp xúc với mình, người ta cảm thấy rằng mình đã bị người ta đồng hóa rồi, người ta không có xem trọng mình. Bởi vì văn hóa là chính của người ta mà mình trở thành lệ thuộc của người ta hoàn toàn, thì đâu có cái gì để gọi là cao quý đâu. Cho nên biết được tiếng Việt dài ba chữ cũng khẳng định tao là Việt Nam rồi. Như vậy họ còn cảm thấy rằng à, tiếng Việt chữ cảm ơn nói làm sao đó. Tôi lên máy bay Mỹ nó hỏi tôi, nếu mà tiếng thank you thì tiếng Việt nó nói đó là cái gì, thì tôi nói là tiếng Việt nói cảm ơn, cái nó lặp lại cảm ơn cảm ơn. Như vậy nó cũng còn học được tôi hai chữ cảm ơn, có phải không?
Còn nếu tôi là Mỹ nó hỏi làm gì, hoặc là tôi không biết tiếng Việt nó hỏi làm gì, thì chữ thank you của nó cũng biết rồi, nó hỏi làm gì nữa. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị là trong cái vấn đề chia sẻ về văn hóa, nó có những cái mà chúng ta quên đi là chúng ta sẽ bị người ta đánh giá thấp liền. Và người ta thấy rằng mình rất là dễ bị đồng hóa. Mà tôi nói thật, cái tính người Việt Nam cũng dễ bị hấp thụ văn hóa mới lắm nha. Tôi nói là cái cá tính của người Việt Nam mình rất là dễ coi như là bắt chước những cái gì mới đó. Tôi nói một cái gì mới mới mà nó cà chớn, nó tào lao gì đó, trong một thời gian ngắn ở Sài Gòn cũng vẫn có một nhóm choi choi nào đó nó làm y chang á. Từ đầu tóc ăn mặc cho đến mọi thứ, chúng ta dễ dàng bắt chước như thế đó. Dễ dàng thay đổi ghê gớm như vậy. Tôi không hiểu là tại sao cái tính chúng ta mà dễ như vậy á, thì chúng ta bị người ta đánh giá thấp về vấn đề tôn trọng văn hóa truyền thống của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy trở lại vấn đề này, khi thờ cúng tổ tiên, cơ bản nhất là chúng ta cúng ông bà tổ tiên bằng những cái vấn đề mà vật chất á, là như nhang, đèn, hoa quả, thậm chí bên cạnh đó chút đỉnh giấy tiền vàng bạc. Điều đó nếu chúng ta quan niệm theo tín ngưỡng thì không sai. Đừng lố đà theo vàng để mê tín, làm bậy làm bạ như vậy, quan niệm như vậy là nó không hợp lý. Và quan trọng là sau này một số người Việt của chúng ta mà khi mà hiểu được Phật Pháp á, thì chúng ta có quan niệm là cúng ông bà tổ tiên nên cúng chay hay là cúng mặn. Giờ bây giờ các vị nghĩ là cúng chay hay cúng mặn? Chay. Cúng chay. Vậy cúng chay ai ăn? Thì có nhiều người hỏi tôi về vấn đề này là nên cúng chay hay cúng mặn. Rồi có những người thì nói là chay, tại vì người ta là người Phật tử ăn chay và hiểu được Phật Pháp. Thậm chí có những người không ăn chay nhưng mà nghĩ rằng cúng chay sẽ tốt hơn, nó thanh sạch hơn nên cúng chay, mặc dầu mình ăn mặn nhưng mà cúng ông bà cho cúng chay. Còn một số người nghĩ rằng ông bà mình ngày xưa ăn mặn đâu có ăn chay, giờ cúng chay sao ông bà ăn. Nà, chúng ta có quan niệm như thế, nhưng mà không biết ông bà ăn hay mình ăn không biết. Nà. Thì bây giờ cái quan niệm đó người ta hỏi tôi thì tôi mới trao đổi một cách khách quan như thế này. Thật sự vấn đề cúng kiến này nó không lệ thuộc vào người quá cố. Chúng ta là người Phật tử ăn chay trường, chúng ta không liên hệ đến việc sát sinh và thịt cá, thì hoàn cảnh chúng ta như vậy buộc lòng chúng ta phải cúng chay. Còn những người đó, họ không quen ăn chay thì bây giờ họ cúng chay được thì tốt, nhưng mà họ cúng rồi đem đổ à. Như vậy thì bây giờ nếu cái gia đình đó, người đó mà không ăn chay được mà nhưng mà hiểu rằng nếu mình cúng như vậy thấy nó xanh sạch trong cái bữa cúng để nó được trang nghiêm linh thiêng thì cứ sắm chay cúng không sao cả, càng tốt. Nhưng mà nếu gia đình cảm thấy rằng cái việc đó nó không thích hợp với nhà mình cũng không quen cái việc đó, thì mình cúng mặn tùy mình. Cái việc cúng nó tùy cái tấm lòng của con người của mình. Tại vì mình có cúng chay mình cũng ăn mặn thì cái việc đó nó cũng không có là cái vấn đề gì. Thành ra cái việc đó mình khỏi cần cúng mà mình vẫn ăn như thế thì cái việc này có cúng thì cũng không sao. Cho nên cái việc cúng này tôi nghĩ rằng tùy mỗi cái quan niệm của gia đình. Cúng chay được thì càng tốt, mà gia đình ăn chay trường thì không có cách khác phải cúng chay thôi chứ làm sao. Được thì tốt, còn những gia đình ăn mặn mà nếu không có cách khác thì vì làm cúng đó để đãi bạn bè mọi thứ luôn theo thói quen chúng ta thì vấn đề là tùy. Nhưng mà nguyên tắc trên cuộc đời dai gì trả đó, và chúng ta dai chúng ta trả chứ không phải ông bà tổ tiên chúng ta trả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta có cúng heo bò trâu chó gì đó thì cũng là chúng ta làm, chúng ta lãnh đủ, chứ không phải là do người quá cố mà để mà lãnh đủ những điều mà chúng ta làm. Đừng nên nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta làm được cái việc chay thì càng tốt. Mà nếu chúng ta cảm thấy rằng gia đình không quen và cũng không thích hợp việc này, chúng ta có quyền, nhưng mà trên cuộc đời nguyên tắc là dai gì trả đó. Vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng quy kết trong bà tổ tiên bởi vì những người này như thế, không có. Tại vì ở đây chúng ta cúng từ cái thói quen thích ăn của chúng ta mà, thích ăn gì mình cúng ông bà đó mà. Vì vậy cho nên cái việc này chúng ta hiểu rất rõ. Còn nếu chúng ta là người Phật tử giác ngộ hiểu biết rất rõ và chúng ta nghĩ người quá cố đã là quá cố rồi, cúng chỉ là một sự tưởng niệm về đạo đức con người, cái này nên giữ gìn, thì thôi chúng ta cúng dai thanh đạm càng tốt. Việc này rất là hay, nếu làm được vậy càng tốt. Thành ra cái việc là nhang đèn hương đăng hoa quả đó, rồi bên cạnh đó có những thực phẩm chay, còn những gia đình không quen cũng thực phẩm mặn, cái việc đó
những người trong gia đình đừng can thiệp để làm cãi lộn nhau trong ngày kỷ. Bởi vì có những gia đình đó là cùng hai phe, một phe ăn chay, một phe ăn mặn. Phe ăn mặn thì đòi cúng gì? Cúng mặn. Rồi phe ăn chay là gì? Mày cúng mặn mày tội thôi mày, cúng mặn cho bao bả lãnh đủ thôi mày, này kia cái nọ. Cho nên tranh cãi phải cúng chay. Cho nên đó, cuối cùng cái ngày kỵ mà đi cãi lộn nhau bởi cúng chay hay mặn. Thật tình mà nói, nếu trong gia đình rơi vào trong trường hợp đó, theo ý kiến riêng tôi nha, theo ý kiến riêng tôi, nếu đề nghị mà những người ăn mặn không chấp nhận phản đối thì mình là người có tu tập, mình nhịn người ta hay hơn. Bởi vì cơ bản nhất, mình ăn chay biết tu tập mình có thể nhịn, chứ những người họ không biết tu tập họ không nhịn mình đâu. Và đôi khi họ đâm quán ra những cái hành động của mình, họ quán nhiều cái họ nghĩ bậy bạ lại là không tốt. Cho nên mình hiểu được vấn đề, mình phân tích được cho gia đình hiểu, à cái việc cúng kiến như vậy nên như vậy, nên làm chay tốt như vậy, à mình điều đình với hết tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng mà những người trong gia đình chống đối rằng không thích về việc đó thì thôi tùy thuận. Còn hai nữa thì cái nào chúng ta lấy theo số đông. Nếu tất cả những người ăn chay chiếm đông thì chúng ta cúng chay, còn những người ăn mặn tự làm riêng rồi ăn thôi khỏi cúng. Cái vấn đề đó tùy mỗi nơi, nhưng mà mình nên thương thảo với nhau là anh em dòng họ bà con trong một gia đình không có một cái việc gì để đem ra cãi như thế. Nhưng mà tôi cũng đề nghị như thế này, khi cúng chay thì người ăn mặn ăn được không? Được. Nhưng mà khi cúng mặn người ăn chay ăn được không? Họ lại không ăn. Vì vậy cái việc này theo tôi nghĩ là người ăn được thì nên tùy thuận chút hay hơn. Mình ăn mặn cả đời, một ngày cúng để anh em vui vẻ trong một bữa chay, tôi thấy cái việc này tôn trọng và cũng như là chúng ta là hòa hợp nhau trong cái việc đó, tôi thấy hay chứ đâu có gì đâu. Bởi vì cái người cúng chay cũng nghĩ tốt hơn cho gia đình, cho ông bà tổ tiên. Mà người ta nghĩ được thì thôi mình tùy thuận. Và khi cúng chay dọn ra, ăn ít ăn nhiều gì mình được. Còn khi mình cúng mặn thì cũng tội nghiệp, mấy người ăn chay ăn cũng được thôi, nhưng mà không khi nào ăn cái này. Nói thẳng ra là như vậy. Cho nên tôi nghĩ cái việc đó, nếu trong gia đình người ăn mặn nghĩ rằng mình ăn thiếu gì ngày, cả đời mình ăn mặn rồi, cho nên hôm nay ngày cúng chay tùy thuận với anh chị em chúc cho vui, ăn như vậy vui cũng biết mùi chay là gì thế thế. Tôi nghĩ nếu nghĩ thoáng được vậy rất là tốt. Cho nên đừng cực đoan trong cái việc này. Còn khi người ta cực đoan không hiểu về đạo lý, và người ta cũng không có cái lòng bao dung để nhường nhịn ai, và người ta cứ nghĩ ăn việc đó là quan trọng, thì thôi người ăn chay nên nhường một chút cho cái việc đó, để mà cái nên là cái ngày kỵ trong gia đình nó được hài hòa, nó tốt đẹp. Thì đây là tôi phân tích để các vị cảm thấy khỏi cắn đắng. Tại vì các vị hay đem hỏi tôi khi tranh cãi với gia đình. Tôi nghĩ việc này đừng tranh cãi nữa. Trong cái việc đó là tranh cãi gì, tùy cái giác ngộ của mỗi người mà thôi. Rồi sau đó từng bước mình giúp cho người thân mình giác ngộ được thì tốt. Cho nên ở đây làm sao giúp người thân giác ngộ, chứ đừng áp đặt và tranh cãi. Tất cả mọi sự áp đặt đều không tốt. Bởi vì chúng ta chưa hiểu biết được thì chúng ta sẽ sống theo thói quen thôi. Vậy thì bây giờ trong cái việc cúng đó thì chay thì càng tốt, mà không thì nên thương lượng và tùy thuận với gia đình. Và nên nhớ ai dài gì trả đó, chứ không phải là làm cái đó ông bà tổ tiên mình lãnh. Lúc đó ông đã đi tái sanh đâu mất tiêu rồi, không có ở đó để mà lãnh đâu. Nên nhớ là như vậy. Và cái quan niệm tiếp theo nữa đó là có ăn được đồ cúng ông bà tổ tiên không. Cái câu hỏi này là bên chùa Bát Nhã vùng Nam Cali thì có những người Phật tử hỏi tôi là mình có ăn được đồ cúng hay không. Vậy thì đây Phật tử mình có ăn được đồ cúng không? Được. Vậy thì ở đây các vị tự trả lời rồi. Xin thưa các vị, vậy thì cơ bản nhất là một số người là không ăn đồ cúng, và thậm chí mình lấy đồ cúng mình cho họ, họ cũng không lấy. Thì ở đây tôi có chia sẻ một điều là như vậy: nếu mình quan niệm đồ cúng vẫn ăn được, mà trong lúc mình có thể sắp ăn rồi mình chia với mọi người, thì hành động này là hành động động tốt. Còn mình có quan niệm rằng đồ cúng ăn không được, cho nên mình đem kiếm người khác mình cho, cái này là mình thiếu về đạo đức. Nên nhớ nha, nếu chúng ta cảm thấy đồ cúng ăn được và đồ đó vẫn còn ăn được, và đồ đó mình cũng sẽ ăn, và vì vậy nhân có bạn bè và người nào đó mình cần chia sẻ, hoặc là mình thấy rằng ăn có thể không hết cho nên mình cho một vài người, vì mình ăn mình cảm thấy không đỏ mứa nó uổng, cho nên trước khi ăn chia mọi người, đây là việc tốt.
Còn nếu chúng ta nghĩ rằng đây là cúng ma quỷ hay gì đó, cúng cô hồn gì đó, và ăn sẽ bệnh, sẽ ảnh hưởng gì đó, sẽ xui gì đó, thế cho nên kiếm ai để cho, cái này là thiếu đạo đức. Cái chỗ hành động đó, vậy thì tùy cái quan niệm của chúng ta, cũng một hành động cho mà lại có ân, có nghĩa, có tình, đúng đạo lý, cũng là một hành động cho, nhưng mà xuất phát từ tâm niệm đó, nó lại là sai, nó lại là kém đạo đức trong cái hành động đó. Vậy thì bây giờ riêng cái quan điểm về đồ cúng, đồ cúng ăn là chuyện bình thường. Bởi vì thật ra mà nói, vì chúng ta cho đồ cúng không ăn là vì chúng ta nghĩ ma quỷ ăn trong cái việc mà các vị bị người khác đầu độc trong cái đầu của các vị về điều đó. Cho nên các vị mới nghĩ là cúng như vậy nó ăn nó sẽ bệnh, hay là cô hồn ăn rồi ăn không được gì gì. Không có những chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng đồ cúng có thể ăn và có thể không ăn, với hai lý do. Lý do thứ nhất là đồ cúng có thể ăn là cái đồ cúng này, nhưng mà nó không ảnh hưởng về thời gian mà cúng mà để bị hư hay là gì gì đó. Như là cúng trái cây rồi chẳng hạn, không sao. Còn bây giờ chúng ta cúng cơm, cúng đồ, cúng thịt thà, hay là cúng đồ ăn, nói chung là các loại đồ ăn dọn lên cúng mà ngày này qua ngày khác lưu linh như vậy, thì chúng ta ăn chúng ta sẽ bị bệnh hoạn. Vì vấn đề đó chúng ta để quá lâu, cái việc đó khỏi cúng, để trên bàn vậy thôi, quá lâu ăn cũng vẫn bệnh như thường, chứ đừng đổ thừa do cúng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta cảm thấy rằng đồ ăn này không thể sử dụng lại được bằng cách xử lý một cái vài điều gì đó để tận dụng lại, thì chấp nhận bỏ. Thì cái đó là do ăn không được bỏ, chứ không có quan niệm rằng đồ cúng ăn không được mà bỏ. Nó hiểu là như vậy. Cho nên khi chúng ta dọn cúng với thời gian ngắn, một giờ nửa giờ, không có món đồ nào hư bằng và thời gian đó cả. Cho nên sau những cái thời gian cúng đó, chúng ta tranh thủ một thời gian nào đó để chúng ta sử dụng những đồ cúng đem xuống, mà đừng để bỏ phí. Vì vậy chúng ta cúng trong thời gian tương đối ngắn thôi, đừng cúng quá dài, hay là đừng có ninh trên bàn một vài ngày hay là cả đêm như thế. Vậy thì chúng ta hiểu được những cái điều đó, thì đồ cúng chúng ta có quyền ăn, nếu đồ cúng còn hợp vệ sinh và đồ cúng đó còn tận dụng để ăn được. Còn trừ ra đồ đó bị hư, hoặc đồ đó để qua đêm nó có thể ảnh hưởng về vấn đề mà vi trùng gì đó lên meo, hay là thực phẩm này nó không còn để bảo quản được tốt đó, thì cái này chúng ta có quyền bỏ. Như vậy không có một cái quan niệm là ăn đồ cúng rồi gì vấn đề cúng ma, cúng quỷ, cô hồn vậy đó, ăn không nên này kia kia nọ. Không có quan niệm đó, việc mà cúng kiến của chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu rất rõ như vậy, thì để mai này chúng ta biết cái cách mà sử dụng đồ ăn một cái cách hợp tình hợp lý, khéo léo trong cái việc đó. Đó là tùy cái sự suy nghĩ của chúng ta một cách đúng đắn. Vậy thì tùy cái tâm niệm của chúng ta mà chúng ta nhìn nhận các vấn đề, nó có cái sự là đúng sai như thế nào, cho nó hợp tình hợp lý, chứ không có tưởng tượng máy móc, hay là không có bị ai tác động của chúng ta bằng những suy nghĩ vớ vẩn như thế. Đây là điều nên nhớ. Chúng ta có thể cúng bất cứ nơi nào, chúng ta có thể cúng trong cái gia đình của chúng ta, hoặc là chúng ta không còn ở cái nhà cũ đó nữa, mà bây giờ chúng ta sống ở trên ghe thuyền. Ví dụ bây giờ các vị thấy, các vị từng có đi mà bố thí cho những cái nơi mà gọi là dùng, mà gọi là bên giáp ranh Campuchia, chúng ta kêu gì, biển hồ, đúng rồi, biển hồ. Như vậy những người sống trên biển hồ là ghe của họ, là nhà. Vậy thì bây giờ họ cúng đâu? Họ phải cúng trên ghe. Như vậy nhớ cái ngày đó họ trên ghe, họ sắm chút đỉnh gì, thậm chí họ câu được vài cá, họ lên họ nướng với một chén cơm vẫn cúng được. Cái đó cái đạo lý của người Việt Nam chúng ta, đi đâu ở đâu vẫn không quên cội quên nguồn. Cái gốc nó là như vậy. Cho nên dù ở trên ghe chúng ta vẫn cúng được, không có sao cả. Cho nên cái việc quan niệm thờ cúng tổ tiên đó, là một cái đạo lý truyền thống ngàn đời. Cái điều đó không thể là có truyền thống trong Phật giáo. Phật giáo chúng ta thờ cúng tổ tiên và thầy tổ là một cái đạo đức mà chúng ta đã hòa quyện với nền văn hóa dân tộc từ rất lâu đời. Chứ thật sự cái truyền thống mà cúng tổ tiên thật ra nó không có nằm trong cái kinh điển. Đạo lý con người Đức Phật dạy, hiếu thảo Đức Phật có dạy, nhưng mà cái việc gọi là cúng như vậy thì trong các kinh điển thấy không có đề cập. Nhưng mà chùa chiền chúng ta vẫn làm cúng, thì cái này chúng ta bổ sung thêm một nền văn hóa tín ngưỡng đẹp quá, chúng ta cập nhật vào trong cái việc cúng và cúng thầy tổ của chúng ta.
như một cái cúng truyền thống. Nhìn chung cái truyền thống của Đông Phương hay là nói riêng là của người Việt Nam chúng ta đã sử dụng rất nhuần nhuyễn trong Phật giáo. Và bây giờ sự cúng kiến cha mẹ thầy tổ dường như nó còn chỉ nằm bàn bạc trong Phật giáo là chính. Tại vì sao vậy? Chùa chiền đạo Phật đã giữ được tín ngưỡng truyền thống này, đã giữ rất là trọn vẹn. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái quá đà để làm thấy nó bị hơi có cái gì đó nó mê tín thôi. Chứ còn trên cơ bản nhất là những cái truyền thống cúng kiến này là một cái điều rất là tốt, rất là đẹp. Vì vậy chúng ta hiểu quan niệm thờ cúng tổ tiên một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ giữ gìn một cách trọn vẹn. Chúng ta không ngùng về việc này, cũng không vì bất cứ một ai nói mình mê tín rồi mình ngại, mình bỏ đi, hoặc tới ngày cúng mình không dám nói. Sự thật ra cái đó không có gì để gọi là đáng nói cả. Nhà nào còn giữ được cái này thì truyền thống gia đình đó còn tốt đẹp. Phải nói rằng về đạo đức mọi thứ còn tốt đẹp. Cho nên cổ đức có dạy chúng ta một câu là lễ sớm hương hôm lòng hiếu kính, non cao bể rộng đức sanh thành, là như thế. Tức là cái việc này của con người đạo lý, con người của chúng ta. Cho nên mình nhìn thấy một số nơi cái gia đình giữ được điều này, mình đến mình dự tiệc chơi hay là mình thăm chơi, mình thấy ông bà cha mẹ họ cách thờ cúng mọi thứ mình thấy đẹp, rất là tôn trọng. Rồi nhiều khi mình về mình nhìn mình không có bàn thờ đó, mình không làm được điều đó, mình cũng thấy đáng buồn chứ. Những thân bằng quyến thuộc của mình là mình bỏ rơi đâu hết rồi, đáng buồn. Còn có những người cần ngại là đem hình đó theo thờ, không biết nó xấu tốt hay là nó xui hên gì, bởi vì hình người chết thế của quăng ném liền hết, bỏ hết các vị. Thậm chí có những người cái hũ cốt hũ xương gì cũng đem liền hết trơn trời. Tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó diệt của người ta mà lòng mình nó chua chua xót xót về cái đạo lý đó trong mỗi gia đình. Cho nên là những cái mà gọi là tập tục hay truyền thống đẹp và nó phản ánh cái đạo đức của con người, trước nhất người Việt Nam hay là trong đạo Phật của chúng ta, nên giữ gìn và phát huy. Và mình phân tích một cách rõ ràng cho các thế hệ của mình, con cháu mình hiểu rất rõ. Và cần thiết phải sắp xếp các việc được để có mặt trong những ngày cúng dỗ tổ ông bà tổ tiên. Được thì càng tốt, bất đắc dĩ mà không cho phép thì mình cũng có thể điện hỏi thăm và nói lên lý do tại sao lần này con vắng. Mình nói như vậy là mình gửi gắm một cái ý là mình cũng có ý muốn về tham dự nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, để thể hiện rằng mình cũng còn nhớ ông bà tổ tiên, đạo đức trong lòng của mình vẫn giữ mặc dù mình không có mặt. Vì vậy mình không có mặt thì mình phải nói lên được lý do để người thân của mình thông cảm. Đây là một cái việc các vị cần phải biết như vậy. Cho nên là hôm nay trong cái bài giảng là ý nghĩa thờ cúng ông bà tổ tiên, tôi muốn chia sẻ các vị một cái điều cơ bản để góp thêm cho các vị quan niệm nhận thức và thực hiện những nghi lễ của mỗi gia đình chúng ta nên đúng đắn, để tránh đi những cái cãi vã hay là cái này kia đáng tiếc trong những cái ngày mà chúng ta từng cho là cái quý kỵ này. Cái kỵ có nghĩa là đừng nói những lời mà bậy bạ hay là đừng cãi giả trong những cái đó, nó bất hòa, nó không hay. Đó là một truyền thống đẹp các vị nên giữ gìn. Tôi chỉ gói ghém với các vị trong ý nghĩa của bài giảng để chia các vị cho chúng ta có cái nhìn rộng hơn về vấn đề mà nghi lễ truyền thống tín ngưỡng người Việt chúng ta. Chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Các vị có cần trao đổi gì trong buổi nói chuyện hôm nay? Mời các vị. Câu hỏi mà đánh sẵn cả trang vậy đó. Cái câu hỏi này thì nó hơi riêng tư một chút, nhưng mà nếu nêu ra để chúng ta học tập thì cũng được. Con xin bạch thầy, con hỏi thầy cho con hỏi, có một chùa mà sư cô trụ trì tin tưởng sư muội của mình mà giao tất cả sự điều hành trong chùa từ A tới Z cho sư muội của mình, sao người sư muội này tự tách ra riêng mua một ngôi chùa khác, cải tên chùa, và người này dọn tất cả đồ trong chùa của sư trụ trì và đi nói xấu xuyên tạc với Phật tử. Sau này người sư muội này sau khi mạng chung theo Phật giáo sẽ đi về nẻo nào, kính xin thầy khai thị cho con.
Này các vị không hỏi ông Phật hỏi tôi. Tôi chỉ nói một cách chung chung thôi, cái việc này các vị nêu tôi cũng không nắm hết được vấn đề, mà chỉ tôi nói chung như thế này. Cái nhân quả là quy luật. Vì vậy tu sĩ hay là cư sĩ, cái gì đó nó không quan trọng. Quan trọng người nào rơi vào trong nhân quả thì người đó phải chịu trách nhiệm về nhân quả, không có cách khác được. Tôi nói cái nhân quả là một chân lý, nó giống như lửa. Đây là tôi cho cục lửa đi, các vị là người cư sĩ, các vị đụng lửa sao? Nóng. Vậy tôi thầy tu, tôi đụng lửa sao? Chẳng phải là các vị là người cư sĩ Phật tử đụng lửa nóng, mà tôi tu sĩ tôi đụng lửa nó mát à. Như vậy thì các vị hiểu cái gì? Đây là quy luật thuộc về chân lý. Người tu thì không quan trọng về cái sắc phục tu ở đời, mà quan trọng là ai làm sai thì phải trả quả báo đó, chẳng có nói gì hết. Như vậy một người tu sĩ mà thiếu đạo đức như vậy, nếu đúng nghĩa như vậy nha, tôi nói là tôi nói trên văn tự này, chứ tôi không nói cái sự kiện đó tôi không biết, nhưng văn tự nêu như thế này, mà thật tình thiếu đạo đức như vậy thì người tu này không bao giờ giải thoát được, và phải trả tất cả những oan trái và nghiệp chướng mà người này đã gieo cho người khác. Đây là không có cách khác được. Vì vậy nghiệp chướng này dẫn về đâu thì tùy nhân quả và nghiệp chướng của người đó, dẫn người đó đến một môi trường trả cái nghiệp tương đương, mà tôi không đánh giá được à. Nói thẳng ra vậy, hỏi tôi đi về đâu tôi đâu biết đâu à. Tôi không có đủ cái thiên nhãn để tôi nhìn thấy vấn đề đó. Tôi chỉ dựa vào nhân quả tôi phân tích một vấn đề cho các vị hiểu vậy thôi. Nhưng nếu dựa vào câu hỏi này, một người tu như vậy không đáng để tin cậy và không đáng để ủng hộ. Nên nhớ là như vậy, người tu như vậy không xứng đáng để ủng hộ và không xứng đáng để tin cậy. Cho nên việc này, người nào mà ủng hộ việc này tôi nghĩ cũng tà kiến ghê gớm lắm á, chứ không phải là bình thường à. Tôi chỉ trả lời cái đó tới đó thôi ha. Gì đó vậy? Có ai hỏi trực tiếp không? Dạ, thầy mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào thầy. Xin thầy vui lòng giải đáp cho con một những câu hỏi. Cái người anh của con ở Canada có một đứa con trai á thầy, cũng như là ăn nhậu rồi quậy phá rồi cũng như hút sắc rồi gì đó, thiếu tiền đồ rất là nhiều, thì ảnh cứ hễ mà nó thiếu á thì ảnh cứ trả cho nó, viết là ảnh mấy chục ngàn, viết là ảnh không còn gì nữa, chỉ còn căn nhà là bây giờ sắp sửa muốn bán. Thì vợ ảnh đó là người Canada, chỉ không đồng ý, chỉ nói chỉ không hiểu về Phật pháp, tại vì ảnh cũng có giải thích, ảnh nói là thiếu nợ thì trả, nhưng mà chỉ không đồng ý, chỉ nói là nhưng mà ý cô muốn hỏi là cái gì? Dạ, cũng như là con, cái ý con đó là thầy có vui lòng giải đáp cho con là ảnh nên làm như thế nào và vẫn vui lòng trả cho nó, hay là như thế nào, như là vợ ảnh là không đồng ý. Rồi cô ngồi xuống đi. Riêng tôi á, tôi đồng ý cái quan niệm của cô vợ hơn. Một cái người cha mà như vậy á, một cái quan niệm Phật giáo như vậy đó là quan niệm nhu nhược. Cứ là quan niệm thiếu nợ là trả. Trên cuộc đời tao chưa biết mày thiếu nợ thế nào, nhưng mà cả đời mày báo tao. Cái việc này cơ bản nhất là mày nợ tao chứ tao chưa nợ mày. Mình quan niệm về cái nợ của Phật giáo như vậy là mai này các vị chết cả đám, chứ không phải là riêng về cái gia đình đó. Cứ nói là thiếu nợ trả, vậy là những cái đứa con hư, nó ăn chơi rồi cái hết tiền về má thiếu nợ con trả tiếp. Rồi cái mai này cũng bán nhà má trả tiếp. Rồi còn bản thân không lẽ bây giờ mai mốt mà má bán nội tạng đi trả tiếp. Xin thưa các vị, đây là tôi đã giảng trong cái bài giảng là hóa giải nghiệp tiền kiếp, tôi nói với các vị rồi. Các việc cần phải giải quyết bằng sự khôn ngoan và nguyên tắc trên cuộc đời này một cách triệt để. Chừng nào sử dụng hết tất cả khả năng có được để giải quyết vấn đề mà vấn đề không thay đổi, mình mới có thể tạm chấp nhận rằng đó là cái nghiệp. Còn bây giờ mình không nỗ lực để mình giáo dục dạy dỗ các con để nó hư, do nó báo hại mình, rồi mình nói mình thiếu nó, mình trả. Thật sự mình thiếu nó hay nó đang thiếu mình? Cái vấn đề này ai có thể cho biết được trước câu hỏi đó? Mình thiếu nó hay là nó đang, cái này nó đang dai mình đây? Cho nên chúng ta không có nói Phật pháp bằng một cách tiêu cực như vậy. Cho nên người xưa từng nói chúng ta một câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng. Có hiểu câu này chưa? Như vậy nỗ lực hết mình rồi mới biết cái mình.
như thế nào. Bây giờ nói thầy bói nói là mình mạng nghèo, à mạng nghèo là chuyện cái miệng của thầy bói, nhưng mà bản thân tôi làm cho chốc xương sống, tôi làm hết chốc này đến chốc khác, ngày giờ tôi làm tất cả mọi thứ, tôi làm cả đời, mà cuối cùng á đúng là tôi cũng nghèo, đúng là lúc đó mới gật đầu là tin ông là ông nói tôi nghèo. Còn bây giờ nghe ông thầy bói nói nghèo cái giờ không làm nữa, ông thầy bói nói tôi nghèo, tôi làm gì cũng không có ăn đâu, cho nên tèn tèn hàng ngày nói thất nghiệp để ăn welfare. Như vậy thì bây giờ á, các vị mà ăn đồng tiền mà gọi là gì Obama khe gì đó hả? Đó thì bây giờ các vị thấy rằng khi mà chúng ta mà đổ thừa như vậy và chúng ta buông trôi bản thân của mình, rồi mình nói là do cái mạng mình nghèo như vậy á, đây là tại mình lười biếng, tại mình nhu nhược, tại mình hiểu một cách lật lạc, tại mình mê tín. Cho nên bây giờ cái việc nào cũng vậy, giải quyết bằng mọi khả năng có được. Con cái mình hư thì mình có đầy đủ cái cách để dạy nó, thậm chí dạy nó từ nhỏ kìa. Tôi đã giảng với các vị một cái bài giảng là nuôi dạy con thời hiện đại. Tôi nói đứa con là mình phải dạy nó từ nhỏ, phải tập nó đi chùa, phải tập nó học đạo, phải tập lễ nghĩa, phải tập đạo đức, phải cho nó biết cái trách nhiệm bổn phận của nó như thế nào. Dạy từ nhỏ như vậy, lớn lên nó có cái hạt giống đó trong đầu thì quả mai mới dễ dàng dắt con vào đời. Còn cái này các vị bỏ sụi cho nó, từ nhỏ tới lớn nó ăn chơi, nó tất cả lưu lỏng, mọi thứ nó có quyền tự do. Mai này lớn lên các vị muốn nó ngoan, nó hình thành theo cái nguyện vọng của mình, các vị nấu cát mà muốn thành cơm mà, làm gì có chuyện đó. Một cái cây mà người ta muốn nó trở thành một cây bonsai, người ta phải làm gì? Nghệ nhân người ta uống, người ta chăm chút từng miếng, ngày này qua ngày khác, 5 năm, 10 năm như vậy mới có thể trở thành cây bonsai để lên bàn mà trưng. Còn một con người chúng ta bỏ phế như thế đó, chúng ta nghĩ sau này tự nhiên nó lên người à? Làm gì có những chuyện mà như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải quan niệm đúng đắn về việc này. Việc con mình hư có hai việc. Thứ nhất là do cái thiếu trách nhiệm dạy dỗ của mình. Thứ hai là lại gì, bản tánh của nó thuộc về bướng bỉnh và ăn chơi một cách lưu lỏng. Trong hai phải có một hoặc là có cả hai. Và giờ này khi con chúng ta nó đã hư là một cái hệ quả của chúng ta, hệ quả tất yếu. Vì vậy cái ông cha này rất có thể là tự xét mình thấy mình có lỗi trong việc dạy con mới chịu đựng như vậy. Thì cái này nghĩ như vậy mà chịu đựng, tôi chấp nhận. Còn nghĩ gì thiếu nợ nó mà phải thuyết phục bà vợ, đây là làm cái chuyện mà gọi là không hợp lý. Cho nên khi mình nghĩ, ông phân tích rằng tôi đã thiếu trách nhiệm dạy con, bỏ bê nó, bây giờ nó như vậy thì đây là hậu quả của tôi phải gán lãnh thôi, bà chịu chung với tôi, vân vân. Nói như vậy người ta dễ nghe hơn. Chứ còn nói kiếp trước, ông nội ai biết kiếp trước là cái gì. Cho nên cái bà vợ phản ánh là đúng. Bây giờ á, vì nói cái vấn đề thiếu nợ nó, rồi bây giờ cầm nhà đi ra ngoài đường ở như vậy không hợp lý. Còn ông này cảm thấy rằng á, là cái bổn phận mình thiếu sót với con, cho nên bây giờ cái việc của ông phải giống như ông bù đắp cái việc thiếu sót đó, tùy ông. Nhà đó nếu mà không phải là của riêng ông thì vấn đề đó ông chia với vợ hay làm gì làm, hay là ông làm gì đó ông bù đắp cho nó. Còn hai là ông giáo dục nó thế nào đó tùy. Không có một quan niệm, một đạo Phật về nghiệp chướng bậy bạ như vậy. Cho nên tôi phân tích một cách rộng rãi như vậy để chúng ta quan niệm cho nó hợp tình hợp lý. Cơ bản nhất nó còn nằm trong sự giáo dục của chúng ta thì phải dạy nó tới cùng. Chúng ta dạy không được cho luật pháp dạy nó. Cách này không được thì cách khác. Chứ chúng ta không phải là để rồi khoáng một cái câu gì nghiệp báo hay là về thiếu nợ. Tôi thấy mấy người từng để những đứa con hư mới quậy phá tào lao, rồi do nói thiếu nợ này kia cái nợ. Không có xài một cái vấn đề Phật học như vậy. Phật nào dạy chúng ta như vậy? Cho nên chúng ta không hiểu, ứng dụng sai lời Phật dạy, rồi chúng ta đổ thừa cái đó cho Phật. Phật mà ông sống vậy, ông nói tao dạy rồi đó nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhiều cái các vị du quan trong Phật ghê gớm lắm á. Đâu phải là mượn ông Phật ra, tại các vị nghĩ ông Phật chết rồi, ông không có cãi được đúng không? Cho nên cứ gì cứ nói ông Phật nói xong. Cho nên cái việc đó tôi muốn trao đổi với anh cô á về một cái cách rất là khách quan. Đừng ép vợ mình, làm sao phân tích để đủ sự cảm thông
và nhận cái lỗi như thế nào trong việc đó, và đồng thời có cái cách để điều phục cậu trai nên người, chứ không phải là dung túng tội phạm như vậy. Cái đó các vị dung túng tội phạm, không phân tích và không dạy dỗ nó, mà các vị để cho nó hư mà để được lo hoài như vậy, nó không hiểu được cái hư của nó như thế nào. Cho nên tôi nhớ cái này là tôi giảng ở bên Tát Sạch đó, tôi có giảng cái bài giảng là nuôi dạy con nên người đó. Tôi có nói cái bài thơ mà ngày xưa đó thầy tôi hay dạy tôi từ thở bé: nuôi con chẳng biết dạy răng, phận làm cha mẹ chịu phần lỗi to, không siêng dạy bảo học trò, tội thầy lười biếng chẳng lo việc mình, cha răng thầy dạy phân minh, học hành không đặng tội đành về con. Cái câu kết của nó là cha răng thầy dạy phân minh mà học hành không đặng tội đành về con á. Thì cái này Tâm mới nói rằng á, là hãy dạy học trò đến nơi đến chốn. Chuyện mà cha mẹ và thầy cô phải có trách nhiệm với học trò, mà dạy nó chừng hết cái nhiệm vụ của mình mà nó hư á, thì lúc đó mới thuộc về cái lỗi của nó. Còn cái đây mình không dạy dỗ này kia cái nọ mà nó hư á, là lỗi của mình. Đó là cái cách mà người xưa dạy trong cái bài đó. Như vậy thì đại khái là tôi muốn nói cái việc gì? Cái việc mà mình hãy can thiệp dạy dỗ từ khi con nó còn tấm bé kìa. Cổ đức mình từng dạy là dạy con từ thở còn thơ. Cho nên là mình cảm thấy rằng là cây non mà mình không uống á, là tới già làm sao uống được. Phải hiểu rất rõ, đây là các vị lấy kinh nghiệm cho việc dạy dỗ con cái của chúng ta. Từ nhỏ không hướng dẫn nó, đến lớn lên tự nhiên các vị muốn nó ngoan, các vị ảo tưởng rồi. Không bao giờ được cái những điều như thế. Phải hiểu rất rõ như vậy để mà giúp cho chúng ta có cái cách để dạy con, nhất là những cái xứ sở như đất Mỹ này. Khi nó đủ tuổi trưởng thành, nó có quyền tự do, vì vậy phải tranh thủ thời gian lúc trẻ của nó. Tức là lúc mà luật pháp chưa can thiệp á, chúng ta phải can thiệp nó trước. Từ nhỏ muốn nó nguyện vọng nào, hãy dạy nó từ lúc nó còn ấu thơ. Phân tích dạy dỗ cặn kẽ, dìu dắt, kiềm chế nó. Không vi phạm luật pháp, nhưng mà cũng chúng ta có quyền, là cha là mẹ có quyền hướng đạo cho con mình từ thở nhỏ. Rồi khi đủ tuổi trưởng thành, nó có quyền tự chọn cho nó, bởi vì lúc đó mình can thiệp rất là khó. Nhưng mà khi nó đã có hạt giống rồi, chúng ta nói nó sẽ hiểu. Còn từ nhỏ tới lớn nó chưa có hạt giống, không có hạt giống dạy dỗ của chúng ta về đạo đức, về hiếu thảo, về sự nghiệp, về này kia. Lớn lên các vị nói cái đó nó giống như dịch nghe sấm vậy đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Hãy hiểu cái điều này rất rõ để mà giúp các con nên người ha. Tôi phân tích như vậy để cô chia sẻ với anh cô. À gì đâu rồi. Tại sao tạo hóa lại sinh ra con người để rồi phải giữ giới, nếu không thì phải gánh tội từ nhiều kiếp? Cái này các vị hỏi giống Thiên Chúa. Cái quan niệm này nó không có trong Phật giáo. Không có tạo hóa nào, ông nào tạo ra con người cả. Các vị nên nhớ kỹ trên nguyên tắc này, là chúng ta phải biết rằng là học thuyết của Đạo Phật không có cái khởi điểm để một người nào đó sinh ra ai. Cái này nó nằm trong học thuyết của Thiên Chúa về Thượng Đế sinh ra tất cả. Và cái học thuyết này đã bị các nhà khoa học phê bình. Và bên cạnh đó, những nhà sinh vật học Darwin cũng tìm ra cách giải quyết các vấn đề này bằng cách là suy tìm về dựng người thành người qua quá trình là nghiên cứu của khảo cổ về các loại hóa thạch. Nhưng tất cả những cái này đều không đem lại kết quả để phản ánh đúng về chân lý cả. Học thuyết của Đạo Phật là học thuyết duyên sinh. Vì vậy không có một sự khởi điểm ban đầu về ai sinh ra ai. Mà quan điểm này nó cũng giống như gà sanh trứng và trứng sanh ra gà vậy đó. Chúng ta có thể hỏi gà sanh ra trứng hay là trứng sanh ra gà? Các vị hỏi cái này được không? Các vị hỏi cái này á, là người mà gọi là theo học thuyết của thần học Thiên Chúa đó, họ không trả lời được. Bởi vì họ có khởi điểm ban đầu. Còn học thuyết duyên sinh của Đạo Phật là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Học thuyết này nó không mang cái nghĩa khởi điểm ban đầu. Cho nên vấn đề gà sanh trứng hay là trứng sanh gà không là vấn đề của Phật giáo. Đủ nhân đủ duyên thì có trứng, mà đủ nhân đủ duyên có gà. Nó là nguyên tắc, nhiều khi có trứng chưa hẳn có gà, mà nhiều khi có gà chưa hẳn có trứng. Các vị nhớ rất rõ là như vậy. Học thuyết duyên sinh của Phật giáo không bị vướng mắc bởi những cái này.
Và Darwin cũng vậy, Darwin không mang cái nghĩa là ông đã suy luận về cái vấn đề là quá thật của vượng người thành người. Xin thưa các vị, hàng triệu năm qua có một con vượng nào, người nào thành người chưa? Chưa bao giờ có chuyện đó. Chỉ có điều là trong người tiền sử của chúng ta, cái thời kỳ ăn lông ở lỗ, cái mức độ đời sống sinh hoạt và mọi thứ của chúng ta nó gần với các loài cầm thú hơn, nó kém văn minh hơn, chứ không có nghĩa rằng cái thời điểm đó chúng ta là một con vượng rồi sau này được tiến hóa thành người. Mà tôi nói với các vị nè, cái này tôi đã giảng cái bài giảng là tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người, tôi đã có phân tích với các vị rồi. Đã cho là tiến hóa thì xin thưa các vị, một loài này tiến hóa thành loài kia thì tự thân nó còn không? Nếu một loài này tiến hóa thành loài kia thì tự nó phải diệt đi, phải mất đi chứ không thể còn. Nhưng mà bây giờ còn vượng không? Còn vậy ở đâu nó sót lại vậy? Nếu đã tiến hóa thành người rồi mắc cái gì mà nó còn sót lại một số con đó, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu vượng người thành người thì mấy ngàn năm qua nó sống gần với con người, gần tập quán văn minh của con người, nó có thành người con nào chưa? Cho nên các vị nên nhớ kỹ, vượng thì mãi đẻ ra vượng mà người đẻ ra người. Đó là nguyên tắc thôi. Thì gọi là cái tầng bậc của các loài động vật á, nó từ bậc thấp đến bậc cao. Cho nên những cái động vật nào nó gần với con người thì các cấu tạo về xương nanh mọi thứ của nó gần với cấu tạo của xương con người vậy thôi. Động vật nó nằm từ bậc cao là cao nhất là con người. Vậy thì kế con người là loài nào đó nó sẽ có cái bộ xương cấu tạo giống cái bộ xương con người. Nhưng không thể nào nó để trở thành người được, không có lý do đó. Đã là tiến hóa thì không còn chính bản thân nó nữa. Nên nhớ là như vậy. Và thứ hai, nó vẫn còn thì không thể xác định được. Học thuyết của Darwin là đúng, nhưng mà giải quyết tạm thời trong một giai đoạn để con người đang bí và bế tắc về vấn đề để tìm hiểu ra nguồn gốc con người. Và ý ông có thể là một nhà sinh vật học, ông thuộc về nhàn dạng gọi là khoa học tự nhiên, nó thuộc về dạng duy vật. Ông có thể tìm ra học thuyết để chống lại với những cái học thuyết của duy tâm thần học và tôn giáo đang ngự trị một thời. Thì cái này nó là một cái giải quyết của vấn đề lịch sử. Nhưng xin thưa các vị, với quan điểm của Phật học, hai điều này đều không thừa nhận. Cho nên chính cái bản thân của câu này, nó không có giá trị là tạo hóa sanh ra con người để con người gánh vác tội lỗi. Cái này nó nằm trong học thuyết về tôn giáo, nó không có trong học thuyết của Phật giáo chúng ta. Mà chúng ta chỉ gánh những hành động sai lầm mà chúng ta đã làm thôi. Cái việc đó kiếp này kiếp khác gì đó tùy. Ví dụ bây giờ các vị ra ăn trộm người ta, người thì các vị bị cảnh sát bắt, thì các vị gánh trách nhiệm về điều đó thực tế nè, chứ chưa nói kiếp nào cả. Trong cái việc này chúng ta có thể gánh tất cả những sai lầm của chúng ta từ một đến nhiều đời nếu có. Vậy thôi. A Di Đà Phật. Nhiều người nói rằng khi sống không cho ăn, khi chết thì cúng quá trời. Xin thầy giải thích cho các Phật tử hiểu. Xin thưa các vị, cái này là những cái câu mà cổ ngôn Việt Nam để mỉa mai những người gọi là cái hiếu thảo giả dối á. Hiếu thảo giả dối có nghĩa là khi sống bỏ bê cha mẹ, rồi khi chết cúng kiến, thì người ta mới lấy cái đó ra để người ta mỉa mai là tại sao hồi đó sống không cho ăn đi rồi chết rồi mày cúng cho quá vậy, mày cúng mày ăn chứ đâu phải là mày cúng ông bà ăn. Để người ta nói rằng những người này là đạo đức giả. Còn cái chuyện cúng kiến là lễ giáo, đó là chuyện ngàn đời, chuyện không thể quên được. Cho nên nếu một con người có đạo đức thì cái cách cúng của chúng ta cúng chừng nào người ta tôn trọng chừng đó. Bởi vì nghĩ rằng đúng là người này có cái đạo đức với cha mẹ mình. Còn khi sống mà cả đời bỏ bê, khi chết làm cái đó, người ta đánh giá cái hành động đó xuất phát để đạo đức giả đó, chứ không phải là cho hành động cúng là sai. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, con nghe thầy nói rằng đa số Phật tử đi chùa vì cầu mong gia đình được hạnh phúc, cơm no áo ấm, con ngoan trò giỏi. Còn những Phật tử mong muốn được giải thoát chỉ được khoảng 1%. Con xin thầy có thể giảng một bài hoặc chỉ dẫn cách tu tập cho những cư sĩ mong muốn được giải thoát. Cái này tôi giảng hàng trăm bài luôn chứ đừng nói một bài. Tôi giảng tôi la làng luôn mà không chịu nghe. Cái miệng á, lúc nào cũng nói muốn giải thoát mà ở trên đời này ôm cho một đống. Ôm như thế mà đòi bay lên trời á, đá mà đòi bay lên. Có nghĩa là miệng thì muốn bay lên mà thân thì muốn ôm đá.
Xin thưa các vị, đây là cái điều mà các vị từng mắc phải. Các vị tu tập bằng tưởng tượng và ước vọng mà các vị không chịu xét tới chính mình để ứng dụng. Tôi đã giảng quá nhiều bài giảng về cái vấn đề này. Chỉ tại tự các vị thứ nhất là không chịu nghe để ứng dụng. Thứ hai là mình tự lừa dối mình bằng những tưởng tượng ảo vọng. Chứ thật tình mà nói, các vấn đề bài giảng về xã hội và bài giảng về Phật học của tôi tương đương với nhau. Rất có thể là tôi là giảng nhiều bài xã hội nhất, nhưng mà ở một mức độ nào đó thì trong cái vấn đề chia sẻ đó, tôi cũng đưa các vấn đề Phật học. Thậm chí nếu chúng ta muốn tu tập một bài một, chúng ta có thể tu đến nơi đến chốn rồi. Cái bài giảng rất lâu là cái bài giảng là giải thoát là gì đó. Nếu các vị cần giải thoát, các vị nghe xong bài giảng đó các vị thoát liền đó. Nhưng mà không biết có chịu thoát không. Đây là điều mà các vị nên để ý như vậy ha. Rồi, A Di Đà Phật. Cái này các vị nếu cần hiểu thì tôi chia sẻ. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích cho chúng con sự khác biệt nhân quả nghiệp. Hai là Mạt Na và A Lại Gia. Chúng con chân thành cảm ơn Thầy. Xin thưa các vị, nhân quả nghiệp đây là một cái dạng gọi là dây không tách rời được. Nhân quả nghiệp nó như củi lửa khói rồi vậy đó. Nó chung nhau vậy, không có lửa không có khói. Nhờ gì có khói cho nên biết đó có lửa vậy đó. Nhân quả nghiệp đó là một cái chuyện dây chuyền. Nghiệp là một hành động tạo tác. Vậy thôi. Hành động tạo tác này là hành động tạo tác có thể thiện mà có thể là ác. Thì hành động tạo tác thiện gọi là nhân thiện, hành động tạo tác ác gọi là nhân ác. Và nhân thiện cho nên đem lại quả thiện, nhân ác đem đến quả ác. Nhân quả nghiệp này kia đó là một cái hệ dây chuyền như thế, không tách rời được. Cho nên phân tích thì nói như vậy thôi, chứ trên nguyên tắc nhân quả nghiệp báo là nó một cái hệ của nó, như khói với lửa vậy đó. Lửa với khói vậy không thể tách rời. Vì vậy có nhân có quả là phải có nghiệp mới có nhân có quả chứ. Nghiệp thiện thì cái quả thiện, mà nghiệp ác thì quả ác, vậy thôi. Cho nên nhân quả nghiệp là nó một hệ dây chuyền, hiểu chưa? Cái này nó đâu cần thiết để chúng ta có thể là phân bua mà chia chẻ gì nữa. Còn trong cái việc mà gọi là hỏi là A Mạt Na, không phải A Mạt Na, nó có từ Mạt Na thôi. Và cái từ A Lại Gia, đây là một trong tám thức tâm vương của Di Thức Học. Trong bát thức tâm vương gồm có tiền ngũ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi ba thức sau là ý thức, gồm Mạt Na thức và A Lại Gia thức. Riêng Mạt Na thức và A Lại Gia thức thì Mạt Na và A Lại Gia như bóng với hình. A Lại Gia chúng ta dịch là tàng thức. Tàng thức là cái kho chứa trong tâm thức của mỗi con người. Những ký ức mà chúng ta lưu lại trong đầu chúng ta gọi là chủng tử. Và cái mà để chứa cái chủng tử đó, cái đó gọi là tàng thức. Cho nên tàng thức gọi là cái kho. Và cái từ nguyên tác của nó gọi là A Lại Gia. Chúng ta hay phiên âm là A Lại Gia. Như vậy cái tàng thức này nó mang cái nghĩa là chứa chủng tử, và đồng thời đó là cái thức chứa nghiệp của chúng ta. Và có thể nói rằng là thức này là thức tái sinh. Cho nên riêng A Lại Gia này nó có mặt hình thành trước tiên cho sự có mặt của chúng ta, và nó đi cuối cùng cho sự kết thúc cuộc đời của chúng ta. Mà trong Di Thức nó có một cái câu là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ hậu lai tiên tác chủ ông là khứ hậu là đi sau, lai tiên là đến trước, A Lại Gia là chủ ông. Có nghĩa là sau khi chúng ta kết thúc thân này thì A Lại Gia là đi cuối cùng để ôm tất cả những hành động chủng tử, nghiệp thiện ác của chúng ta, để rời khỏi thân xác này, để trở thành một dạng thân trung ấm tồn tại trong cái thức A Lại Gia. Và thức này tìm một môi trường tái sinh, thì khi tái sinh thì A Lại Gia phải nhập bào thai trước. Cái đó gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Như vậy A Lại Gia chúng ta hiểu một cách nôm na là cái thức để chứa đựng tất cả những hành động, quan trái, nghiệp báo, suy tư, ý niệm thiện ác trong một đến nhiều đời của chúng ta trong đó. Cái đó chúng ta hay gọi là ký ức. Chúng ta hiểu vậy chưa? Rồi riêng về cái Mạt Na là thức thứ 7. Cái thức thứ 7 này rời thức thứ 8 nó không có được. Bản thân của thức thứ 7 là thức Mạt Na theo trình tự từ 1 đến 8. Cho nên á, Mạt Na thức hay gọi là truyền tống thức, hay là cái thức chấp ngã, phải hiểu là như vậy.
Như vậy truyền tống thức là thức này nó có khả năng nó đưa tất cả những cái ấn tượng hay những hình ảnh thiện ác gì đó đưa vào trong kho, và nó thể nó moi tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta cần nghĩ nhớ đó từ trong kho đưa ra. Cái thức mạt na làm trung gian để cho ý thức nhận biết được điều đó, thì cái thức mạt na này gọi là truyền tống thức, đưa vào và đưa ra những cái hạt giống chủng tử. Theo cái này, cái thuyết này gọi là duy thức học. Và cái bản thân của mạt na tức là nó chấp ngã, tức là ôm lấy cái mạt na làm ngã, tức là nó tồn tại theo a la gia. Cho nên bản thân của mạt na thức người ta gọi là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, tức là nó yêu cái ngã, nó chấp vào cái ngã, nó ôm giữ cái ngã, nó có thành kiến về cái ngã. Cho nên a la gia đầu sanh vào trong con heo thì mạt na nó chấp là nó tự ngã, bảo vệ tự ngã. Và nếu mà a la gia này sanh vào con người làm người nữ thì đó là nữ tính này là của tôi. Cho nên mạt na nó mang cái nghĩa bảo vệ tự ái tự ngã của con người. Phải hiểu cái này rất là rõ như vậy. Cho nên duy thức tam thập tụng có một cái câu là tùy sở sanh sở hệ, có nghĩa là tùy a lại gia sinh vào đâu thì mạt na sẽ chạy theo bám chấp vào đó để cột trói vào đó, gọi là cố chấp. Cho nên nó mới có cái nghĩa ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái như vậy. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng mạt na thức là một trong những thức quan trọng, đồng thời nó có tính cách bảo vệ tự ngã của con người. Cho nên mạt na là một dạng phản xạ không điều kiện của tất cả chúng ta. Chúng ta phải so sánh rất rõ, tự thân của ký ức nó không có phân biệt được thiện ác, cho nên bản thân của a lại gia thức là vô ký. Nhớ là như vậy, vô ký có nghĩa là nó là một kho chứa thôi, nó không có phân biệt được thiện ác. Muốn phân biệt được thiện ác phải là ý thức để phân biệt đánh giá được vấn đề. Còn cái thằng này do nó bị dính mắc vào trong a lại gia cho nên nó vô ký, mà nó hữu phú, nó bị che đậy, mà nó có tính vô ký nhưng mà nó cũng không phân biệt được thiện ác. Nhưng nó là một dạng phản xạ tự nhiên. Bây giờ tôi cho phản xạ tự nhiên nè. Tôi ví dụ, tôi ngắt đoạn cái này đi. Xin lỗi nha bông. Tôi cho đây là con ong. Bây giờ con ong tự nhiên nó bay vô mắt tôi. Thì các vị, ví dụ bây giờ con ong nó bay vô mắt các vị làm gì? Nheo lại. Chứ không phải ngồi nó dòm suy nghĩ. Cái này là con ong hả? Và con ong này nó bay vô mắt hả? Nếu bay vô mắt thì chắc là đau lắm hoặc là bị mù. Vì vậy cho nên là hãy khép mắt lại để thôi con ong nó đụng con mắt. Nghĩ chưa xong đuôi mắt rồi. Có phải vậy không? Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi con ong bay vào trong con mắt tự nhiên gì? Chớp lại liền. Cái đó gọi là gì? Cái gọi là phản xạ không điều kiện. Đúng không? Như vậy mạt na nhiệm vụ nó là như thế, tức là bảo vệ tự ngã này bằng một cái phản xạ không điều kiện. Còn có điều kiện là phải qua lăng kính của ý thức suy nghĩ, nhưng mà lăng kính suy nghĩ cũng chậm hơn phản xạ tự nhiên, đúng không? Vì vậy ý thức mới suy nghĩ mày là con ong cho nên mày có cây kim, hoặc là mày như vậy đâm vào mắt tao sẽ đuôi, như vậy là tu đuôi tao không thấy đường, nghĩ vậy nên khép mắt lại, nghĩ chưa xong đâm đuôi vậy. Cái đó là làm việc của ý thức. Còn mạt na không có. Thằng này mà chữ hiện tay rồi tới nhảy liền. Có phải không? Đây là cái dạng đụng vô lửa thì sao? Vừa đụng nóng là sao? Giật ra liền. Trong cái này là lửa, nó nóng, nóng như vậy nó sẽ cháy da. Nó cháy da vậy nó phỏng thịt tôi, sau này nó sẽ bị thối, nó bị hư. Nghĩ chưa xong cháy nguyên ngón tay còn. Có phải không? Đây là cái việc để là hiểu cho cái chức năng hoạt động của các thức. Ở đây không phải hôm nay tôi giảng về duy thức học, nhưng tôi phân tích để các vị thấy rằng, các vị hỏi về mạt na và a lại gia, tôi chỉ nói một cách cơ bản ngắn gọn để các vị hiểu rằng ý nghĩa và chức năng của hai thức này trong bát thức mà thôi. A Di Đà Phật. Mấy cái này phức tạp lắm, tôi không có muốn nói với các vị, nhưng mà ai chắc là ba của con mất được 2 năm, hài cốt gia đình của con đem vô chùa. Con có xin mẹ được để hài cốt của ba trong một cái hộp nhỏ. Mỗi lần gia đình con họp mặt, anh chị em nói với nhau của nhà riêng con đem ba con theo và chung con đều có cảm giác là ba
con có mặt, nhưng thời gian gần một sư cô nói với mẹ con là không nên làm như vậy. Con rất là buồn nhưng không hiểu làm như vậy là đúng hay theo Phật pháp. Không hiểu luôn. Không hiểu muốn nói gì luôn á. Câu hỏi của con là hài cốt của ba con để trong cái hộp nhỏ, mỗi lần con họp gia đình đó con đem theo. Như vậy là, nhưng mà mẹ con nói là, sư cô nói là đem theo như vậy là không có để cho ba con yên tĩnh. Nhưng mà mỗi lần như vậy con thấy là gia đình họp mặt là có sự có mặt của ba con. Tại vì gia đình con là một tuần họp mặt lại một lần. Thật ra mà nói đó, tôi nghĩ cái này không phải ba cô không yên mà cả gia đình cô không yên. Ông chết rồi, ông không có gì yên, không yên hết trơn á. Nhưng mà tại các vị á, máy móc trong cái hành động, cho nên là các vị làm loạn trong gia đình. Cái việc thờ cúng á, thì cơ bản nhất là chúng ta thờ nên để trang nghiêm. Cái việc mang đi nó không có sai gì hết trơn trời á, nhưng mà chúng ta thờ cúng như vậy chúng ta thiếu sự tôn trọng. Cái đó không phải là một cái vật đồ chơi. Cho nên ở đây nếu thờ thì để yên như vậy, nó sẽ cảm thấy rằng cái cảm giác mọi người thấy sự tôn trọng và trang nghiêm hơn. Còn họp gia đình thì cứ họp gia đình, chứ tại sao phải mang nấm xương cho ông đi theo. Thật ra mà nói ông chẳng còn có mặt đó để ông giữ nấm xương đâu. Cho nên á, ở đây các vị đừng làm loạn cho gia đình như thế. Thờ ba chỗ nào thờ cho được thật sự trang nghiêm. Còn họp gia đình đó là chuyện riêng của gia đình. Ngày đám giỗ đó là ngày có mặt chung của mọi người. Hoặc ai cuối tuần muốn về thăm ba, về đó đốt nhang, đó là tình cảm của mỗi đứa con trong gia đình có quyền để sử dụng điều đó. Cô đừng làm loạn cho gia đình nữa. Ý thầy là như thế. A Di Đà Phật. Bạch thầy Quan Hỷ, con có một người âm nhập vô thân thì nó nói trong nhà cha mẹ và anh em. Nói cái gì? Bạch thầy, có pháp môn nào dạy con hành trì? Pháp môn này vô bệnh viện á, vô nhà thương điên á. Xin thưa các vị về lấy cái bài giảng tôi giảng vào ngày Halloween. Cái ngày đó tôi giảng tại Canada, bài giảng là hiện tượng ma dự nhập là gì. Và tôi đã phủ nhận cái này từ rất lâu rồi. Tôi đã nói rất là nhiều. Chúng ta sống một đất nước văn minh mà còn quan niệm thời đồ đá. Tôi nói không phải để tranh cãi với mọi người để làm cái gì. Cái chuyện ma dựa nhập là cái chuyện này theo tín ngưỡng dân gian tập quán Việt Nam. Khi chúng ta chưa có giải thích được bằng y học, khoa học hay là thần kinh học, thì chúng ta không biết cái đó là cái gì, cho nên chúng ta nói là ma dựa nhập. Thì khi mà chúng ta chưa có những cái khoa học can thiệp thì chúng ta có quyền. Nhưng một khi khoa học can thiệp, người ta đã cho chúng ta biết được rằng đó là chứng bệnh của phân liệt thần kinh đa nhân cách. Và người ta đã giúp chúng ta chỉ dứt điểm ba cái này, chứ thầy bùa, thầy pháp, thầy chùa nữa cũng không giải quyết được vấn đề này đâu. Cho nên ở đây chúng ta đó, ngày xưa đau chân thì há miệng. Cho nên chúng ta làm việc, mấy thầy từ thì mấy thầy cũng nghĩ bằng việc tâm linh tín ngưỡng, các thầy cũng hỗ trợ cho chúng ta hên xui. Hết được cũng thôi, chứ giờ làm sao. Nhưng việc này là việc mà khoa học người ta can thiệp hết dứt điểm, mà chúng ta vẫn còn ôm quan niệm này là chúng ta đẩy người thân của mình bị bệnh tật suốt đời. Bởi vì chúng ta có quan niệm là người đó bị ma dựa nhập, cho nên chúng ta chữa trị theo dạng thầy bùa thầy pháp. Hoặc chúng ta đinh ninh người đó như thế, cho người ta bị tự kỷ ám thị. Khi cho mình là bị như vậy, thành ra suốt đời này làm sao thoát ra được. Cho nên á, đây là điều các vị cần phải hiểu. Ngày xưa khi chúng ta chưa có ánh sáng khoa học á, chúng ta cho cái hiện tượng sét đánh là gì? Là thiên lôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái viện khoa học rồi á, nó có nói đó là thiên lôi mà mang búa xuống đánh quỷ, đánh yêu, đánh tà nào không? Không, thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta gọi là sét đánh. Ngày xưa chúng ta chưa hiểu được khoa học, chúng ta nói là ma dựa nhập. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dùng một cái từ rất là khoa học, đó là bệnh phân liệt thần kinh hoang tưởng đa nhân cách. Cho nên là chúng ta không nắm được các vấn đề này mà chúng ta diễn dịch theo ma. Chúng ta đẩy những người bị tổn thương thần kinh đó đi vào trong cái chuyện gọi là bệnh vĩnh viễn, thậm chí có thể chết được. Cho nên tôi đã lặp đi lặp lại rất là nhiều người, và nhiều người thậm chí mê tín chống đối tôi, cho là tôi là Phật giáo, là tôi không tin vậy. Tôi nói tôi không phải là tôi không tin không có ma.
là một trong những nguyên tắc sự thật, chứ không có cần tin tin gì, nó là như vậy đó. Có người, có ta, có ma, có quỷ, cái chuyện đó những chúng sinh chưa tái sinh hoặc là tái sinh vào địa ngục ngạ quỷ là trở thành quỷ đạo, là loài ma là chuyện bình thường. Nhưng mà không có ma theo tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian ma của chúng ta là ma gì đó, ma gì? Bảy ma cà rồng là ma của phương Tây à. Ma của cái phương Nam là yêu tinh, là quỷ quái, là chằng gì đó. Ma của chúng ta là ma ông kẹ rồi đó à, đó là ma Việt Nam. Còn ma của phương Tây là ma cà rồng à, nên nhớ là như vậy rất là rõ nha. Chúng ta phải phân tích rất rõ. Cho nên quan niệm này là quan niệm theo dân gian. Nhưng mà thật sự có ai gặp có mặt con ma cà rồng lần nào chưa? Mà tôi nghĩ các vị gặp rồi, các vị không còn sống để gặp tôi ở đây đâu à, tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên quan niệm này á, tôi phân tích là phân tích theo cái nhìn của Phật học. Còn các vị nhìn theo tín ngưỡng dân gian, các vị có quyền à, các vị dân gian thì cho là thiên lôi đánh thì cứ giữ thiên lôi đánh, ai nói làm gì, cãi nhau chi. Còn bây giờ chúng ta hiểu bằng cái cách nào tùy. Nhưng mà riêng về Phật học là tôi hiểu vấn đề như vậy. Và tôi cũng đã từng giúp nhiều người để mà hết bệnh này như thế. Và hỗ trợ của y học hiện giờ, nhất là khoa thần kinh, chỉ dứt điểm những bệnh này mà cho chúng ta sao không nghe. Che thầy bùa, thầy pháp, tất cả uống giấy, uống tờ gì đó, đánh đập gì đó. Thậm chí có những cái mà chơi nguy hiểm hơn, để vô đại hồng chung đóng, nó điên luôn á à, khỏi tỉnh luôn. Tôi mà như vậy mà thọt cái đầu tôi ra đại hồng chung đóng, cái tôi điên liền luôn á à, chứ đừng nói tới mấy cái người bị bệnh thần kinh đó. Cho nên đó là một trò tín ngưỡng nguy hiểm. Các vị đừng có bày đặt mà tín ngưỡng bậy bạ. Cho nên các vị bói ra ma, quét nhà ra rác, quan niệm như vậy chết người thân mình do mình hiểu bậy. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng của tôi giảng là hiện tượng ma dựa nhập là gì. Tôi phân tích rất là chi tiết và tôi đưa ra cái hướng để các vị giúp cho người thân mình có trường hợp giống như vậy. Đừng có quan niệm này theo mà một cái tập quán xưa nay. Có người nói là tôi nói ra vậy để chống đối. Tôi nói thật sự chống đối ăn lộc thật gì tôi. Tôi nói vậy có lợi gì cho tôi, thiên hạ chửi tôi nữa có lợi gì. Nhưng mà tôi thấy cái vấn đề đó không nói thì mai này các nhà khoa học cũng dạch chúng ta ra những cái sai lầm. Và nhất lợi trong chùa mà chúng ta cũng giải thích đồng bóng và chúng ta cứu chữa bệnh bằng cách đó, mai này bị người ta chê cười cho mà thấy. Cho nên chúng ta không dựa vào cái trí tuệ của Đức Phật để giải thích các vấn đề, mà dựa vào tín ngưỡng dân gian thì hên xui, có những cái cũng đúng vậy, nhưng mà có những cái nó rất nguy hiểm. Thành ra chúng ta biết cái nào thuộc về tín ngưỡng và cần giúp can thiệp bằng có trí tuệ, còn cái nào nó không như vậy, chúng ta phải từng bước nhận ra, chứ đừng có cố chấp định kiến theo thói quen của chúng ta. Và chúng ta như vậy là sau này chúng ta làm khổ người thân mình trong trường hợp như thế. Cho nên đây là một lời nhắn nhủ của tôi về vấn đề này. Cô nào hỏi câu này hay là ai hỏi câu này nên về nghe xong cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì để giải thích các vấn đề của những người đang là như thế. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, niệm kinh và niệm Phật cái nào tốt hơn? Này giống như ăn xôi với ăn cơm, ăn nào tốt hơn vậy đó. Người thích xôi thì xôi tốt, người thích cơm, cơm tốt. Cơ bản nhất hai cái này nó không có cái gì để gọi là khác biệt mà cái ghê gớm. Nhưng tôi muốn nói cái này, cái niệm kinh nó có giá trị ở chỗ nào? Cái niệm kinh nó có ý nghĩa là ngoài vấn đề chúng ta hành trì, nó còn hiểu được lời Phật dạy, Phật nói chúng ta về cái gì. Cho nên sau một phần hành trì chúng ta mở mang ra được những cái nhận thức về vấn đề Phật học. Cho nên vấn đề niệm kinh nó có ý nghĩa vậy. Còn niệm Phật, nếu chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần dụng công để chuyên nhất, để nhất tâm trong một hành động, chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi để tâm không phân biệt, để được nhất tâm chánh niệm trong thời khóa công phu, chúng ta có quyền lấy công niệm Phật sử dụng. Như vậy thì ở đây tôi phân tích hai cái đó để các vị hiểu đó là vấn đề kinh điển hành trì nó ý nghĩa thế nào, vấn đề hành trì, vấn đề niệm Phật nó có ý nghĩa thế nào, để chúng ta có quyền chọn. À, chúng ta cần hiểu bản kinh này Đức Phật nói gì để chúng ta biết thêm, để hỗ trợ cho con đường tu tập, thì cứ niệm kinh để biết thêm nhiều vấn đề. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng tâm mình loạn động nhiều, phân biệt, đang mệt mỏi, tâm mình đang không an, cần niệm Phật để tâm mình thanh vắng, được nhất tâm an lành, thì chúng ta bỏ việc suy nghĩ kinh điển qua bên, hãy chuyên nhất niệm Phật. Cái vấn đề đó ứng dụng tùy cái trạng thái tâm của chúng ta cho nó một cách thích hợp và linh động. A Di Đà Phật.
Rồi mình cũng có những lúc buồn vui, mình cũng đến trước bàn thờ tổ tiên để cầu nguyện. Mình nghĩ rằng là những người thân đã từng sinh ra mình, nuôi mình lớn lên hoặc giúp cho cuộc đời của mình. Trong lúc còn sống thì mình nghĩ những người thân mình dù có qua đời, có chết đi chăng nữa, cũng vẫn ở bên cạnh để mà phù hộ mình, độ trì mình. Cái việc đó có hay không thì không cần biết, nhưng mà trong tâm khảm mọi người là như vậy. Cho nên việc buồn vui hay cắm nhang lên bàn thờ tổ tiên, khấn nguyện ông bà tổ tiên để gia hộ cho mình công việc đó 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 như vậy, thì ngoài cái tín ngưỡng Phật pháp, chúng ta còn có tín ngưỡng tổ tiên, và chúng ta có cảm giác là người thân chúng ta vẫn còn tới lui với gia đình này, và thậm chí chúng ta ở đâu chúng ta cũng có cảm giác là người thân ông bà tổ tiên chúng ta ở đâu. Bởi vì chúng ta nghĩ những cái người này rất là dễ đi chứ không phải như chúng ta. Bởi vì người này đi bằng cái dạng mà thần thức hay là linh hồn như chúng ta từng suy nghĩ. Xin thưa các vị, việc thờ cúng tổ tiên của chúng ta cơ bản nó nằm trên ba phương diện, là chúng ta thực hiện các là lễ dỗ cúng kiến, và bên cạnh đó là bàn thờ gia tiên, và bên cạnh đó là việc là chăm sóc mồ mả. Đây là ba cái việc mà của những cái người dân tộc Việt của chúng ta có truyền thống về tổ tiên là chúng ta thực hiện. Như vậy thì mỗi một gia đình đều có cái bàn thờ gia tiên. Chúng ta bước vào cái trong một cái gia đình truyền thống của Việt Nam chúng ta ngày xưa, nhất là mấy cái tấm tranh mà chúng ta hay có cái tấm tranh tranh kiến mà sơn thủy đó, chúng ta hay có cái câu là cửu quyền thất tổ. Để thì chúng ta tượng trưng đó, đó là bàn thờ gia tiên của chúng ta. Cửu quyền thất tổ là chỉ chung cho ông bà tổ tiên và trong dòng họ của chúng ta nhiều đời và những thế hệ tương lai, thì chung trong cái đó gọi là cửu quyền thất tổ. Vậy thì cái bàn thờ gia tiên ở mỗi nơi của chúng ta được
chăm chút thờ phượng rất là trang nghiêm. Và có thể chúng ta xem đó là một cái đền thờ tâm linh của mỗi gia đình. Nếu chúng ta bước vào gia đình nào mà bàn thờ trang nghiêm sạch sẽ, chúng ta biết đây là một gia đình có luân lý nghiêm túc, và thậm chí gia đình đã một đời sống rất là mẫu mực. Nhưng mà bước vào bàn thờ gia tiên của một gia đình nào đó bày hày hoặc là thiếu vậy nên là sự trang nghiêm, thì chúng ta biết rằng những sinh hoạt mọi thứ trong gia đình người đó cũng sẽ bề bộn lộn xộn và phức tạp. Cái bàn thờ gia tiên nó phản ánh cho được cả tâm linh và cái nếp sinh hoạt của mỗi gia đình, quan trọng vô cùng. Bên cạnh đó, chúng ta giữ những cái ngày mà quá cố của người thân chúng ta, ông bà tổ tiên, để chúng ta làm các lễ dỗ quải hàng năm. Đây là một cái không thể thiếu trong người Việt chúng ta. Rồi bên cạnh đó là chúng ta chăm sóc mồ mả của những người quá cố. Đây là những cái cách để gọi là chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên quá cố vân vân. Mà một việc làm này đối với một người có đạo đức truyền thống giữ rất là chu đáo. Chúng ta nên biết rằng là người Việt của chúng ta tri ân báo ơn là một lễ nghĩa đứng hàng đầu của người Việt. Nếu một con người nào mà không biết tri ân báo ơn, người ta xem người đó là vô văn hóa, thiếu đạo đức. Và thường thường là người ta nghĩ là người này không xài. Cho nên cái việc mà văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, tri ân và nhớ ơn với con người Việt chúng ta rất là quan trọng. Các vị nhớ Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa có cái câu gì trong cái bài mà thà đuôi đó. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Cái câu này là Nguyễn Đình Chiểu nói trong một cái bài thơ dài cả hàng chục câu như thế. Thà đuôi vậy đó. Nhưng mà hai cái câu thà đuôi đầu tiên đó, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Câu này là thật sự nói rất là nặng lời với những người quên nguồn quên cội, sống thiếu lễ nghĩa đạo đức gia tiên với truyền thống văn hóa lâu đời. Như vậy chúng ta thấy rằng câu này nói nặng lời mà nói đúng. Không biết ai nghĩ sao cho riêng tôi thì tôi thấy rất là đúng. Và thậm chí câu này có thể dán trước cửa nhà mọi người luôn càng đúng hơn nữa. Những người quên cội quên nguồn nghe câu này rất là tự ái và thấy là chúng ta bị nhột. Nhưng mà thật sự hãy xem lại cái câu đó và nhìn lại chúng ta. Người Việt chúng ta về lễ nghĩa và ân tình đối với những người thân, người quá cố, hay thậm chí đối với mọi mối liên hệ trong một quốc gia nó lớn vô cùng. Chúng ta không phải là tri ân, nhớ ơn hay là cúng bái với ông bà tổ tiên không nữa, mà chúng ta còn tri ân, nhớ ơn với những cái gì mà xung quanh trong quốc gia chúng ta. Ví dụ như là thờ cúng vua Hùng. Chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có ngày truyền thống cúng vua Hùng ngày mấy? Mùng 10 tháng 3. Cúng các cái vị vua Hùng, những cái bậc mà có công gầy dựng, giữ nước, dựng nước như thế. Vậy thì cái nghĩa, cái tình, cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam chúng ta rất là rộng. Tôi nhớ cái câu này dường như là dù ai đi ngược về xuôi á, gọi gì nữa, nhớ ngày giỗ tổ vậy, mùng 10 tháng 3. Nó trở thành câu ca dao. Cái gì mà chúng ta đọc trong sách vở mà chúng ta thấy đó, tục ngữ ca dao, là chúng ta biết rằng đó là một cái văn truyền miệng rất là lâu đời, là một sản phẩm đặc biệt của quê hương Việt Nam chúng ta. Mà cái gì thuộc về văn hóa nó mới trở thành ca dao. Cho nên cái gì không có ca dao, cái đó không thuộc về văn hóa. Cái gì mới du nhập, cái gì mới quá, không có nằm trong ca dao của chúng ta. Ca dao nó chỉ có trong một bề dày lịch sử hàng nghìn năm trên đất nước Việt nó mới có những cái điều như thế. Vậy thì nhìn lại những điều này, chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất là tuyệt vời. Nhưng mà riêng những quốc gia bên cạnh chúng ta có những cái nguồn mà vậy là văn hóa lễ nghĩa này để ảnh hưởng Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm, nhưng bây giờ lại là không còn. Đó là những cái vị thầy mà đi học ở Trung Quốc, họ nói rằng là bàn thờ gia tiên ở Trung Quốc dường như là không có còn. Người ta không có thờ gia tiên nữa. Và thậm chí người ta có quan niệm cái đó là một cái việc gọi là mê tín. Đây là một việc mà tôi muốn chia sẻ với các vị nữa.
Lý do nào để đánh đồng giữa thờ cúng tổ tiên và mê tín để trở thành một cái việc gì người ta cho hủ tục và người ta loại trừ đi? Cái này là do cái gì? Vậy thì trên cơ bản nhất, việc thờ cúng tổ tiên này nó nằm trong phong tục tập quán ban đầu của người Trung Quốc, mà Khổng Tử là một trong những cái người mà gọi là đề xướng cái vấn đề này. Sự tử như sự sanh, Khổng Tử đã từng nói như thế. Và Khổng Tử xem như mà một bậc á thánh của Trung Hoa, và những cái người mà thuộc về Á Đông chúng ta cũng rất là tôn trọng những con người có đầy lễ nghĩa và tri thức như vậy. Vậy thì ở đây ông nói một câu là sự tử như sự sanh, có nghĩa là việc thờ cúng chăm sóc cái người đã quá cố cũng giống như việc mà chăm sóc người còn hiện tại. Có nghĩa là cha mẹ đã chết rồi, nhưng mà cái bổn phận của cái những người thân bằng quyến thuộc con cháu còn lại cũng phải chăm sóc như thế nào, cũng nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào mà như cái người thân mình còn sống. Như vậy thì sự tử như sự sanh là thờ cúng chăm sóc cái sự chết như là thờ cúng chăm sóc cái sự còn sống như vậy. Thì vậy là một cái nguồn gốc văn hóa đạo đức truyền thống như vậy mà bây giờ do một lý do gì đó người ta có thể gạt qua một bên và người ta xem như là mê tín. Và cái việc đó, giá trị văn hóa trong một đất nước gốc mà như vậy thì họ không thể nào còn tự hào với thế giới về điều đó nữa. Còn riêng người Việt chúng ta, rất có thể chúng ta không ảnh hưởng về cái này. Trong cái vấn đề giao thoa văn hóa dĩ nhiên có qua lại, nhưng mà tôi nghĩ về thờ cúng truyền thống của tổ tiên chúng ta, nó đã có hàng nghìn năm về trước rồi. Chúng ta có rất là lâu đời, nó có những cái văn hóa rất độc lập của người dân tộc Việt của chúng ta. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ việc thờ cúng tổ tiên như vấn đề mê tín thì chúng ta sai. Tại vì ở đây cái vấn đề mà chúng ta tôn trọng những người quá cố là một truyền thống đạo đức về ân về nghĩa mà chúng ta cho là mê tín. Và thậm chí một số tôn giáo du nhập vào Việt Nam, họ cũng sỉ vả và cho rằng cái việc thờ cúng tổ tiên chúng ta là mê tín và thờ cúng như vậy là ma quỷ. Và tôi cảm giác rằng là tại cái đầu họ chứa đầy ma quỷ, cho nên họ nhìn thấy cái giống gì cũng ma quỷ. Hãy nói là như vậy. Khi họ có một cái quan niệm và hình dung cái người chết như thế nào, họ bị học tập một cách méo mó và lệch lạc thế nào, họ bị người khác gieo vào trong đầu óc họ những cái quan niệm như thế nào, trong khi những cái truyền thống đạo đức và ý nghĩa này họ không được nắm bắt. Và vì vậy họ nói theo một cách rất là khống quyền, nói bằng một cách nhắm mắt mà không cần suy nghĩ. Tức là nói theo thói quen, người ta nói mình là như vậy, rồi mình gặp người khác cũng nói bằng thói quen như vậy mà không biết ngượng miệng và không biết hổ thẹn. Đây là một điều mà tôi nói với các vị. Cho nên mai này trong gia đình của chúng ta mà có một ai đến mà chỉ vào bàn thờ mà ông bà tổ tiên chúng ta mà nói đó là ma quỷ là dọa cái họng liền. Nên nhớ là như vậy. Cái điều này là nên là như vậy. Bởi vì trước hết mày có quyền nói tao ma quỷ, nhưng không được quyền mày sỉ vả ông bà tổ tiên tao là như vậy. Mày nói như vậy là mày đã xúc phạm như thế. Như vậy vô tình mày chửi ông bà tổ tiên tao. Cho nên cơ bản nhất là gặp nhau thì có thể là nói mày ma quỷ được, vấn đề bạn bè nhau tao nói nhau được. Nhưng mà không được quyền chỉ bàn thờ ông bà tổ tiên mình nói những lời như thế. Tại vì cái điều này là điều mà người ta xúc phạm rất lớn, trong khi đó là một cái bàn thờ thiêng liêng và một cái nơi gọi là tâm linh của một gia đình mà người ta đến như người ta nói. Tôi thấy người Phật giáo chúng ta hay là người con Việt nói chung rất là hiền. Người ta nói như vậy mình có thể là mình không hài lòng, nhưng mà mình dùng cái gì mình ngăn che lại, ít bao giờ mình phản ứng mạnh. Và bên cạnh đó mình cũng chưa bao giờ mình sỉ vả những người khác là những cái từ mà gọi là có cái tính cách là khiếm nhã như vậy. Nhưng mà họ lại á, vì họ muốn xóa nền văn hóa Việt Nam cho nên họ phải làm như vậy. Và một số người yếu đuối nhẹ dạ, không có cái sự tự trọng về văn hóa Việt Nam, nghe nói như vậy cảm thấy bị dao động và muốn loại trừ. Bởi vì nghĩ như vậy là mình sẽ liên hệ đến ma quỷ kìa. Như vậy á, mình không có một cái lòng tự trọng về nền văn hóa Việt, đồng thời là mình không hiểu ý nghĩa việc đó như thế nào, cho nên mình mới bị người ta tác động. Nhưng rất may văn hóa Việt Nam vẫn còn mạnh mẽ trong tinh thần người Việt và còn vẫn giữ gìn đến trong và ngoài nước. Một ngày nào chúng ta không còn truyền thống
cái này xem như chúng ta mất gốc. Bởi vì thờ cúng tổ tiên xem như là một đạo lý của người Việt Nam, mà đạo lý này đem bỏ đi có nghĩa là văn hóa Việt Nam chúng ta bị mất gốc. Và nếu khi chúng ta bị mất gốc thì chúng ta sẽ bị đồng hóa với một văn hóa mới. Văn hóa mới là cái gì? Tùy các vị du nhập, tùy các vị chấp nhận về một vành văn hóa mới đó. Như vậy chúng ta bỏ gốc theo ngọn, chúng ta đã chà đạp lên một truyền thống dài lâu của chúng ta. Vô tình chúng ta có lỗi với các bậc tiền nhân, và chúng ta có lỗi với cả một cái truyền thống ông bà tổ tiên của dòng họ huyết thống của chính mình nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tại sao họ lại suy nghĩ một cách vớ vẩn như thế? Họ suy nghĩ là thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ là mê tín, là thờ cúng ma quỷ. Sự thật ra quan điểm ma quỷ như thế nó nằm trong những học thuyết khác, chứ không phải là trong Phật giáo. Phật giáo của chúng ta quan niệm về cái người chết á, nó có cái lối đi cơ bản nhất là trong sáu nẻo luân hồi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà riêng người Việt như chúng ta, về mặt tín ngưỡng cơ bản nhất, khi chưa có cập nhật được cái học thuyết Phật giáo á, thì lúc đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng người chết chúng ta vẫn còn sống đâu đó với một hình hài đó trong cái tâm khảm của chúng ta. Cho nên chúng ta hay ăn cơm, chúng ta bới chén để bên đó chúng ta cúng. Sự thật ra cái đó là một cái đạo đức mà chúng ta không phải dễ gì làm được trọn đời đâu. Có người hỏi tôi rằng thầy, bây giờ sau khi ba má người thân mình qua đời rồi, mình mỗi lần ăn cơm mình bới chén cơm để cúng đó, mình cúng bao lâu? Xin thưa thật với các vị làm được suốt đời các vị càng tốt. Nhưng mà ai làm được suốt đời? Còn cơ bản nhất thì người ta cúng trong thời gian 49 ngày, 100 ngày, hay là tuần thất đầu tiên, hay là 3 năm gì đó, để là giống như một sự hiếu thảo. Nhưng thật sự các vị giữ được cái đó suốt đời càng tốt. Có nghĩa là mỗi lần lên ngồi ăn cơm thì cái chỗ này chỗ má nè, chỗ này chỗ ba nè, chỗ ông nội bà nội nè, những cái cảm giác đó chúng ta nhớ, chúng ta để dành một chén cơm cúng như thế. Và để dành chén cơm cúng như thế, chúng ta có cảm giác rằng là nơi này mà ba má mình ngày xưa từng ngồi ăn chung mâm với mình thế, một cái đạo đức, một cái tình cảm rất là đẹp. Cho dù chẳng ai về ăn cái đó cả, các vị cúng có bao giờ thấy chén cơm vơi bớt hột nào không? Hay là cúng vượn hồi mình cũng sớt rồi mình ăn hả? Thì mình cúng rồi mình cũng ăn thôi, nhưng mà đâu có ai ăn cái đó. Cho nên á, cái quan điểm về ma quỷ nó không có trong cái này, mà người ta tự cấy vào trong đầu của chúng ta, họ xúc phạm chúng ta một điều rất là lớn như vậy. Cho nên cái việc mà thờ cúng ông bà tổ tiên là một cái truyền thống đạo đức văn hóa của người Việt, chúng ta có cảm giác rằng là người thân chúng ta vẫn còn sống, sống với một hình thể nào đó mà chúng ta không nhận biết được, chúng ta có cảm giác bằng niềm tin. Thứ hai nữa là chúng ta luôn canh cánh bên lòng về ân tình nghĩa nặng này. Người thân chúng ta có quá cố, nhưng mà ta là người thừa kế những gì của ông bà cha mẹ chúng ta để lại. Cho nên cái việc mà gọi là thờ cúng là cái việc để tưởng nhớ, để trả ơn. Bây giờ cha mẹ qua đời rồi, chúng ta không có cái dịp báo đáp ơn nghĩa nữa, thì bây giờ chúng ta làm bằng cái chuyện cúng bái như thế này. Và cái cúng bái như thế này để bày tỏ cái tình cảm của chúng ta dành cho người quá cố. Cho nên cái việc cúng rất là đẹp. Ngoài việc cúng dỗ hàng ngày chúng ta vẫn cúng được mà. Chúng ta cúng lên ông bà tổ tiên đĩa trái cây hay đĩa quả, hay là một cái bữa ăn chúng ta dành ra chén cơm để cúng, đó là điều tốt. Cho nên tại sao chúng ta có nghĩ rằng á, là những hình ảnh mà chúng ta thờ trên bàn đó họ cho là ma quỷ? Xin thưa các vị, cái bản mặt họ có bao giờ trở thành cái hình để mình thờ không? Mày không đáng để cho tao để giữ cái hình bên người tao nữa, chứ đừng nói để thờ. Nói thẳng ra như vậy, để một người có một cái hình để thờ, người đó phải là cái gì ơn nghĩa đáng kính trọng và thiêng liêng lắm người ta mới thờ. Ví dụ hình ảnh Đức Phật là một con người đã hy sinh cho cuộc đời vĩ đại lắm người ta mới thờ. Chứ Đức Phật ngày xưa ăn chơi có ai để bàn thờ thờ không? Các vị hiểu điều đó không? Như vậy những người có tượng để được thờ, những người có hình ảnh để được thờ là một người đáng kính, một người hy sinh, một người rất có ý nghĩa. Cái lớn là cho cuộc đời, cái nhỏ là cho truyền thống gia đình của chúng ta. Cho nên cái bản mặt mày, những cái thằng mày nói như vậy, suốt đời có ai thờ cái hình mày không? Đâu có đáng để thờ như vậy. Cho nên đừng có nói là chỉ những hình ảnh đó là ma quỷ nha chưa. Những hình ảnh đó là ân tình nghĩa nặng lắm, chúng ta mới thờ như vậy. Bây giờ ví dụ người thân chúng ta qua đời rồi, mình không còn cái gì để gặp người thân nữa đó. Hình ảnh đây là trở nên di ảnh để kỷ niệm, để trong tủ, để trên bàn thờ,
Và như vậy á, mỗi một lần nhìn hình ảnh này, nhớ má, nhớ ba, nhớ người thân ngày xưa đã từng dắt mình vào đời, đã từng chăm sóc cứu mang mình, đã từng á, vui buồn với cuộc đời mình như thế nào. Mỗi lần mình nhớ đến, mình có rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Và cái cảm xúc đó có thể mình nói lại với các thế hệ con cháu mình về cảm xúc đó nữa, để giữ một cái này là à, bà nội con ngày xưa vậy đó, ông ngoại con ngày xưa vậy đó. Chỉ một cái hình mà nhắc nhở đến cháu con, để cho nó không quên cội quên nguồn, để nó nhớ cái đạo đức này. Thậm chí mai này mình là người mà tiếp tục để nó phải hiểu, và nó chỉ với con cháu nó là như vậy. Đây là một cái điều rất là đẹp. Những cái hình ảnh này mình thờ không mang cái nghĩa ma quỷ, mà mình để mang cái nghĩa là tri ân và báo ân. Ân nghĩa của cha mẹ là ân lớn, cho nên là mình gìn giữ suốt đời. Suốt đời này như vậy, thờ cho tới chết thôi. Cho nên tôi thấy nhiều ông cụ bà cụ già như vậy đó, nhìn lên thờ tổ tiên nhiều khi nhìn mà rớt nước mắt trong những buổi cúng dỗ. Tôi nghĩ những người đó có một ấn tượng về ba mình, má mình, ông bà mình đã từng có một sự hy sinh như thế nào cho mình, cho nên trở thành một cái ký ức rất là nặng trong đầu của những cái người mà có tuổi tác. Các vị thấy ông bà tổ tiên mình, nhiều khi ông nội bà nội mình vậy đó, đến bàn thờ gia tiên cái là khóc. Cái khóc đó không mang cái nghĩa là bi lụy, mà cái tình của ông bà tổ tiên đó hồi đó dành cho ông bà mình nó lớn thế nào đó, một sự hy sinh cao cả nào đó, một sự gì có sự sống của họ mà có thể vì cái gì đó mà người đó có thể qua đời hay là cái gì đó, nó đã trở thành một cái ân nghĩa lớn trong cuộc đời, sâu nặng trong lòng như thế. Cho nên cái bàn thờ gia tiên nó phản ánh cái đạo đức của con người. Mà con người còn có đạo đức được với ông bà tổ tiên thì quả mai mới có đạo đức với xã hội, với làng xóm. Ông bà tổ tiên mày, mày còn không biết ơn, mày còn không nhớ ơn, mày còn không cần đếm xỉa tới, thì tất cả mọi người xung quanh giúp đỡ mày là cái quái gì? Có ý nghĩa gì với mày? Nó thẳng ra trong cuộc đời là như vậy. Ông bà cha mẹ mày mà mày còn không biết thì đừng có hòng cái vấn đề đạo đức bên ngoài, đó là đạo đức giả. Nó thẳng ra là như vậy. Một cái đạo đức mà hết sức là lớn lao trong cuộc đời họ mà họ không nhớ, họ nhớ ai? Cho nên tôi nói là các vị một vài bài giảng mà tôi suối với mọi người, tôi nói nó mà không yêu cha kính mẹ nó thì nó không bao giờ yêu thật con đâu nha. À, nó lừa đảo con đó. À. Tôi nói như thế. Cho nên khi mà các vị có người yêu, các vị phải xét kỹ dò cẳng đó. À. Phải xét, cái đó sự thật mà. À, coi mỗi lần má nó điện thoại đến nó nghe nó nói thế nào. À, hay là mỗi lần nó về nó gặp ba má nó nói chuyện thế nào. Mỗi lần ví dụ như à, đang ngồi nói chuyện với mình mà má nó điện thoại lên nó, má à con thế thế, dạ thưa má con vậy vậy. À, tao có khả năng tin mày 80%. Ít nhất á, tao chưa biết sao là mày có đạo đức hiếu thảo với má mày trước cái đã. Còn như mà nó đang ngồi đây, má nó điện thoại là à, tao có việc á, mệt quá, hôm khác nói chuyện đi. À, đó. Tao quýt bài mày liền. À, phải nói là như vậy, thấy không? Cho nên đôi khi mình phải tinh ý. Đừng nghĩ ở gần bên cái gì cũng em hết trơn trơn á, còn má nó điện tới nó gạt bên cái, vậy là mình ngon hơn má đó. À, cho nên thấy vậy mình khoái, chết bỏ mạng, thấy không? À. Nói vậy để các vị hiểu là mình á, nghe ngóng một điều gì, mình thấy một vấn đề gì, mình có quyền hiểu sâu các vấn đề. Bởi vì mình không sống trong nhà người ta, mình không là người ta, cho nên mình không biết hết. Nhưng mình có quyền đánh giá một cái cách nhìn tổng quát, đó là sự khôn ngoan và lanh lợi của mỗi con người, để mình mà gọi là kết giao. Cho nên á, người xưa dạy chúng ta một câu là nhân phi nghĩa bất giao, mà vật phi nghĩa bất thủ, là vậy đó. Là người không có nghĩa, không có tình thì không có kết giao, không có chơi. Mà vật phi nghĩa là vật đó nó không có chính nghĩa đó, là không có giữ lấy. Cho nên nó đồ mà đi ăn cắp về đem cho mình là mình biết như vậy là mình trả liền, chứ không có bao giờ lấy cái kiểu bậy bạ như vậy. Vì vậy á, cho nên cái câu người xưa để lại cho chúng ta những cái ý đó rất hay. Cho nên tôi nói với các vị là những cái ngày giỗ quả chúng ta thờ cúng là một cái điều tốt mà. Nhưng bây giờ các vị ở trong vườn, các vị có cây trái. Ở Mỹ thì chúng ta mới qua đây, chúng ta không có cái truyền thống này. Nhưng mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có cái truyền thống rất là hay. Dường như các gia đình của ở các miền Tây, miền quê, đa phần chúng ta đều có cái mảnh vườn.
Và mảnh vườn đó trồng dừa, trồng chuối, trồng cam, trồng mít, trồng xoài, trồng ổi. Mà những cái này ai trồng? Ông bà tổ tiên trồng không à? Tại vì những cây này 5 năm, 10 năm mới có trái. Và vì vậy có những người lớn tuổi ông bà tổ tiên trồng, sau đó qua đời chưa có dịp để ăn, hay là chưa có dịp để chứng kiến nữa. Thì bây giờ đây là một cái quả trái đầu mùa của cây xoài, cái mít, cái ổi gì đó à, hay cái chuối gì đó, cái trái mình để lên dĩa, mình để lên bàn, bàn ba, bàn ông nội, bàn má gì đó, mình để lên đó. À, ngày xưa là cây mít này là má trồng hay là ba trồng nè, cây ổi này ngày xưa ông nội ha trồng hay là ông ngoại trồng. Thế là đây là những cái trái đầu mùa mà ngày xưa ông bà trồng mà chưa có dịp để ăn, rồi qua đời hôm nay con là người thế thế, cho nên đây là quả đầu mùa, con tưởng nhớ đến cái ơn của người trồng, con để lên đây con cúng để ba má ông bà về chứng minh. Cái nghĩa tình chúng ta nó đẹp như thế đó, đó mà người ta cho là chuyện thờ cúng ma quỷ. Các vị thầy hiểu rất rõ là như vậy. Vậy thì bây giờ cái việc đó mình cúng kiến như vậy là một cái điều tốt, để mình cảm thấy rằng sống đúng như người xưa là ẩm thủy tri nguyên, mà uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước nhớ người đào giếng. Đây là đạo đức lễ nghĩa ngàn đời người Việt Nam chúng ta. Nó giữ cái đó là giữ cái đẹp chứ. Người khác không có được văn hóa này. Các vị hỏi người Mỹ họ có được văn hóa đó không? Người Mỹ họ không có tự hào với thế giới về văn hóa, họ chỉ tự hào với thế giới về khoa học kỹ thuật thôi, các nền công nghệ thôi. Vậy thì chúng ta không có cái khoe với họ về mặt khoa học kỹ thuật tiền bạc, chúng ta không khoe họ được. Nhưng mà mình có quyền khoe với họ mấy ngàn năm văn hiến này mày có không? Chúng ta vẫn còn có cái để tự hào chứ. Cho nên á, tôi có gặp hai cái anh chàng người Mỹ đi theo hai cô gái người Việt về Việt Nam chơi, và hai cô gái đó là Phật tử của chùa tôi. Cho nên hai cô này có dẫn hai anh chàng người Mỹ đến thăm chùa chơi. Và khi thăm chùa thì thật sự tôi nói qua vấn đề thông dịch của hai cái cô này thôi. Và họ gật gù về vấn đề là họ nói là Việt Nam có cái hay về ân cha nghĩa mẹ và tình nghĩa như thế. Họ nói là đôi khi họ cũng có cái cảm xúc như vậy mà họ không có một truyền thống như thế. Họ cũng có những người họ cũng nghĩ tình cảm của cha mẹ vậy đó, nhưng mà không ai hướng dẫn cho họ về một cái truyền thống cần làm gì gì gì. Và người Việt ở đây là cái này họ cảm thấy cần phải học hỏi. Họ gật đầu và họ cảm thấy là cái đó hay. Mà trong cái quá trình tôi ngồi tôi phân tích, được dịch lại thôi, thì hai anh chàng ảnh cảm thấy rằng Việt Nam có những cái hay mà ảnh nghĩ rằng cái này mà nếu ảnh về, cái gì mẹ ảnh chắc là mẹ ảnh hạnh phúc lắm. Bởi vì trong cái việc mà gọi là người mẹ, người cha ở những đất nước phương Tây như thế này, rất hiếm khi nào có một đứa con mà yêu thương nhớ về mình, và như một cái chuyện mà gọi là chăm sóc hỏi han vỗ về, cái này hiếm lắm. Và anh nói rằng nếu anh làm điều này mẹ sẽ rất là ngạc nhiên về anh. Và tôi nói anh nên làm điều này và cần khuyến khích những bạn bè anh đang là làm điều này. Bởi vì những người đó là những người đáng để anh nhớ. Đó là một đạo đức của con người mà anh cũng cảm thấy rằng những văn hóa của Đông Phương có những cái hay mà anh cần phải học hỏi. Vậy thì tôi nói các vị thấy cái hành động đó của chúng ta, cái việc mà tôn trọng thờ cúng như vậy là hoàn toàn tốt mà. Cho nên cái ngày đám dỗ gia tiên nó có cái đám dỗ riêng và đám dỗ chung. Cái đám dỗ riêng là chúng ta cúng theo cái ngày mất của ông bà tổ tiên quá cố. Còn cái đám dỗ chung á, là chúng ta cúng vào dịp nào? Tết Nguyên Đán. Nà, các vị nhớ rất là rõ, cái này ai mà không nhớ. Như vậy thì ở dịp Tết Nguyên Đán mà rước ông bà ngày 29-30 đó, cái đó chúng ta gọi là hiệp cúng, tức là cúng chung cho ông bà tổ tiên người quá cố. Còn thông thường những ngày dỗ trong năm thì chúng ta sẽ cúng theo ngày cái người mất. Như vậy cái cúng dỗ là một cái truyền thống nữa để gọi là thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì đám dỗ chúng ta cơ bản chúng ta làm thì làm theo cái ngày nào? Thông thường đám dỗ chúng ta làm cơ bản là hai ngày, đúng không? Ngày tiên và ngày chánh. Ngày tiên người ta hay gọi là tiên thường, ngày chánh gọi là chánh kỵ. Thì cái ngày đầu đó gọi là tiên thường là buổi đầu á, mà chúng ta cúng nhẹ nhẹ, cúng sơ sơ, và buổi chiều đó thì chúng ta gọi là tiên thường, tức là cái quan niệm là để cho ông bà tổ tiên chúng ta nếm trước khi còn sống, ý là như vậy. Cho nên thông thường cúng đám dỗ là ví dụ như bây giờ ông bà chúng ta chết cái ngày mùng 10
thì cái vào về cái ngày cúng đó là chúng ta phải cúng ngày mùng mùng 9. Cái ngày mùng 9 đó là ngày tiên thường, tức là ngày này trước khi cha mẹ ông bà qua.